Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 1301, cái bẫy. Sau một ngày, mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Tưởng Vân Đình một nhóm người, bọn hắn sắp đến Bắc Vân Thành rồi, chính lúc Diệp Thần Phong bọn hắn chuẩn bị thêm mau một chút tốc độ thời điểm, một đạo bóng người màu trắng từ phía trước nhanh chóng lướt đi tới, chỉ là ba cái hô hấp ở giữa, đạo thân ảnh này liền đứng tại Diệp Thần Phong cùng Tưởng Vân Đình đám người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ, chính là một người có mái tóc hoa râm lão đầu này mặc cả người trắng sắc trường sam, trên người hiện ra nhất cổ khí thế cường hãn, lấy Diệp Thần Phong đoán chừng, lão đầu này cần phải có thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Này bạch y lão đầu, ánh mắt của hắn tại Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực bọn người trên thân quét mắt một lần, tại cảm thấy được Diệp Thần Phong thực lực của bọn họ sau, trong con ngươi của hắn mang theo thần sắc khinh thường, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Tưởng Vân Đình trên người, trong con ngươi xem thường lập tức thu liếm, trên mặt hiện lên hiền lành cùng vẻ lấy lòng, nói ra, đại tiểu thư, ngươi ra đi không lời từ biệt nửa năm này ở giữa, trong nhà nhưng là nháo ngất trời rồi, ta cũng là tìm thật nhiều địa phương. Cuối cùng cũng coi như để cho ta tại Bắc Vân Thành bên ngoài tìm tới ngươi rồi. Tưởng Vân Đình tại nhìn thấy này bạch y lão đầu sau, trên mặt nàng vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa. Xem ra Tưởng Vân Đình xác thực cùng này bạch y lão đầu biết. Triệu Hồng Lực nguyên bản là biết Tưởng Vân Đình không phải người bình thường, trước mắt nhìn thấy một tên thần niệm cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, cũng phải một mực cung kính xưng hô Tưởng Vân Đình vì đại tiểu thư, này làm cho Triệu Hồng Lực thầm than tưởng thân phận của Vân Đình khủng bố. Hắn cũng nhìn ra được này bạch y lão đầu có lời muốn đối Tưởng Vân Đình nói, lần sau Bắc Vân Thành thì ở phía trước rồi, hắn cũng liền định tiến vào Bắc Vân Thành các loại Tưởng Vân Đình rồi. Vân Đình muội tử, ta mang Thần Phong huynh đệ tại Tinh Nguyệt Ôm chờ ngươi. Triệu Hồng Lực đối với Tưởng Vân Đình nói ra. Tưởng Vân Đình cũng nhìn ra bạch y lão đầu đối Diệp Thần Phong đám người không có hảo cảm, người sợ bạch y lão đầu nói ra một ít lời khó nghe đến, thế là, người liền gật đầu đáp ứng, được, Triệu đại ca, sau đó ta hội tới tìm các ngươi. Tại Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực tiếp tục hướng về Bắc Vân Thành đi đến. Thân ảnh của bọn họ từ từ biến mất ở Tưởng Vân Đình cùng bạch y lão đầu trong tầm mắt sau, bạch y lão đầu lập tức nói ra, đại tiểu thư, ngươi như thế nào cùng loại này nửa người nửa ngợm người đi chung với nhau? Bọn hắn căn bản không xứng làm đại tiểu thư bằng hữu của ngươi. Tại Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực bọn hắn vừa mới rời đi, này bạch y lão đầu tựu ra nói không tán, này làm cho Tưởng vui mừng đình mày liễu là nhíu lại. Giọng nói của nàng có chút lạnh lẽo, chuyện của ta cần phải ngươi tới quản sao? Ngươi có tư cách ở trước mặt ta cua tay múa chân sao? Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, nếu như lần sau lại để cho ta nghe ngươi loại này lời nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả chứ. Này bạch y lão đầu trong con ngươi vẻ âm tàn chợt lóe lên, trong miệng hắn liền vội vàng nói, đại tiểu thư, là lão nô lắm mồm, lão nô lần sau nhất định sẽ chú ý. Nghe được bạch y lão đầu nói như vậy, Tưởng Vân Đình sắc mặt mới dịu đi một chút, hỏi, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu thân thể cũng khỏe sao? Tưởng Vân Đình cùng bạch y lão đầu tại Bắc Vân Thành ngoại giao nói thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực đám người, bọn họ là thuận lợi đi tới Bắc Vân Thành, này tiến vào Bắc Vân Thành ngược lại không như tiến vào Thiên Diệu Thành, còn cần giao nộp linh thạch, bất quá, dù sao Bắc Vân Thành thực lực và Thiên Diệu Thành không ở một cái trục hoành thượng. Tinh Nguyệt Lầu là Bắc Vân Thành bên trong tốt nhất một quán rượu, hiện tại cũng vừa hay là ăn cơm thời gian, lần sau Triệu Hồng Lực đám người thu rồi Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ, cho nên bọn hắn mới muốn mang Diệp Thần Phong đến ăn bữa ngon, lúc trước Triệu Hồng Lực bọn hắn nhưng chưa có tới Tinh Nguyệt Lầu ăn cơm. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực đám người liền đi tới Tinh Nguyệt mặt lầu trước, này Tinh Nguyệt Lầu tổng cộng chia làm vì tầng 3, tầng thứ nhất là cung cấp cho người bình thường dùng cơm. Tầng thứ hai là cung cấp cho người tu luyện dùng cơm, về phần tầng thứ ba chỉ có Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc mới có thể ở bên trong dùng cơm. Triệu đại ca, kỳ thực không cần như thế lãng phí, chúng ta tùy tiện ăn một chút đồ vật là được rồi. Diệp Thần Phong chân thành nói. Triệu Hồng Lực lắc lắc đầu, nói ra, Thần Phong huynh đệ, cái này sao có thể được đâu này. Ngươi lần đầu tiên tới Bắc Vân Thành, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Thần Phong huynh đệ ngươi, được rồi. Không cần nói nhiều, chúng ta đi vào trước đi. Nghe vậy, Diệp Thần Sư trong lòng là bất đắc dĩ thở dài, dù sao hắn quyết định chủ ý, sau đó hắn đến trả tiền rồi,
hiện tại hắn trong nhẫn chứa đồ nhiều nhất chính là linh thạch. Nhưng chính lúc Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực đám người yếu bước vào tinh nguyệt lầu thời điểm, một tên cả người tử khí chính là thanh niên từ bên trong đột nhiên đi ra, trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng đối phương cũng không phải cố ý, hắn thật cũng không muốn đi tính toán nhiều như vậy. Nhưng tên thanh niên này, hắn ngẩng đầu lên trừng lên Diệp Thần Phong, phẫn nộ quát, tiểu tử, lẽ nào ngươi không có mắt sao? Chó ngoan không cản đường, câu nói này có từng nghe chưa? Lập tức cho bổn đại gia tránh ra. Tên này cả người tử khí chính là thanh niên, dưới chân hắn bước chân là đi lung la lung lay, trong cổ họng còn đánh một ợ no nê. Hắn ngược lại nói, đúng rồi, ta không thể tiện nghi như vậy ngươi tiểu tử này, ta xem ngươi cũng không phải Bắc Vân Thành bên trong người, lập tức cho ta dập đầu ba cái, sau đó lăn ra Bắc Vân Thành đi. Được tên này mang theo tử khí chính là thanh niên trong lời nói xông tới, bất luận Diệp Thần Phong dưỡng khí công phu có cỡ nào tốt, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nảy sinh một ít tức giận, mà một bên Triệu Hồng Lực trên mặt bọn họ đã sớm là che kín vẻ giận dữ. Triệu Hồng Lực không chịu yếu thế quát lên, rõ ràng là ngươi đụng phải Thần Phong huynh đệ, hẳn là người nói xin lỗi là ngươi mới đúng, ngươi này con chó điên không nên ở chỗ này cắn người linh tinh rồi. Tên kia cả người tử khí chính là thanh niên, hắn khi nghe đến Triệu Hồng Lực lời nói sau, hắn đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong nhào tới, quát lên, ta là chó điên. Hôm nay ta liền điên cho các ngươi nhìn xem. Tên thanh niên này chính là thông linh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực. Hắn hướng về Diệp Thần Phong dương nanh múa vuốt, còn giống như thật sự muốn đi gặm cắn Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong liền sau lưng hắc huyền kiếm đều không có nhổ ra, trên người thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế chợt lóe lên, trực tiếp một cước đá vào tên thanh niên kia trên ngực. Ầm, một tiếng, tên thanh niên kia thân thể nặng nề té lăn quay đường phố chính giữa, trong miệng không ngừng đói bụng tràn ra tiên huyết đến, thân thể giật hai lần liền hoàn toàn không có động tĩnh. Nghiễm nhiên là đã đi Diêm Vương Điện Thượng báo cáo. Này làm cho Diệp Thần Phong lông mày lập tức nhíu lại, hắn biết rõ chính mình vừa nãy một cước kia lực đạo, hắn biết mình một cước kia còn chưa đủ để muốn tên thanh niên này tính mạng. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại thấy được tên thanh niên kia trong miệng tràn ra tiên huyết, dĩ nhiên là mang theo một chút màu đen, hắn biết tên thanh niên này là trúng độc mà chết, cũng không phải bị hắn một cước này cho đá chết. Mà tại đây tên cả người tử khí chính là thanh niên vừa vặn chết đi thời điểm, xa xa trên đường phố xuất hiện một nhóm người, những người này chính khí thế hung hăng chạy về đằng này lại đây, này làm cho Diệp Thần Phong lông mày là nhíu càng gia tăng hơn rồi. Đúng rồi, Thần Phong huynh đệ, khó trách ta cảm thấy người này có chút quen mắt rồi, hắn là Triệu gia gia chủ con thứ ba, Triệu gia tại Bắc Vân Thành bên trong chính là phụ thuộc vào Trịnh gia, xem như là Trịnh gia một cái phụ thuộc gia tộc. Triệu Hồng Lực đột nhiên nhớ tới tên này cả người là tử khí chính là thanh niên thân phận. Nghe được Triệu Hồng Lực câu nói này sau, Diệp Thần Phong lập tức biết đây là một cái bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào bọn hắn cái bẫy, Trịnh gia khẳng định đã biết Trịnh Nguyên Thành các loại người đã chết, mà ở Diệp Thần Phong bọn hắn bước vào Bắc Vân Thành trước tiên, Trịnh gia bên trong khẳng định cũng đã nhận được tin tức, trước mắt tại trong mắt tất cả mọi người này cả người mùi rượu thanh niên là bị Diệp Thần Phong cho một cước đạp chết. Như vậy Trịnh gia liền có lý do danh chánh ngôn thuận đối phó bọn hắn rồi. Triệu đại ca, ngươi xem một chút bên kia tại chạy tới người phải hay không Trịnh gia. Diệp Thần Phong chỉ vào nơi xa nói ra. Triệu Hồng Lực lập tức gật gật đầu, nói ra, Thần Phong huynh đệ, làm sao ngươi biết bọn họ là người nhà họ Trịnh. Đi ở trước nhất chính là Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ. Triệu đại ca, cái kia như vậy nhìn đến, chúng ta đúng là chúng rồi Trịnh gia bẫy. Tên khốn này chỉ là Trịnh gia kẻ chết thay mà thôi, hắn căn bản không phải chết ở dưới chân của ta, mà là độc phát sinh vong. Diệp Thần Phong âm thanh lạnh lẽo nói ra, hắn ghét nhất có người thiết kế hắn. Nghe được Diệp Thần sư nói như vậy, Triệu Hồng Lực cũng có chút hoảng hốt, hắn thương lang đoàn lính đánh thuê huynh đệ đều còn tại Bắc Vân Thành bên trong đây. Hắn lập tức hỏi, Thần Phong huynh đệ, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Trịnh gia tỉ mỉ vì chúng ta đặt bẫy. Chỉ sợ bọn họ sẽ không như thế dễ dàng buông tha chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kéo dài đến Vân Đình muội tử đến cùng chúng ta hội hợp rồi, hay là lấy Vân Đình muội tử thân phận có thể giải quyết hôm nay phiền phức, không nghĩ tới Trịnh gia hội vội vã như vậy đối phó chúng ta. Chương 1302, Phong Khởi Vân Dũng. Bắc Vân Thành.
Tinh Nguyệt Lầu tầng thứ 3. Nơi này bình thường chỉ có Bắc Vân Thành người của bốn đại gia tộc mới có thể tới dùng cơm. Mà giờ khắc này, tới gần cửa sổ một cái bàn chu vi, ngồi hai nam một nữ, bọn hắn chính có nhiều ý vị nhìn xem Tinh Nguyệt Lầu cục thế bên ngoài biến hóa. Này trong ba người, một tên trong đó dung mạo so với so sánh chính khí thanh niên tên là Lưu Giang, hắn chính là Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc Lưu gia gia chủ nhi tử, mà một người khác trên mặt thỉnh thoảng hội tránh qua vẻ âm tàn thanh niên, tên của hắn gọi là Hồ Phi Long, hắn chính là Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc Hồ gia gia chủ nhi tử, còn một tên sau cùng nữ nhân, tuổi của nàng cũng cùng cái này hai tên thanh niên xấp xỉ, tên này nữ nhân tướng mạo cùng vóc người đều tính là vô cùng tốt. Mặc trên người một cái màu xanh da trời sợi tơ quần áo. Người chính là Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc Tần gia gia chủ con gái Tần Sương Sương. Lưu Giang nhìn xem mắt Tinh Lầu bên ngoài càng đi càng gần người nhà họ Trịnh, hắn bưng chén lên, hơi hơi nhấp một ngụm trà, nói ra Trịnh gia thật đúng là thật là bạo tay a hát. Không phải là vì đối phó Thương Lang đoàn lính đánh thuê người ma. Bọn hắn thậm chí ngay cả thập nhị huyết ảnh đều phái ra. Hồ Phi Long cười nói, Lưu Thiếu, ta nhìn Trịnh gia là nhỏ nói thành to, thật không biết Thương Lang đoàn lính đánh thuê là nơi nào đắc tội Trịnh gia. Trịnh gia yếu như vậy đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Trịnh Uyên Thành cùng Trịnh Mở Vũ chết đi, được Trịnh gia cho tạm thời phong khóa lại, cho nên ngoại giới người chả cũng không biết chuyện này. Tần Sương Sương vuốt vuốt trên trán tóc đen, nói ra Trịnh Vũ đã sớm coi trọng Thương Lang đoàn lính đánh thuê Tưởng Vân Đình rồi. Ta xem chuyện này cùng Tưởng Vân Đình cần phải có quan hệ, này Trịnh Vũ tối đa chính là một tên rác rưởi, hắn tuy rằng cũng có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhưng là ta chắc chắn tại năm trong vòng 10 chiêu đưa hắn xóa bỏ. Tại Tinh Nguyệt Lầu tầng thứ 3 Lưu Giang đám người nói chuyện phiếm thời điểm. Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ, hắn mang theo 12 tên thân mặc áo đen nam nhân, xuất hiện tại Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực đám người trước mặt. Này 12 cái người đàn ông áo đen thực lực đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, hơn nữa từ nơi này 10 trên người của hai người tản ra nhất cổ nồng nặc hung khí, loại sát khí này khiến người ta vô cùng không thoải mái. Trịnh Vũ ánh mắt quét mắt một lần Triệu Hồng Lực đám người, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, tại phát hiện Diệp Thần Phong có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực sau, hắn một chút kinh ngạc một chút. Hắn biết Diệp Thần Phong liền là trước kia Lý Trung trong miệng tên tiểu tử kia rồi, nhưng Lý Trung đã nói Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, xem ra này Diệp Thần Phong đúng là giấu giếm thực lực. Đương nhiên, cho dù là như vậy, Trịnh Vũ cũng sẽ không cho là tiểu thúc của chính mình Trịnh Uyên Thành là bị Triệu Hồng Lực đám người giết chết, nhiều hơn một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Diệp Thần Phong. Theo Trịnh Vũ, hắn tiểu thúc phải giải quyết Diệp Thần Phong người như thế, cũng không yêu cầu phí bao nhiêu công phu. Trịnh Vũ đem chu vi quét mắt toàn bộ, hắn đều không nhìn thấy Tưởng Vân Đình thân ảnh, này làm cho trong lòng của hắn có phần khó chịu. Tại vừa nãy Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực đám người vừa bước vào Bắc Vân Thành thời điểm, hắn liền ngay đầu tiên đã nhận được tin tức, đồng thời thiết kế như thế một cái bẫy, hắn hôm nay làm việc này cũng là đã nhận được Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú ngầm thừa nhận. Ngày hôm qua tại Trịnh Vũ thừa nhận Trịnh Uyên Thành cùng Trịnh Mở Vũ chết đi cùng hắn có một ít quan hệ, tại Trịnh Hải Phú huấn xong lời nói sau đó hắn lại bị cha của mình Trịnh Uyên Chí dạy dỗ suốt cả một buổi tối, được phạt một mực quỳ gối từ đường bên trong, này làm cho hắn đối Thương Lang đoàn lính đánh thuê người là hận đến tận xương tủy, đặc biệt là Diệp Thần Phong cái này nửa đường giết ra đến Trình Giảo Kim. Bất quá, Trịnh Vũ cũng không có đi hỏi Tưởng Vân Đình hướng đi. Hắn hiện tại yếu một mực chắc chắn Diệp Thần Phong đám người tội danh, hắn nhìn xem Triệu Hồng Lực, quát lên, Triệu Hồng Lực, các ngươi Thương Lang đoàn lính đánh thuê thật đúng là thật là to gan. Các ngươi lại dám tại Bắc Vân Thành bên đường giết người, hơn nữa giết chết hay là chúng ta Trịnh gia người, là muốn chúng ta động thủ đâu này. Cũng là các ngươi chủ động đi theo chúng ta về một chuyến Trịnh gia. Triệu Hồng Lực nhìn xem Trịnh Vũ phía sau 12 cái người đàn ông áo đen. Hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi, hắn nói khẽ với Diệp Thần Phong giải thích, Thần Phong huynh đệ, hôm nay sợ rằng thật sự phiền toái, Trịnh Vũ sau lưng 12 người, bọn hắn chính là Trịnh gia thập nhị huyết ảnh, tại Trịnh gia chỉ nghe từ đương đại gia chủ mệnh lệnh, này thập nhị huyết ảnh là Trịnh gia tối có nội tình một phần thế lực. Sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn biết tại Bắc Vân Thành đem sự tình làm lớn, hay là hắn có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn không muốn làm phiền Hà Triệu Hồng Lực đám người, hắn đón Trịnh Vũ ánh mắt,
chỉ vào đã bị chết tên kia cả người tử khí chính là thanh niên, nói ra, hắn không phải ta giết chết, bởi vì hắn trong miệng chảy ra huyết dịch mang theo màu đen, hắn là trúng độc mà chết, ta nghĩ coi như là đầu heo cũng có thể thấy rõ ràng. Trịnh Vũ nghe được Diệp Thần Phong là mắng hắn heo đây. Này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn quát lên, ngươi là cái thá gì? Ngươi căn bản không xứng nói chuyện cùng ta, nếu ngươi là ngươi giết, như vậy ngươi nhất định muốn vì chuyện này phụ trách. Huyết Thiên Sát, chuyện nơi đây giao cho các ngươi. Trịnh Vũ đối với phía sau 12 tên người áo đen người cầm đầu nói ra. Tên này gọi Huyết Thiên Sát người áo đen, hắn chính là thập nhị huyết ảnh bên trong người dẫn đầu. Tại đây thập nhị huyết ảnh bên trong phải kể tới thực lực của hắn cường hãn nhất rồi. Huyết Thiên Sát liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong đám người, hắn đối với mặt khác 11 gã người áo đen, nói ra, bọn hắn do ta một người để giải quyết liền đủ rồi, các ngươi ở một bên hãy chờ xem. Tinh Nguyệt Lầu tầng thứ 3 vị trí gần cửa sổ. Ba gia tộc lớn năm thanh một đời, Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương ba người này. Bọn hắn đang nhìn đến thập nhị huyết ảnh bên trong Huyết Thiên Sát muốn động thủ, Hồ Phi Long thuận miệng nói ra, Huyết Thiên Sát ra tay, Triệu Hồng Lực bọn hắn e sợ liền 10 cái hô hấp cũng sống không qua. Lưu Giang gật gật đầu, tính là tán đồng rồi Hồ Phi Long cách nói, máu này Thiên Sát, chính là thập nhị huyết ảnh bên trong thực lực mạnh nhất, tuy rằng thập nhị huyết ảnh đều có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, thế nhưng có người nói Huyết Thiên Sát từng ở bên ngoài lịch lúc luyện. Giết chết hơn ngàn tên đồng dạng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, cho nên hắn mới đã nhận được Huyết Thiên Sát cái ngoại hiệu này, tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên bên trong, Huyết Thiên Sát hẳn là thuộc về là vô địch tồn tại. Ta còn giống như nghe nói, tại một năm trước, Huyết Thiên Sát chả giết chết một tên hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ. Tần Sương Sương cũng không nhịn trở nên động dung, nói ra, Huyết Thiên Sát xác thực có thể tính làm là một gã cao thủ, bất quá, Lưu Thiếu. Ngươi không phải là tại hai ngày trước cũng khóa nhập hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ sao? Lấy thực lực của ngươi bây giờ đối đầu Huyết Thiên Sát, ngươi có mấy phần thắng? Này Tần Sương Sương cùng Hồ Phi Long thực lực đều vẫn còn thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đây. Lưu Giang đang trầm mặc mấy giây sau đó nói ra, nếu để cho ta hiện tại đối đầu Huyết Thiên Sát, ta liền một phần thắng cũng không có, trống trơn là Huyết Thiên Sát trên người cái cỗ này nồng nặc hung khí. Tại giao thủ với hắn thời điểm, đoán chừng ta cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Hồ Phi Long nói ra, hôm nay có thể nhìn thấy Huyết Thiên Sát ra tay, này cũng đã gia tăng rồi một ít đáng xem rồi. Mà ở Tinh Nguyệt Lầu bên ngoài, Diệp Thần Phong đang nhìn đến Huyết Thiên Sát đứng sau khi đi ra, hắn đem Triệu Hồng Lực đám người ngăn ở phía sau, Triệu Hồng Lực đám người muốn nói điều gì, thế nhưng được Diệp Thần Phong ngăn lại, Triệu đại ca, để cho ta tới động thủ là được rồi. Các ngươi ở một bên hãy chờ xem. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Triệu Hồng Lực cũng biết, bọn hắn ra tay giúp đỡ, hay là chỉ làm liên lụy Diệp Thần Phong, cho nên bọn hắn chỉ có thể cực kỳ không cam lòng đứng ở một bên thấy. Huyết Thiên Sát nhìn thấy Diệp Thần Phong đem Triệu Hồng Lực đám người ngăn ở phía sau, khóe miệng hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười, âm thanh trầm thấp mà hỏi các ngươi không có ý định đồng thời động thủ. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Ta cũng không muốn tại các ngươi những rác rưởi này trên người lãng phí thời gian. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, hắn hiện tại chỉ muốn kéo dài đến Tưởng Vân Đình đi tới Bắc Vân Thành, hắn hy vọng Tưởng Vân Đình có thể xử lý tốt chuyện nơi đây, trong miệng nói ra, đối phó ngươi, ta một người vậy là đủ rồi. Tinh Nguyệt Lầu tầng thứ 3 Lưu Giang đám người nghe được Diệp Thần Phong lớn lối như thế tự tin ngôn ngữ sau. Hồ Phi Long là cái thứ nhất nhìn không được, tiểu tử này là ai? Thật giống Thương Lang đoàn lính đánh thuê bên trong không có cái này người, chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong liền dám nói xuất mạnh miệng như vậy đến. Liền ngay cả chúng ta đối đầu Huyết Thiên Sát cũng không có phần thắng chút nào. Tần Sương Sương gật gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vệt căm ghét, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong là ở thể hiện, đối với loại này không có bản lãnh lại thích thể hiện người. Tần Sương Sương từ trước đến giờ phải không vui mừng. Nàng nói, Lưu Thiếu, ngươi nói hắn có thể đủ tại Huyết Thiên Sát trong tay sống qua mấy chiêu. Lưu Giang ung dung thong thả uống một hớp trà, có phần cao ngạo nói, nhiều lắm 5 chiêu, trong vòng 5 chiêu tiểu tử này nhất định sẽ thua ở Huyết Thiên Sát trên tay. Chương 1303 cũng chỉ đến như thế. Không biết sống chết ngớ ngẩn. Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ,
hắn phi thường rõ ràng huyết thiên sát thực lực, dưới cái nhìn của hắn nếu không phải Diệp Thần Phong nửa đường giết đi ra, Lý Trung đám người khả năng sớm có được Hồng Liên Tam Sinh Thảo rồi, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó rồi. Hắn khinh thường nói, huyết thiên sát, ngươi cho ta trước tiên phế bỏ này ngu ngốc tay chân, chỉ cần khiến hắn lưu lại một khẩu khí là được rồi. Huyết thiên sát má trái trên má có một đạo dữ tợn vết sẹo, tại trên mặt hắn chậm rãi hiện lên hung tàn nụ cười lúc, vết sẹo này giống như là một cái bò tới trên mặt hắn con rết như thế, cho người một loại buồn nôn cùng hoảng sợ cảm giác. Thiếu chủ, ta huyết thiên sát ra tay, mỗi lần đều phải muốn cho đối thủ mất mạng, nếu thiếu chủ ngươi mở miệng, như vậy ta liền miễn cưỡng lưu hắn lại một hơi đi. Bất quá, ta không chỉ có muốn phế tay chân của hắn, ta còn muốn đập nát toàn thân hắn mỗi một cái xương. Huyết thiên sát trong con người bắn ra hai bôi hung quang, hồng thủy mãnh thú giống như thật khí thế, chậm rãi từ trên người hắn lan tràn ra. Huyết thiên sát trong tay cầm một cái ngân bạch sắc đại đao, trên thân đao tản ra âm trầm hung khí, cây đao này chẳng qua là hạ phẩm pháp khí, nhưng mà, chết tại đây thanh đao dưới người đã đếm không hết, cho nên tại cây đao này thượng ngưng tụ tản ra không đi hung khí. Cầm trong tay màu trắng bạc đại đao huyết thiên sát, bàn chân của hắn bên dưới bắn ra mênh mông linh khí, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong nhoáng tới, một đao đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong cánh tay phải chém đi xuống, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong toàn bộ cánh tay phải cho trực tiếp chặt đi xuống. Huyết thiên sát có thể trở thành Trịnh gia thập nhị huyết ảnh bên trong người dẫn đầu, trong này nhất định là không phải không có lý, huyết thiên sát làm người lòng dạ độc ác, nói hiểu rõ một chút có thể đem hắn xưng là một đài không có cảm tình cỗ máy giết người, có thể tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, giết chết hợp biển cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ cao thủ, máu này thiên sát thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Thần Phong bây giờ tuy rằng cũng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, thế nhưng hắn tại hỏa viêm trong động thời điểm, hắn là nhẹ nhõm nghiền ép một đầu hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong hỏa viêm thú thú vương. Bây giờ Diệp Thần Phong tại không sử dụng thanh viêm cùng chiến kỹ dưới tình huống, thực lực của hắn đúng là có thể cùng hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cao thủ chiến đấu đánh một trận. Sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Triệu Hồng Lực cùng Chu Dương Phi ba người, bọn hắn mặc dù biết Diệp Thần Phong giết chết hợp biển cảnh nhị trọng thiên Trịnh Nguyên Thành, nhưng dù sao thập nhị huyết ảnh hung danh ở bên ngoài, hơn nữa huyết thiên sát này khí thế hung hăng một đao, đây là để trong lòng bọn họ không khỏi vì Diệp Thần Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà đứng tại chỗ Diệp Thần Phong, tại huyết thiên sát tới gần thân thể của hắn. Đồng thời một đao hung mãnh hướng về hắn cánh tay phải chặt đi xuống thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy, từ huyết thiên sát trên người tản mát ra nồng nặc hung khí, xông thẳng thân thể của hắn, nếu như là tâm trí không ổn định người. E sợ luồng sát khí kia đều có thể làm cho đối phương hoảng hốt. Thế nhưng, Diệp Thần Phong từ thế tục giới, lại tới cổ võ giới, cuối cùng lại tới đất này huyền giới, này cùng nhau đi tới hắn chết ở trên tay hắn người còn thiếu sao. Nếu bàn về hung khí, e sợ Diệp Thần Phong trong cơ thể hung khí muốn so huyết thiên sát nồng nặc vô số lần, chỉ là bình thường Diệp Thần Phong lao thẳng đến hung khí cho áp chế ở trong cơ thể. Dù sao thời gian dài để hung khí xâm chiếm thân thể của mình, như vậy sẽ khiến cho Diệp Thần Phong tính khí trở nên táo bạo, thậm chí sẽ biến thành khát máu thành tính ma đầu. Diệp Thần Phong cũng không muốn phá hủy của mình bản chất. Nếu huyết thiên sát muốn dùng hung khí đến ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong cũng không ngại buông lỏng ngắn ngủi một cái trong cơ thể hung khí, mắt thấy huyết thiên sát lưỡi dao cách Diệp Thần Phong cánh tay phải càng ngày càng gần, bỗng nhiên. Nhất cổ so với huyết thiên sát nồng nặc mấy lần hung khí, đột nhiên từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể phân tán mà ra, xông thẳng huyết thiên sát thân thể. Cầm trong tay màu trắng bạc đại đao huyết thiên sát, trong thân thể của hắn hung khí gặp phải Diệp Thần Phong hung khí sau. Quả thực là con kiến gặp voi lớn, động tác trong tay của hắn hơi bất chợt dừng lại, sắc mặt có phần trở nên trắng, trong con ngươi lộ ra sợ hãi, thân thể cũng thiếu chút nữa một cái không đứng vững. Diệp Thần Phong đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này rồi, trên người của hắn hung khí lập tức thu nạp lên, lại bị hắn áp chế ở trong cơ thể. Thừa dịp huyết thiên sát ngắn ngủi ngây người thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh là vọt đến huyết thiên sát sau lưng, đem to lớn hắc huyền kiếm đột nhiên rút ra. Bất quá, máu này thiên sát dù sao giết chóc vô số rồi. Hắn cũng lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng xoay người lại, nhìn xem hướng về chính mình vung tới hắc huyền kiếm. Hắn nỗ lực muốn dùng trong tay màu trắng bạc đại đao đi chống đối.
Diệp Thần Phong nhưng là đem trong cơ thể linh khí rót vào đã đến Hắc Huyền kiếm bên trong, có thể nói chiêu kiếm này, coi như là hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không ngăn cản được. Keng, một tiếng vang giòn. Tại Hắc Huyền kiếm cùng màu trắng bạc đại đao tiếp xúc nháy mắt, màu trắng bạc đại đao nửa người trên trực tiếp được Hắc Huyền kiếm cho gọt đi. Tại màu trắng bạc đại đao gãy vỡ sau đó Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm khí thế vẫn cứ không giảm, ầm. Một tiếng, Hắc Huyền kiếm thân kiếm khổng lồ trực tiếp vỗ vào huyết thiên sát trên ngực. Huyết thiên sát trên ngực đột nhiên tuôn ra một đám mưa máu, ngực xương là từng chiếc vỡ vụn, tại huyết thiên sát thân thể yếu bay ngược ra ngoài thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay trái nhanh chóng tìm tòi, trong nháy mắt bắt được huyết thiên sát vai phải. Bàn tay dùng sức kéo một cái, huyết thiên sát lập tức liền đưa lưng về phía Diệp Thần Phong rồi. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong trong tay phải Hắc Huyền kiếm lần thứ hai vung ra ngoài, lại là ầm. Một tiếng, thân kiếm trực tiếp vỗ vào huyết thiên sát trên lưng, đem huyết thiên sát xương sống trong nháy mắt cho đập nát rồi. Lúc này huyết thiên sát như chỉ như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất, hơi động cũng không thể nhúc nhích, dù sao huyết thiên sát xương sống toàn bộ vỡ vụn. Cho dù máu này thiên sát chả có thể sống sót, chỉ sợ hắn sau này chỉ có thể nằm vượt qua nửa cuối cuộc đời rồi. Tinh Nguyệt lầu tầng thứ 3 vị trí gần cửa sổ. Phốc một tiếng. Lưu gia gia chủ nhi tử Lưu Giang, hắn đang nhìn đến Tinh Nguyệt lầu bên ngoài tình cảnh này sau, hắn vừa vặn uống vào trong miệng một ngụm trà, trực tiếp từ trong miệng của hắn phun đi ra, nơi nào còn có một chút con cháu đại gia tộc phong độ. Hồ gia gia chủ nhi tử Hồ Phi Long. Hắn vừa vặn nhưng là đối Diệp Thần Phong hành vi phi thường khinh thường, nhưng giờ khắc này, hắn cầm chén trà thủ có một chút run rẩy, trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Về phần Tần gia gia chủ con gái Tần Sương Sương, của nàng một đôi mắt đẹp trừng to lớn, đôi môi đỏ thắm vi vi mở ra, ánh mắt chính là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt dưới lầu Diệp Thần Phong. Vừa vặn bọn hắn ba người này vẫn còn ở nơi này cao đàm khoát luật. Thật giống thuần túy chỉ là tại vừa thấy suốt trò khôi hài bình thường dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong căn bản liền cho huyết thiên sát sách giày tư cách đều không có. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chỉ dùng chỉ là hai chiêu, đường đường trịnh gia thập nhị huyết ảnh đứng đầu huyết thiên sát, dĩ nhiên cứ như vậy được Diệp Thần Phong phế ngay lập tức. Hơn nữa còn là phế như thế triệt để, e sợ huyết thiên sát cả đời cũng không thể tự kiềm chế đứng thẳng lên rồi. Này làm cho Lưu Giang ba người trong cổ họng là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn phi thường rõ ràng coi như là hợp biển cảnh nhất trọng thiên cao thủ, gặp phải huyết thiên sát cũng nhất định muốn chính mình ước lượng một chút, cho nên bọn hắn càng thêm sợ hãi Diệp Thần Phong thực lực, thật giống Diệp Thần Phong tuổi tác cũng cùng bọn họ xấp xỉ. Vừa vặn bước vào hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ không bao lâu Lưu Giang, hắn là cái thứ nhất tỉnh táo lại, hắn tận lực bình tức chính mình nội tâm khiếp sợ. Nói ra, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến A Hát. Mới hai cái đối mặt, dĩ nhiên huyết thiên sát đã bị phế bỏ. Nếu như ta cùng tiểu tử này giao thủ, đoán chừng hội một chiêu liền bị nháy mắt giết chết rồi. Hồ Phi Long đối với chính mình thất thố có chút bất mãn, khi hắn khôi phục thần sắc bình thường sau đó hắn cười lạnh nói, Lưu Thiếu, cho dù tiểu tử này phế bỏ huyết thiên sát, này có thế nào? Hắn đây là tại đem sự tình làm lớn. Hắn có thể đủ ứng phó được rồi còn lại 11 vị huyết ảnh thành viên liên thủ sao? Còn lại 11 vị huyết ảnh thành viên liên thủ thực lực chỉ biết so với huyết thiên sát cao. Tần Sương Sương thu lại thần, nói ra, thật không biết thương lang đoàn lính đánh thuê lúc nào toát ra như vậy một tên cao thủ. Bất quá, bây giờ trịnh gia huyết ảnh đứng đầu huyết thiên sát bị phế, trịnh gia là càng thêm sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Tinh Nguyệt lầu bên ngoài. Diệp Thần Phong tại đem huyết thiên sát phế ngay lập tức sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vũ, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái đối xử kẻ địch không lòng dạ mềm yếu người, nếu huyết thiên sát yếu đập nát toàn thân hắn mỗi một cái xương, như vậy Diệp Thần Phong liền để huyết thiên sát vĩnh viễn biến thành một kẻ tàn phế. Trịnh gia thập nhị huyết ảnh, gia hỏa này là thập nhị huyết ảnh đứng đầu, ta xem cũng không gì hơn cái này đi, Diệp Thần Phong bĩu môi nói ra. Hắn bây giờ mục đích đúng là kéo dài đến Tưởng Vân Đình đến nơi này, hắn nhìn ra được lấy tưởng thân phận của Vân Đình, căn bản cũng không có Thanh Bắc Vân Thành Trịnh gia để ở trong mắt, cho nên, hắn mới không chút do dự phế bỏ huyết thiên sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1304, quét ngang. Đón Diệp Thần Phong hí hành hạ ánh mắt,
nhìn xem dĩ vãng căn bản không có đem hắn vị thiếu chủ này để ở trong mắt, mà bây giờ lại như con chó chết nằm trên đất không nhúc nhích huyết thiên sát, Trịnh Vũ Hầu kết không ngừng nhấp nhô, lần này là bởi vì hắn phụ thân Trịnh Nguyên Chí lên tiếng, này Trịnh gia thập nhị huyết ảnh mới tạm thời nghe theo Trịnh Vũ mệnh lệnh. Nói đơn giản một điểm, bình thường Trịnh Vũ liền là dựa vào Trịnh gia thế lực, hắn mới có thể như thế phong quang, kỳ thực này Trịnh Vũ chính là người ngu ngốc một cái, hai chân của hắn khẽ run, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ, dưới chân bước chân không tự chủ lui về phía sau hai bước, vừa vặn vênh váo hung hăng thật khí thế không còn sót lại chút gì rồi. Trên lưng quần áo trong nháy mắt được mồ hôi thấm ướt Trịnh Vũ, hắn tại lui về phía sau hai bước sau đó tâm tình của hắn mới thoáng dịu đi một chút, hắn nhìn xem bên cạnh còn lại 11 gã huyết ảnh thành viên, này 11 gã huyết ảnh thành viên, bọn hắn đang nhìn đến huyết thiên sát bị phế sau đó khởi điểm bọn hắn cũng là trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng ngược lại bọn hắn liền từng cái trợn mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong rồi, dù sao huyết thiên sát tại trong lòng bọn họ bên trong có cực kỳ cao địa vị. Mà Trịnh Vũ cảm xúc cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, này 11 vị huyết ảnh thành viên liên thủ, cần phải so với huyết thiên sát lợi hại thượng không ít. Trịnh Vũ trong cổ họng quát khàn cả giọng, các ngươi cho ta cùng tiến lên, bất luận nhất định, lập tức cho ta giải quyết xong tiểu tử này. Trịnh Vũ trong lòng đối Diệp Thần Phong sinh ra sợ hãi thật sâu. Hắn hiện tại đã không lo được yếu lưu lại Diệp Thần Phong một cái mạng rồi. 11 vị huyết ảnh thành viên, bọn hắn dồn dập đem binh khí của chính mình lấy ra, từng đạo thông linh cảnh ngũ trọng thiên thật khí thế, từ trên người bọn họ tăng vọt mà thôi, toàn bộ ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Đối mặt còn lại 11 vị huyết ảnh thành viên liên thủ, Diệp Thần Phong nhất định muốn thi triển kiếm ý cùng chiến kỹ rồi, hắn từ đến chả chưa từng dùng qua Hắc Huyền kiếm thi triển kiếm ý cùng chiến kỹ. Bởi vì Hắc Huyền kiếm đặc thù nguyên nhân, thi triển mà ra kiếm ý cùng chiến kỹ power hội yếu bớt không ít, bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong dù sao cũng là đang trì hoãn thời gian, hắn chẳng bằng dùng này còn lại 11 vị huyết ảnh thành viên đến luyện tay nghề một chút. Này 11 vị huyết ảnh thành viên, bọn hắn phân tán tại Diệp Thần Phong chu vi thành một vòng, trong cùng một lúc, bọn hắn một chân đạp đất, thân thể hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Binh khí trong tay dồn dập hướng về Diệp Thần Phong thân thể bắt chuyện mà đi. Bốn phương tám hướng không có bất kỳ một cái lỗ thủng, cho nên Diệp Thần Phong là căn bản không có tránh né địa phương. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này còn thế nào cho ta hung hăng. Ta muốn để ngươi biết rõ chúng ta Trịnh gia lợi hại. Trịnh Vũ trên mặt lại khôi phục nụ cười, ánh mắt nhìn được 11 vị huyết ảnh thành viên vây vào giữa Diệp Thần Phong quát lên. Về phần Tinh Nguyệt lầu tầng thứ 3 vị trí gần cửa sổ. Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương ba người này, bọn hắn đang nhìn đến 11 vị huyết ảnh thành viên đồng thời triển khai công kích, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong chính là được huyết ảnh thành viên cho bắt ba ba trong dọ rồi. Diệp Thần Phong vừa không có tam đầu lục tí, hắn căn bản không ngăn cản được 11 vị huyết ảnh thành viên đồng thời công kích. Tiểu tử này chính là quá kiêu ngạo một chút, bình thường phách lối mọi người là không có kết quả tốt. Tiểu tử này lập tức sẽ tại trước mặt chúng ta máu tươi tại chỗ. Hồ Phi Long cười nói, hắn cầm lên chén trà trên bàn, có nhiều ý vị nhìn xem Tinh Nguyệt dưới lầu Diệp Thần Phong. Lưu Giang cũng đúng Diệp Thần Phong không có bất kỳ hảo cảm, dù sao Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn lại đem huyết thiên sát cho hoàn toàn phế bỏ, mà Lưu Giang mặc dù có hợp biển cảnh nhất trọng thiên thực lực, thế nhưng hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Hoặc là nói cách khác, Lưu Giang là đang ghen tị Diệp Thần Phong thực lực. Tiểu tử này chết rồi cũng tự chết rồi, chúng ta Bắc Vân thành tứ đại gia tộc lúc nào là như là mèo cũng được mà chó cũng được có thể mạo phạm được rồi. Lưu Giang vẻ mặt kiêu căng nói ra. Mà Tần Sương Sương lại hơi hơi nhíu lông mày, dưới cái nhìn của nàng Hồ Phi Long cùng Lưu Giang liền một điểm phong độ cũng không có, giọng nói của nàng có phần lạnh nhạt nói, này rõ ràng chính là Trịnh gia khinh người quá đáng rồi. Vì đối phó Thương Lang đoàn lính đánh thuê liền thập nhị huyết ảnh đều phái đi ra, huyết thiên sát bị phế cũng là đáng đời. Nữ nhân này liền là một loại phi thường loài động vật kỳ quái, tại vừa nãy Diệp Thần Phong không có biểu hiện ra thực lực. Yếu đơn độc đối chiến huyết thiên sát thời điểm, Tần Sương Sương cho rằng Diệp Thần Phong là không tự lượng sức, mà ở Diệp Thần Phong cho thấy thực lực, hoàn toàn thay đổi người ban đầu ý nghĩ, này cũng lại để cho Tần Sương Sương đối Diệp Thần Phong sinh ra hiếu kỳ. Thông thường một người phụ nữ sẽ đối một người đàn ông có hảo cảm, cũng là muốn từ hiếu kỳ bắt đầu,
rất rõ ràng Tần Sương Sương tại bất tri bất giác giữa khả năng đối Diệp Thần Phong sinh ra như vậy từng tia một hảo cảm. Cho nên Tần Sương Sương mới sẽ giúp Diệp Thần Phong nói chuyện. Trong tay cầm chén trà Hồ Phi Long, hắn cười lạnh nói, Tần Đại Tiểu Thư, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, tiểu tử này lập tức liền muốn chết tại huyết ảnh thành viên trong tay rồi. Lần này đem không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, nếu như tiểu tử này có thể đem còn lại 11 gã huyết ảnh thành viên toàn bộ giải quyết, như vậy ta Hồ Phi Long trực tiếp đem cái ly trong tay nuốt. Được Hồ Phi Long vừa nói như thế, Tần Sương Sương sắc mặt có phần khó coi rồi, người cũng nhìn ra được Diệp Thần Phong tại 11 vị huyết ảnh thành viên liên thủ công kích, có thể sống sót tỷ lệ là đã ít lại càng ít. Lưu Giang phất phất tay, nói ra, được rồi, Hồ Ít, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi. Chúng ta tiếp tục xem hí. Này Lưu Giang vẫn đối với Tần Sương Sương có như vậy chút ý tứ, đang nhìn đến Tần Sương Sương sắc mặt thay đổi sau đó hắn mới mở miệng hóa giải lúng túng. Tại Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương vì Diệp Thần Phong sự tình, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra một ít ma sát nhỏ thời điểm. Chỉ thấy tinh nguyệt dưới lầu, 11 vị huyết ảnh thành viên đã áp sát Diệp Thần Phong, tại muốn tránh cũng không được dưới tình huống, cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn trong đầu lóe qua một đạo linh quang, hai chân đột nhiên đạp đất, ầm. Một tiếng, mặt đất nhất thời lõm lún xuống dưới, mà Diệp Thần Phong thân thể dường như đạn pháo bay về phía giữa không trung, này làm cho 11 vị huyết ảnh thành viên công kích dồn dập rơi vào khoảng không. Mà thân thể lăng không lên Diệp Thần Phong. Hắn nhìn xem dưới đáy tụ hợp lại một nơi 11 vị huyết ảnh thành viên, hắn biết bây giờ là một cái hiếm có cơ hội tốt, thân thể lập tức đáp xuống, bên trong thân thể hàn băng kiếm ý hơi động, trong tay phải chỉnh thanh hắc huyền kiếm được nhàn nhạt sương mù màu trắng cho bao phủ lại rồi. Tiếp lấy, từ hắc huyền kiếm bên trên truyền ra một tiếng rồng gầm, Diệp Thần Phong trong tay phải hắc huyền kiếm vung mạnh lên, một cái màu trắng cự long từ hắc huyền kiếm bên trong phi nhảy ra. Long tường cửu thiên. Này hắc huyền kiếm quả nhiên chế trụ long tường cửu thiên uy lực, nếu như dùng trong nhẫn chứa đồ thanh này trường kiếm màu xám đến thi triển long tường cửu thiên lời nói, e sợ màu trắng cự long hình thể càng lớn hơn một ít. Bất quá, cũng may dưới đáy 11 vị huyết ảnh thành viên, bọn hắn giờ khắc này đều tụ lại với nhau, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía từ giữa không trung hướng về bọn hắn kéo tới màu trắng cự long, bọn hắn trong lúc nhất thời sửng sốt 2 giây đồng hồ. Nhưng chính là ngắn ngủi này 2 giây đồng hồ thời gian, đợi được bọn hắn muốn tránh né thời điểm, oanh. Một tiếng, màu trắng cự long đột nhiên đem 11 gã huyết ảnh thành viên nuốt mất rồi. Màu trắng cự long bao hàm hàn băng kiếm ý, tứ ngược 11 gã huyết ảnh thành viên thân thể, những này huyết ảnh thành viên vốn cho là có thể trong nháy mắt giải quyết Diệp Thần Phong, cho nên, bọn hắn từng cái mới không hề phòng ngự chuẩn bị, tại không có phòng ngự dưới tình huống. Tuy rằng chiêu này long tường cửu thiên power giảm bớt một ít, thế nhưng cũng đầy đủ cho những này huyết ảnh thành viên uống một hồ được rồi. Màu trắng cự long trọn vẹn quấn quanh 11 vị huyết ảnh thành viên sau một phút, này mới chậm rãi tiêu tán, mà này 11 gã huyết ảnh thành viên, bọn hắn tại thừa nhận lấy long tường cửu thiên sau đó bọn hắn quần áo trên người toàn bộ hóa thành bột phấn, từng cái trên người cũng che kín từng đạo vết thương. Phù phù, phù phù, phù phù. 11 vị huyết ảnh thành viên, bọn hắn một tên tiếp theo một tên ngã rầm trên mặt đất, chiêu này long tường cửu thiên mặc dù không có yếu tính mạng của bọn họ, thế nhưng trong nháy mắt để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Tinh nguyệt lầu tầng thứ 3 vị trí gần cửa sổ. Một tiếng. Nguyên bản mang trên mặt cười gằn, chuẩn bị xem Diệp Thần Phong chết ở thập nhị huyết ảnh trong tay Hồ Phi Long, hắn đang nhìn đến dĩ nhiên là Diệp Thần Phong một chiêu đem 11 gã huyết ảnh thành viên hoành tảo. Này làm cho hắn nhất thời không có khống chế xong trong tay lực đạo, trực tiếp đem trong tay phải một cái chén cho bóp nát rồi. Mà Tần Sương Sương nhìn thấy Diệp Thần Phong quét ngang thập nhị huyết ảnh sau đó người trong con ngươi xinh đẹp là dị thải liên tục, người không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực dĩ nhiên hội cường hãn như vậy. Chỉ dựa vào chính hắn liền quét ngang toàn bộ thập nhị huyết ảnh. Phải biết Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Yếu là một gã hợp biển cảnh nhị trọng thiên người quét ngang thập nhị huyết ảnh, theo Tần Sương Sương đây mới là bình thường sự tình. Chương 1305, một sở tức phát. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Cái chén nổ tung sau đó nước trà tung tóe đầy tay phải Hồ Phi Long, hắn hung hăng dao động cái đầu,
hắn vừa vặn nhưng là nói nếu như Diệp Thần Phong có thể giải quyết xong còn lại 11 gã huyết ảnh thành viên, hắn liền trực tiếp đem cái ly trong tay nuốt, dưới cái nhìn của hắn coi như là hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả động thủ, muốn hóa giải 11 gã huyết ảnh thành viên liên thủ, khẳng định cũng phải cần trả giá đánh đổi nặng nề. Cho nên, Hồ Phi Long mới dám khoa trương dưới cái này hải khẩu, dù sao Diệp Thần Phong lại làm sao cường hãn, thực lực cũng chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Nhưng kết quả này Hồ Phi Long không thể nghi ngờ là được nặng nề đánh một cái không tiếng động bàn tay, không đau lại làm cho trong lòng của hắn khó chịu đến cực điểm, trên mặt có loại như thiêu như đốt cảm giác. Mà giữ yên lặng Lưu Giang, hắn nhìn như so sánh chấn định, bất quá, khóe mắt không ngừng co giật bắp thịt bán rẻ hắn, rất rõ ràng tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không bình tĩnh, hắn cắn răng nói ra, nếu như ta vừa vặn không có cảm giác sai. Như vậy tiểu tử này lĩnh ngộ một loại băng thuộc tính kiếm ý, hơn nữa còn đem kiếm ý cùng chiến kỹ cho dung hợp được rồi, hắn vừa nãy miểu sát 11 gã huyết ảnh thành viên chiêu thức, đây chính là kiếm ý cùng chiến kỹ dung hợp kết quả. Hồ Phi Long trong cổ họng hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi hắn, Lưu Thiếu, ngươi không có cảm giác sai chứ? Cùng thương lang đoàn lính đánh thuê lẫn lộn một chỗ người, chỉ sợ sẽ không có quá lớn bối cảnh, nhưng tại toàn bộ địa huyền giới. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý người lác đác không có mấy, tiểu tử này làm sao có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Lưu Giang nhìn thấy Tần Sương Sương đối Tinh Nguyệt dưới lầu Diệp Thần Phong là trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, hắn như cùng ăn cứt chuột bình thường khó chịu, phải biết Tần Sương Sương là hắn vừa ý nữ nhân, tuy rằng Tần Sương Sương cũng không có tiếp nhận tình ý của hắn, thế nhưng hắn đã đem Tần Sương Sương coi là nữ nhân của mình giờ khắc này. Hắn cảm giác đầu của mình hảo hạng như bị đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Hừ, Lưu Giang trong lỗ mũi khó chịu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết hắn là có ở đây không đầy Hồ Phi Long nghi vấn đâu này. Vẫn là Tần Sương Sương động tác này. Hắn lạnh nói, lúc này ai cũng cứu không được tiểu tử này, thập nhị huyết ảnh đứng đầu huyết thiên sát bị phế mà đâm dư 11 gã huyết ảnh thành viên toàn bộ bị đánh thành trọng thương. Đây đã là liên quan đến Trịnh gia tại Bắc Vân Thành bên trong mặt mũi kế tiếp e sợ Trịnh gia gia chủ cũng muốn ra trận rồi. Phụ nữ đều là có anh hùng tình kết này Tần Sương Sương cũng biết Lưu Giang đối với nàng có hảo cảm, còn tại trước mặt nàng ám hiệu rất nhiều lần, bất quá Tần Sương Sương một mực chỉ là làm bộ không hiểu mà thôi. Kỳ thực dưới cái nhìn của nàng Lưu Giang quá ngụy quân tử một chút, người thông qua một ít con đường hiểu được liên quan với Lưu Giang sự tình. Này Lưu Giang ở bề ngoài một bộ chính nhân quân tử diễn xuất kỳ thực lén lút so với một bên Hồ Phi Long còn muốn càng thêm nham hiểm, cho nên Tần Sương Sương ngoài miệng tuy rằng một mực chưa nói. Dù sao đối phương cũng là Bắc Vân Thành đệ tử của tứ đại gia tộc, thế nhưng trong lòng nàng là cực kỳ phản cảm Lưu Giang. Mà Diệp Thần Phong đem thương lang đoàn lính đánh thuê Triệu Hồng Lực đám người ngăn lại, một mình đối phó Trịnh gia thập nhị huyết ảnh, đồng thời đem thập nhị huyết ảnh cho triệt để quét ngang. Đây không thể nghi ngờ là xúc động Tần Sương Sương trong lòng anh hùng tình kết, này làm cho Tần Sương Sương là không tự chủ tự chậm chậm đối Diệp Thần Phong có hảo cảm, thậm chí người hiện tại liền Diệp Thần Phong cũng không nhận ra, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng một người phụ nữ đối một người đàn ông xa lạ một loại nào đó hảo cảm. Mà ở Tinh Nguyệt Lầu bên ngoài, tại Diệp Thần Phong quét ngang còn lại 11 gã huyết ảnh thành viên sau đó Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ là ngây người như phỗng đứng ngay tại chỗ. Mồ hôi như là thác nước xẹt qua gò má của hắn, hắn bắp thịt trên mặt hoàn toàn là cứng ngắc ở, nhìn xem cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, thân thể của hắn là không ngừng run rẩy. Mà ngay tại lúc này, nhất cổ khí thế ác liệt, do xa tới gần chèn ép tới, chỉ là trong chớp mắt công phu, một tên cùng Trịnh Vũ giống nhau đến mấy phần đàn ông trung niên, hắn liền xuất hiện tại Trịnh Vũ bên cạnh, hắn chính là phụ thân của Trịnh Vũ, cũng chính là Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí rồi. Bởi huyết thiên sát vẫn là Trịnh gia thập nhị huyết ảnh đứng đầu, tại Trịnh gia địa vị không phải chuyện nhỏ, cho nên, Trịnh Nguyên Chí ngoại lệ cũng giúp huyết thiên sát cái này họ khác người đã làm ra một khối bản mệnh ngọc bài, mà ở vừa vặn huyết thiên sát ngọc bài xuất hiện từng cái vết nứt, này đã nói lên huyết thiên sát nằm ở sống chết trước mắt, hắn biết chắc là huyết thiên sát đám người xảy ra vấn đề rồi, hắn liền lập tức tự mình đi ra nhìn rồi. Trịnh Nguyên Chí nhìn cách đó không xa nằm trên đất không nhúc nhích huyết thiên sát, cùng với ngang dọc tứ tung nằm dưới đất còn lại 11 gã huyết ảnh thành viên, hắn lửa giận trong lòng là nhảy lên tới cực hạn, phải biết thập nhị huyết ảnh chỉ nghe mệnh cùng Trịnh gia gia chủ, nói cách khác, thập nhị huyết ảnh chẳng khác gì là Trịnh gia gia chủ tay trái tay phải cánh tay.
Mà giờ khắc này, Trịnh Nguyên Chí nhìn thấy thập nhị huyết ảnh bộ này hình dạng, này không sẽ trở thế là đưa hắn Trịnh Nguyên Chí tay trái tay phải cánh tay cho chém đứt ma. Này làm cho Trịnh Nguyên Chí làm sao có thể không tức giận. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nguyên Chí trừng lên con trai của chính mình Trịnh Vũ hỏi. Trịnh Vũ đang nhìn đến cha của mình đến sau đó hắn lần này thoáng hồi phục thần trí, ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, đem chuyện mới vừa rồi thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Trịnh Nguyên Chí tại giải đầu đuôi sự tình sau đó hắn mặt không thay đổi nhìn hướng Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, theo lý tới nói, Diệp Thần Phong là tuyệt đối không thể quét ngang thập nhị huyết ảnh, nhưng bây giờ sự thực liền đặt tại trước mắt của hắn. Trịnh gia chủ, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, các ngươi Trịnh gia không thể không giảng đạo lý a hát. Triệu Hồng Lực đang nhìn đến liền Trịnh gia gia chủ đều xuất hiện. Hắn biết Trịnh Nguyên Chí có hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, nếu như ở nơi này cùng Trịnh Nguyên Chí nổi lên xung đột, cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn hắn. Hừ! Nghe được Triệu Hồng Lực mở miệng, Trịnh Nguyên Chí trong lỗ mũi là hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải vung lên, nhất cổ hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế, đột nhiên hướng về Triệu Hồng Lực cùng Diệp Thần Phong đám người đánh tới rồi. Phốc, phốc, phốc! Triệu Hồng Lực chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông chỉ có thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực. Tại thừa nhận lấy Trịnh Nguyên Chí khí thế áp bức sau đó trong miệng của bọn họ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Duy chỉ có Diệp Thần Phong sắc mặt lạnh lẽo đứng ngay tại chỗ, vừa vặn Trịnh Nguyên Chí thật khí thế áp bức, cũng làm cho trong cơ thể hắn huyết khí dâng lên, chỉ là hắn không có biểu hiện ra mà thôi. Diệp Thần Phong biết mình bây giờ còn không phải hợp biển cảnh nhị trọng thiên cường giả đỉnh cao đối thủ, cho dù sử dụng hàn băng kiếm ý cùng chiến kỹ, hắn và Trịnh Nguyên Chí đối chiến, cuối cùng bị thua cũng nhất định là hắn. Ta có để ngươi nói chuyện sao? Ngươi có tư cách ở trước mặt ta cua tay múa chân sao? Hôm nay ta Trịnh gia còn thật sự nếu không giảng đạo lý, các ngươi là chính mình phế bỏ tu vi, ngoan ngoãn cùng ta về Trịnh gia đâu này? Hay là muốn ta đến tự mình ra tay? Trịnh Nguyên Chí cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Trịnh Vũ có cha mình ra mặt sau đó hắn đã quên vừa vặn đối Diệp Thần Phong sợ hãi, hắn lần thứ hai quát lên, tiểu tử, phụ thân ta thời gian nhưng là phi thường quý báu, các ngươi lập tức chính mình phế bỏ tu vi đi. Các ngươi lại dám đắc tội ta nhóm Trịnh gia, các ngươi nên nếu muốn đến hậu quả. Triệu Hồng Lực đám người ánh mắt toàn bộ nhìn hướng Diệp Thần Phong, bọn hắn bây giờ nghiễm nhiên là lục thần vô chủ. Mà này Trịnh Nguyên Chí thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không nói lời nào, trên người hắn hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong khí thế lần nữa để được đưa lên, nói ra, đã như vậy, xem ra cần phải muốn ta đến tự mình ra tay rồi. Phải trong tay cầm Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, trong đầu hắn suy nghĩ là nhanh chóng vận chuyển, bây giờ tưởng Vân Đình còn chưa tới đến, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể để Triệu Hồng Lực đám người được Trịnh Nguyên Chí phế ngay lập tức, cũng may, hắn bên trong đan điền thiên địa chi hỏa thanh viêm. Bây giờ có thể đem hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ đốt cháy thành cho bụi rồi. Sắc mặt cũng từ từ âm trầm lại Diệp Thần Phong, hắn đem tay trái bỏ vào sau lưng, trong đầu ý thức hơi động, tại bàn tay trái của hắn trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh, nếu như Trịnh Nguyên Chí thật sự dám động thủ, Diệp Thần Phong không ngại đem Trịnh Nguyên Chí cho miểu sát. Nếu như là Diệp Thần Phong một thân một mình lời nói, như vậy Trịnh Nguyên Chí giờ khắc này đã là một kẻ đã chết rồi. Diệp Thần Phong bây giờ là vì Triệu Hồng Lực bọn người ở tại cân nhắc. Diệp Thần Phong thả ở sau lưng bàn tay phải bên trong, ngọn lửa màu xanh là không ngừng lóe lên. Có thể nói mắt tinh lầu bên ngoài tình thế đã đến động một cái liền bùng nổ thời khắc, hay là ở những người khác xem ra, Diệp Thần Phong bọn họ là không lật nổi bọt nước đến rồi, chỉ có được Trịnh Nguyên Chí ngoan ngoãn phế bỏ tu vi. Nhưng bọn họ không biết, Diệp Thần Phong là một đầu bò lổm ngổm mãnh thú. Chỉ cần kế tiếp Trịnh Nguyên Chí dám có chút động tác, sau một khắc, Trịnh Nguyên Chí cũng sẽ bị thanh viêm cho đốt cháy thành cho bụi. Chấm chấm chấm, chương 1306, suy đoán. Đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt cách đó không xa Trịnh Nguyên Chí, trên mặt hắn nụ cười tàn nhẫn đang không ngừng mở rộng, hắn chút nào không biết mình đang đứng ở bên bờ tử vong đây. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong đám người chỉ có thể tùy ý hắn làm thịt. Trong bàn tay lóe lên một đóa ngọn lửa màu xanh Diệp Thần Phong, tinh thần của hắn cũng là căng thẳng cao độ, nói thật,
hắn còn thật sự không muốn cứ như vậy hiển lộ ra hắn có thiên địa chi hỏa, nhưng Tưởng Vân Đình chậm chạp chưa tới, nếu như Trịnh Nguyên Chí lựa chọn động thủ, như vậy lợi dụng Thanh Viêm đem Trịnh Nguyên Chí xóa bỏ, chính là hiện tại Diệp Thần Phong lựa chọn duy nhất. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Triệu Hồng Lực ba người, bọn hắn không chút nào phát hiện, Diệp Thần Phong sau lưng trong bàn tay xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh, ba người này giờ phút này tinh thần là sốt sắng cao độ, thậm chí là liền trong lỗ mũi hô hấp đều tạm thời ngừng lại rồi. Trịnh Nguyên Chí cơ thể hơi nghiêng về phía trước, xem ra này Trịnh Nguyên Chí là chuẩn bị phát động công kích, mà Diệp Thần Phong thả ở sau lưng thủ trưởng cũng hơi hơi tụ họp một ít. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh khiêu động càng thêm lợi hại rồi. Chính lúc thế cuộc ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, nơi xa có hai lao người bóng đang nhanh chóng hướng về bên này xẹt qua đến, Diệp Thần Phong liếc mắt liền thấy rõ ràng, cái này hai lao người bóng theo thứ tự là Tưởng Vân Đình, cùng với tên kia tại Bắc Vân Thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện thần niệm cảnh lão đầu. Trịnh Nguyên Chí đang nhìn đến cái kia thần niệm cảnh lão đầu thời điểm, trong con ngươi của hắn tránh qua một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá, rất nhanh lại khôi phục bình thường, thế nhưng Diệp Thần Phong sức quan sát là ra sao nhạy cảm. Hắn đem Trịnh Nguyên Chí mọi cử động xem ở trong mắt. Tưởng Vân Đình thân ảnh vững vàng đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, người nhìn trên mặt đất nằm thập nhị huyết ảnh, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt tập trung vào Trịnh Nguyên Chí trên người, quát lên, Trịnh gia chủ, ngươi nhưng thật lớn khí thế a hát. Không chỉ phái người nửa đường cướp giết chúng ta, hiện tại ngươi đây cũng là muốn làm gì? Trịnh Nguyên Chí biết Tưởng Vân Đình cũng là Thương Lang đoàn lính đánh thuê một thành viên, hắn dư quang của khóe mắt nhìn sang đứng ở Tưởng Vân Đình lão giả bên cạnh, người lão giả kia sắc mặt khó coi quát lên, các ngươi thật là to gan, Nam Nguyên Vương Triều uy thế là các ngươi có thể xâm phạm. Vị này chính là chúng ta Nam Nguyên Vương Triều Vân Đình công chúa, nếu như các ngươi thật sự tồn tại đối công chúa bất lợi ý nghĩ. Như vậy các ngươi Trịnh gia có thể tại Bắc Vân Thành xóa tên rồi. Tiếp lấy. Người lão giả này câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, lại nói, đương nhiên, chúng ta Nam Nguyên Vương Triều luôn luôn cũng không thích ức hiếp người khác, ta trước tiên cho các ngươi một cái cơ hội giải thích. Trên đất huyền giới lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia nhiều vô số kể, những quốc gia này đều là phụ thuộc vào tất cả đại tông môn, mà Nam Nguyên Vương Triều chính là một tồn tại đặc thù. Nam Nguyên Vương Triều trên đất huyền giới chính là một cái đại quốc, hơn nữa Nam Nguyên Vương Triều thế lực không phải bình thường. Có người nói Nam Nguyên Vương Triều bây giờ hoàng đế thực lực liền đã tới luân hồi cảnh tầng thứ, này Nam Nguyên Vương Triều trên đất huyền giới thuộc về một cái tứ phẩm thế lực rồi. Mà Tưởng Vân Đình chính là bây giờ Nam Nguyên Vương Triều hoàng đế con gái lớn, bất quá, Tưởng Vân Đình 5 tuổi thời điểm bị người âm thầm hạ độc. Cho nên Tương Ngọc Đình một mực không cách nào tu luyện, thẳng đến một năm trước Nam Nguyên Vương Triều hao tốn rất nhiều tài nguyên, rốt cuộc mới đưa Tưởng Vân Đình trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ. Để Tưởng Vân Đình biến thành một người bình thường. Ngăn ngắn một năm này, có Nam Nguyên Vương Triều khổng lồ tư nguyên phụ trợ, Tưởng Vân Đình thực lực là một đường hát vang, không có bất kỳ bình cảnh liền đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ. Tưởng Vân Đình thân là Nam Nguyên Vương Triều hoàng đế con gái, người lấy được thiên tài địa bảo là nhiều vô số kể, bằng không thực lực của nàng cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Bất quá, dựa vào ngoại vật tăng cao thực lực dù sao cũng là bàng môn tà đạo. Này sẽ để người tu luyện căn cơ trở nên không ổn định, thậm chí là tương lai thực lực dừng lại không tiến, cho nên tại Tưởng Vân Đình đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên sau đó Nam Nguyên Vương Triều Hoàng đế vì Tưởng Vân Đình cân nhắc. Tạm thời đem cung cấp cho Tưởng Vân Đình tài nguyên phong tỏa lên, trước hết để cho Tương Ngọc Đình củng cố tốt thực lực bây giờ, mà Tương Ngọc Đình chính là thừa dịp lúc ấy chạy ra khỏi Nam Nguyên Vương Triều, người dự định chính mình xuất đến rèn luyện một phen. Cuối cùng ma xui quỷ khiến dưới gia nhập Bắc Vân Thành Thương Lang đoàn lính đánh thuê. Tưởng Vân Đình là Nam Nguyên Vương Triều công chúa. Người lão giả kia đang nói ra tưởng thân phận của Vân Đình sau đó này không thể nghi ngờ tại hiện trường nhấc lên một trận cơn lốc, phải biết Nam Nguyên Vương Triều nhưng là thứ thiệt tứ phẩm thế lực. Đứng ở Trịnh Nguyên Chí bên cạnh Trịnh Vũ, hắn phù phù. Một tiếng, trực tiếp đặt mông co quắp ngồi ở trên mặt đất, mà Trịnh Nguyên Chí tại biết tưởng thân phận của Vân Đình sau. Sắc mặt của hắn cũng biến thành khá là khó coi rồi. Về phần Tinh Nguyệt Lầu tầng thứ 3 vị trí gần cửa sổ. Nguyên bản Lưu Giang cùng Hồ Phi Long là khẳng định lần này Diệp Thần Phong chạy không thoát một kiếp rồi, Tần Sương Sương cũng âm thầm đang vì Diệp Thần Phong lo lắng, nhưng bởi vì Tưởng Vân Đình xuất hiện, thế cuộc đột nhiên đến rồi một cái 180 độ xoay chuyển,
bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tưởng Vân Đình sẽ là đường đường Nam Nguyên Vương Triều công chúa. Tiểu tử này thật là vận khí tốt, có Nam Nguyên Vương Triều công chúa đứng ra, Trịnh gia cũng không làm gì được bọn họ rồi. Hồ Phi Long thập phần không phục nói ra. Tiểu tử này chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, nếu như vừa vặn Tưởng Vân Đình không xuất hiện, tu vi của tiểu tử này nhất định sẽ được Trịnh Nguyên Chí phế ngay lập tức. Lưu Giang chắc chắn nói. Tần Sương Sương là nhíu nhíu mày, tuy rằng người biết Hồ Phi Long cùng Lưu Giang nói chính là sự thực, thế nhưng người nghe xong trong lòng liền vô cùng không thoải mái. Ba người này dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nếu như vừa vặn Tưởng Vân Đình không xuất hiện, như vậy hiện tại Trịnh Nguyên Chí đã biến thành một đống cho bụi. Nói cách khác, Tưởng Vân Đình xuất hiện không phải cứu Diệp Thần Phong, mà là cứu Trịnh Nguyên Chí. Tinh Nguyệt Lầu bên ngoài Diệp Thần Phong, Triệu Hồng Lực tại bên cạnh hắn giải thích một chút Nam Nguyên Vương Triều lai lịch, khi biết Nam Nguyên Vương Triều chính là tứ phẩm thế lực sau, Diệp Thần Phong thả ở sau lưng thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, đợi đến buông ra thời điểm, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh đã biến mất rồi, hắn muốn vì Triệu Hồng Lực đám người suy tính một chút, hắn và Trịnh gia món nợ này về sau có thể chậm rãi tính. Trịnh Nguyên Chí khi nghe đến người lão giả kia lời nói sau, hắn là sửng sốt một hồi, mới lên tiếng, trong này nhất định là có hiểu lầm a hát. Ta nghĩ nửa đường cướp giết Vân Đình công chúa phải là của ta đệ đệ Trịnh Nguyên Thành chứ. Bất quá, sớm tại 5 ngày trước, Trịnh Nguyên Thành không phải ta đệ đệ, càng thêm không phải Trịnh gia người rồi, hắn đã bị đuổi ra Trịnh gia rồi. Ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, mà dù sao hắn đã không phải là chúng ta người nhà họ Trịnh rồi, chuyện này cũng không thể đủ tính tại chúng ta Trịnh gia trên đầu chứ. Bằng không chúng ta Trịnh gia cần phải chết oan. Còn có, vừa nãy dựa vào chúng ta Trịnh gia một cái gia tộc thiếu gia đã bị chết ở tại Tinh Nguyệt trước lầu. Chúng ta Trịnh gia chỉ là tới hỏi hỏi tình huống, nhưng kết quả, chúng ta Trịnh gia thập nhị huyết ảnh toàn quân bị diệt, thậm chí có người biến thành cả đời tàn phế, nói đến chúng ta Trịnh gia vẫn là người bị hại đây. Tên kia đứng ở Tưởng Vân Đình lão giả bên cạnh tên là Lâm Trung Hạc, bây giờ hoàng đế cái thứ ba lão bà là muội muội của hắn, cho nên hắn tại Nam Nguyên Vương Triều bên trong ngược lại cũng có một chút địa vị. Lâm Trung Hạc ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, Vân Đình công chúa. Ta xem này Trịnh gia không hề giống là nói dối, bằng không chuyện này trước tiên sau này áp xuống một chút, lần này ta đến Bắc Vân Thành bên này không chỉ có là tìm đến công chúa ngươi, chúng ta cũng nghe nói tại trong mấy ngày này Linh Dược Cốc luyện dược sư phải trải qua Bắc Vân Thành, có khả năng sẽ tại Bắc Vân Thành lưu lại mấy ngày, hiện tại không thích hợp đem sự tình làm lớn, chúng ta chỉ có thể là tranh thủ cùng luyện dược sư tạo mối quan hệ. Đối với chúng ta như vậy Nam Nguyên Vương Triều phi thường có lợi. Tưởng Vân Đình nhíu nhíu mày, người ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Triệu Hồng Lực đám người, ra hiệu để Diệp Thần Phong bọn hắn làm quyết định, lần này Thương Lang đoàn lính đánh thuê còn cần luyện dược sư đến luyện chế đan dược, nguyên bản dựa theo Tưởng Vân Đình tính tình nóng này, người nhất định sẽ để cho Lâm Trung Hạc đem Trịnh gia cho diệt trừ. Triệu Hồng Lực ba người, bởi vì liên tiếp sự tình, đầu của bọn họ đã sớm trở nên chậm chạp, cho nên ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Để Diệp Thần Phong đến quyết định chuyện này. Diệp Thần Phong trong đầu nhớ lại vừa vặn Trịnh Nguyên Chí nhìn thấy Lâm Trung Hạc khác thường, cùng với Lâm Trung Hạc ở bề ngoài thật giống đang chất vấn Trịnh Nguyên Chí, mà kỳ thực mơ hồ có đang thiên vị Trịnh gia ý tứ, hay là những người khác nhìn không ra, nhưng cái nhìn này đã bị Diệp Thần Phong xuyên thủng. Chiếu Diệp Thần Phong suy đoán, Lâm Trung Hạc cùng Trịnh gia hay là tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Vạn nhất Diệp Thần Phong nói muốn diệt trừ Trịnh gia, mà Thanh Lâm Trung Hạc ép, liền ngay cả Tưởng Vân Đình mệnh lệnh cũng không nghe rồi, đến lúc đó thật có thể khó giải quyết, dù sao Lâm Trung Hạc có thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, liền Thanh Viêm cũng không giải quyết được Lâm Trung Hạc. Cho nên, Diệp Thần Phong không muốn đi mạo hiểm như vậy, tuy rằng trong lòng của hắn cái này suy đoán chỉ là dựa vào trực giác của mình, thế nhưng Diệp Thần Phong trực giác luôn luôn là phi thường chính xác. Ở trong lòng suy tư một phen chuyện lợi và hại sau đó Diệp Thần Phong cười nói, Vân Đình công chúa, dù sao người chết đều là Trịnh gia, người trước có thể thông báo một tiếng Nam Nguyên Vương Triều, để Nam Nguyên Vương Triều phái một số người lại đây, đợi đến lúc đó Linh Dược Cốc người sau khi rời đi, nếu như điều tra rõ ràng cả sự tình cùng Trịnh gia có quan hệ, đến lúc đó liền trực tiếp đem Trịnh gia nhổ tận gốc được rồi. Diệp Thần Phong cũng là một cái người tâm tư kín đáo, hiện tại không nhúc nhích được Trịnh gia.
hắn là suy đoán Lâm Trung Hạc cùng Trịnh gia trong lúc đó có vấn đề, mà các loại Nam Nguyên Vương triều những người khác sau khi đến, liền không dùng tới lo lắng Lâm Trung Hạc rồi, mà Diệp Thần Phong nói như vậy, cũng sẽ không thanh Lâm Trung Hạc ép lập tức trở mặt, đây chính là trí tuệ rồi. Chương 1307, ẩn núp quan hệ. Nếu Diệp Thần Phong đều nói như vậy liên quan với Trịnh gia sự tình, Tưởng Vân Đình tạm thời giao cho Lâm Trung Hạc đi xử lý. Tại Tinh Nguyệt Lầu bên ngoài xảy ra chuyện như vậy, bữa cơm này nhất định là ăn không được, Tương Ngọc Đình cùng Triệu Hồng Lực đám người, bọn hắn mang theo Diệp Thần Phong đi rồi bình thường thương lang đoàn lính đánh thuê nơi ở. Bởi thương lang đoàn lính đánh thuê cũng không phải phi thường giàu có, bọn hắn nơi ở tại Bắc Vân Thành bên trong thuộc về góc rồi, một tòa lớn vô cùng tòa nhà, nếu bàn về tòa nhà này không gian tuyệt đối là không lời nói. Thế nhưng nhà này tòa nhà rời xa Bắc Vân Thành đường phố, hơn nữa tòa nhà này rách nát trình độ quả thực không dám lấy lòng, tuyệt đối cùng trong phim ảnh loại kia cũ nát quỷ ốc không kém cạnh. Tại đi tới nơi này căn cũ nát tòa nhà trước mặt sau, Triệu Hồng Lực có chút ngượng ngùng nói ra, Thần Phong huynh đệ, chúng ta nơi ở đơn sơ một chút, còn xin ngươi không nên để bụng a hát. Triệu Hồng Lực trên mặt mang theo ý cười, hắn đã đem chuyện vừa rồi cho triệt để đã quên. Dưới cái nhìn của hắn, Tưởng Vân Đình chính là Nam Nguyên Vương triều công chúa, lần này Trịnh gia cho dù như thế nào đi nữa không phục, chỉ sợ cũng không lật nổi bọt nước đến rồi. Diệp thần sư khoát tay áo một cái, nói ra, Triệu đại ca, người đây là nói gì vậy? Người nói như vậy chính là không đem ta làm bằng hữu. Diệp thần phong lời nói để Triệu Hồng Lực là một trận thư thái, hắn vỗ vỗ Diệp thần phong vai, nói ra, Thần Phong huynh đệ. Lúc này là ta Triệu Hồng Lực làm kiêu, không có tại Tinh Nguyệt trong lầu mời ngươi ăn thành cơm, sau đó ta Triệu Hồng Lực tự mình làm vài đạo ăn sáng cho huynh đệ ngươi thưởng thức thưởng thức. Nói xong, Triệu Hồng Lực, Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông liền hướng về trong nhà đi đến, mà Diệp Thần Phong là cố ý rơi ở phía sau một bước, cánh tay vi vi hơi ngăn lại Tưởng Vân Đình, nhỏ giọng nói, Vân Đình công chúa, có câu nói ta không biết có hay không nên giảng. Tưởng Vân Đình thấy Diệp Thần Phong đem chính mình ngăn lại, gò má của nàng hơi đỏ lên nàng nói, ngươi kêu ta Vân Đình là được rồi, có lời gì ngươi cứ nói đi. Diệp Thần Phong dừng lại 2 giây đồng hồ sau, hắn vẫn là quyết định nhắc nhở một cái Tưởng Vân Đình, nói ra thằng Vân Đình vừa vặn cái kia gọi Lâm Trung Hạc giá trị được tín nhiệm sao. Ngươi tốt nhất mau chóng để Nam Nguyên Vương triều người đi tới. Tưởng Vân Đình hơi sững sờ. Người biết Diệp Thần Phong là đang hoài nghi Lâm Trung Hạc nhưng nàng biết Lâm Trung Hạc dĩ vãng chính là như vậy một cái tiểu tâm cẩn thận người trong 2 ngày này linh dược cốc luyện dược sư liền muốn đến Bắc Vân Thành rồi, cho nên tại Tưởng Vân Đình xem ra, Lâm Trung Hạc tạm thời đem Trịnh gia sự tình đè xuống cũng là có thể thông cảm được. Tưởng Vân Đình tuy rằng trong lòng cũng không vui mừng Lâm Trung Hạc nhưng Lâm Trung Hạc dù sao cũng là Nam Nguyên Vương triều người, Diệp Thần Phong hoài nghi Lâm Trung Hạc. Này làm cho Tưởng Vân Đình trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Tưởng Vân Đình tại không tự chủ nhíu nhíu mày sau đó nàng nói, người yên tâm ta sau đó liền sẽ liên hệ Nam Nguyên Vương triều, Lâm Trung Hạc người này tuy rằng tầm mắt cao hơn một chút, nhưng ta khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không giáp tâm bất lương. Nhìn xem nói xong Tưởng Vân Đình trực tiếp đi vào trong nhà, Diệp Thần Phong trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là hảo tâm nhắc nhở Tưởng Vân Đình. Xem ra này Tưởng Vân Đình căn bản không đem lời của hắn coi là chuyện to tát, trái lại trong lòng chả có chút tức giận. Diệp Thần Phong trong miệng hơi hơi thở dài một hơi, dù sao nên nói hắn tất cả nói, hắn liền cũng hướng về trong nhà đi đến, tòa nhà này bên ngoài tàn tạ không thể tả, bên trong lại bị quét dọn phi thường sạch sẽ, tuy rằng cùng xa hoa cái từ này căn bản không dính nổi một bên, nhưng tối thiểu sạch sẽ ngăn nắp. Tại Diệp Thần Phong bước vào tòa nhà đại sảnh lúc, bên trong ngoại trừ có Triệu Hồng Lực cùng Tương Ngọc Đình bọn 4 người ở ngoài, ở đại sảnh trên ghế chả ngồi 7 tên tuổi tác bất đồng nam nhân, này 7 tên khuôn mặt nam nhân thượng đều hiện ra một loại màu đỏ rực, hơn nữa này 7 tên hơi thở của đàn ông đều vô cùng suy yếu, xem tới đây chính là thương lang đoàn lính đánh thuê mặt khác 7 tên thành viên, trên mặt bọn họ màu đỏ rực là trong cơ thể nóng độc đưa đến. Giờ khắc này, trong đại sảnh bầu không khí có phần không đúng lắm, 7 tên trong nam nhân. Một tên khoảng 30 tuổi nam nhân cùng Triệu Hồng Lực lớn lên giống nhau đến mấy phần, hắn chính là Triệu Hồng Lực thân đệ đệ Triệu Đại Bảo. Triệu Đại Bảo đồng dạng cũng là thương lang đoàn lính đánh thuê thành viên, một thân thực lực đã tới thông linh cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Đại Bảo,
các ngươi từng cái làm sao đều không nói lời nào. Ta nghe nói hai ngày nay linh dược cốc người yếu tới nơi này, nguyên bản chúng ta trả lấy Chu huynh đệ đi linh dược cốc mời một tên luyện dược sư, nếu hai ngày nữa liền có luyện dược sư yếu đến Bắc Vân Thành, như vậy chúng ta liền lại nhiều hơn một tia hy vọng. Triệu Hồng Lực tâm tình không tệ tiếp tục nói, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi một chuyện, Vân Đình muội tử dĩ nhiên là Nam Nguyên Vương triều công chúa, đợi hai ngày nữa Vân Đình muội tử đứng ra, nhất định có thể mời được một tên luyện dược sư. Triệu Hồng Lực trong miệng Chu huynh đệ tên là Chu Lập Nam, tại trước đó Triệu Hồng Lực đám người quyết định đi vặt hái Hồng Liên Tam sinh thảo thời điểm, bọn hắn chả cũng không biết linh dược cốc luyện dược sư phải trải qua Bắc Vân Thành, mà Chu Lập Nam mặc dù chỉ là một tên tán tu, hơn nữa thực lực cũng chỉ có thông linh cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ, thế nhưng hắn từng ở một lần bất ngờ bên trong giúp một tên luyện dược sư, người luyện dược sư kia đã đáp ứng Chu Lập Nam, về sau có chuyện gì có thể đi linh dược cốc tìm hắn. Chu Lập Nam cùng Triệu Hồng Lực ngược lại không tệ bằng hữu, hắn tại biết Thương Lang đoàn lính đánh thuê khó xử sau đó hắn liền đem chuyện nào hứa hẹn xuống, đồng thời tại Triệu Hồng Lực đám người xuất phát đi tới Hỏa Nham Sơn mạch thời điểm, hắn liền một mình xuất phát đi tới linh dược cốc rồi. Triệu Đại Bảo đám người nghe được tưởng thân phận của Vân Đình sau, bọn hắn từng cái vẫn là không nhúc nhích, Triệu Đại Bảo khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ áy náy, song quyền hơi hơi nắm chặt, thân thể có phần căng thẳng, nói ra ca, chúng ta có lỗi với Chu đại ca, liền ở hai ngày trước, có người ở Bắc Vân Thành bên ngoài phát hiện Chu đại ca thi thể, đồng thời đem Chu đại ca thi thể đưa đến chúng ta bên này, chúng ta đã đem Chu đại ca mai táng ở tòa nhà phía sau trong sân rồi. Cái gì? Triệu Hồng Lực nụ cười trên mặt lập tức biến mất rồi, một cái đột nhiên bắt được đệ đệ mình cánh tay. Triệu Đại Bảo được nóng độc ăn mòn, thân thể của hắn nguyên bản là rất suy yếu, được Triệu Hồng Lực như thế một chảo, Triệu Đại Bảo sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Diệp Thần Phong ở một bên nhắc nhở thăng Triệu đại ca, người trước bình tĩnh một điểm. Nghe được Diệp Thần Phong nhắc nhở sau đó hắn mới biết mình dùng quá sức rồi, trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, cả người trực tiếp co quắp ngồi xuống ghế, đang trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên nói ra chuyện này có thể hay không cùng Trịnh gia có quan hệ. Không được, ta nhất định phải đi Trịnh gia để hỏi cho rõ. Diệp Thần Phong một cái ngăn cản Triệu Hồng Lực, nói ra, Triệu đại ca, người trước bình tĩnh một điểm, linh dược cốc luyện dược sư muốn tới Bắc Vân Thành rồi, trước mắt quan trọng nhất là trước hết mời luyện dược sư thanh lạnh thanh đan luyện chế ra đến, bằng không ta xem những huynh đệ này sống không qua một tháng. Người bây giờ đi tìm Trịnh gia cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận, chẳng bằng trước đem lạnh thanh đan sự tình giải quyết xong sau đó lại để cho Vân Đình đại diện cho các ngươi. Các ngươi coi như là yếu rời bình Trịnh ra tòa nhà, này cũng nên là dễ như ăn cháo. Một bên Tưởng Vân Đình cũng là nhận thức Chu Lập Nam, người đầy mặt tức giận nói ra, Triệu đại ca, người yên tâm, Trịnh ra tuyệt đối là không trốn khỏi, bất quá, ta nghe là linh dược cốc luyện dược sư mỗi một người đều vô cùng kiêu ngạo, nếu như chúng ta bây giờ đối với Trịnh ra động thủ, vạn nhất không có đem Trịnh ra nhổ tận gốc, như vậy Trịnh ra từ đó đảo loạn. Nói không chắc này lạnh thanh đan liền luyện chế không được. Triệu Hồng Lực liếc nhìn được nóng độc ăn mòn bảy tên huynh đệ, hắn hữu khí vô lực khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, trước hết mời luyện dược sư đem lạnh thanh đan luyện chế ra đến lại nói, ta đi hậu viện nhìn xem Chu huynh đệ. Mà ở Triệu Hồng Lực đám người biết được Chu Lập Nam tin qua đời lúc. Tinh Nguyệt Lầu một gian trong bao gian. Lâm Trung Hạc đã đem âm thanh cho ngăn cách. Người bên ngoài là tuyệt đối không nghe được trong bao gian nói chuyện. Trong phòng ngoại trừ Lâm Trung Hạc bên ngoài, còn có Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ. Lâm Trung Hạc là quang minh chánh đại đi vào phòng riêng, lấy hiểu rõ cả sự tình danh nghĩa, mà giờ khắc này, Trịnh Vũ là hai mắt vô thần, như một bãi bùn nhão bình thường ngồi xuống ghế. Trịnh Nguyên Chí đang xác định Lâm Trung Hạc ngăn cách âm thanh sau đó hắn lập tức kích động nói, phụ thân, ta có 10 năm không có nhìn thấy ngài. Lâm Trung Hạc khoát tay áo một cái, nói ra, cũng còn tốt lần này là ta tới Bắc Vân Thành, đổi lại là những người khác tìm được Vân Đình công chúa, hôm nay các ngươi Trịnh gia nhất định phải hoàn toàn biến mất tại Bắc Vân Thành rồi. Lần này, ta mặc dù là không có ẩn giấu hành tung đi tới Bắc Vân Thành, bất quá, quan hệ giữa chúng ta còn chưa thể để lộ ra đi, nhất là bây giờ thời khắc mấu chốt này, bằng không các ngươi Trịnh gia hội toàn bộ mất mạng. Liền ngay cả ta chỉ sợ cũng phải tại Nam Nguyên Vương triều không ở lại được. Một bên như một bãi bùn nhão Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ,
hắn vốn cho là Lâm Trung Hạc là tới hưng binh vấn tội, phải biết Lâm Trung Hạc là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, liền ngay cả Trịnh gia vị lão tổ tông kia cũng mới thần niệm cảnh nhị trọng thiên, nhưng chính lúc trong lòng của hắn hối hận ruột đều thanh thời điểm, cha của hắn Trịnh Nguyên Chí dĩ nhiên xưng hô Lâm Trung Hạc vì phụ thân. Này làm cho Trịnh Vũ thằng ngu này trong lúc nhất thời đầu không xoay chuyển được đến rồi. Chương 1308, âm mưu. Các ngươi, ngồi trên ghế dựa Trịnh Vũ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngón tay chỉ vào Trịnh Nguyên Chí cùng Lâm Trung Hạc, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên nói cái gì. Tiểu hỗn đản, nhìn xem chính người bộ này uất ức dạng, ta tại sao có thể có ngươi đứa con trai này? Nhanh chóng lăn tới đây cho ta, đây là của ngươi ra ra. Trịnh Nguyên Chí hướng về Trịnh Vũ quát lên. Trịnh Vũ nhìn thấy cha của mình cũng không giống như đang nói đùa, hơn nữa hắn tại Trịnh gia tại tốt mấy chục năm trước liền đã bị chết, nói như vậy trong này có lẽ có chuyện xưa, khi biết trước mặt Lâm Trung Hạc mới là của hắn thân gia gia sau, Trịnh Vũ trên mặt cuối cùng là khôi phục một ít thần thái, hắn lập tức chạy chậm tới Lâm Trung Hạc trước mặt, hô, gia gia. Năm đó mẫu thân của Trịnh Nguyên Chí Hàn Mai cùng hắn trên danh nghĩa phụ thân Trịnh Dương Tiềm, tại một lần rời đi Trịnh gia ra ngoài rèn luyện trên đường trở về, bọn hắn chuẩn bị tại một chỗ trong miếu đổ nát nghỉ ngơi một buổi tối. Mà lúc đó Lâm Trung Hạc vừa lúc ở trong miếu đổ nát tu luyện, tại trong quá trình tu luyện luyện xóa liễu, linh khí tại trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn, hắn nhất định muốn tìm địa phương phát tiết, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm một người phụ nữ. Mẫu thân của Trịnh Nguyên Chí Hàn Mai cùng hắn trên danh nghĩa phụ thân Trịnh Dương Tiềm vừa vặn đi vào miếu đổ nát, Lâm Trung Hạc lập tức đối hai người kia động thủ, trong nháy mắt đem Trịnh Nguyên Chí trên danh nghĩa phụ thân đánh thành trọng thương, mà Lâm Trung Hạc sau liền mạnh mẽ muốn mẫu thân của Trịnh Nguyên Chí, có thể nói Trịnh Nguyên Chí vị kia trên danh nghĩa có phụ thân là trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Sau đó, ngày thứ hai Lâm Trung Hạc tự ly khai rồi miếu đổ nát, mà Hàn Mai thì là mang theo người bị thương nặng Trịnh Dương Tiềm về tới Trịnh gia, có thể là Trịnh Dương Tiềm nhận lấy kích thích cực lớn, không chỉ có không thể mở miệng nói chuyện rồi, liền ngay cả thân thể cũng không cách nào nhúc nhích một chút. Tại sau một tháng, này Trịnh Dương Tiềm tự ly khai rồi nhân thế, tại Trịnh Dương Tiềm sau khi chết, Hàn Mai phát hiện mình mang thai, người biết mình ôm ấp không phải Trịnh gia loại, nhưng chuyện này nếu để cho Trịnh gia biết, kết cục của nàng nhất định vô cùng thê thảm. Cho nên, Hàn Mai chỉ có thể thành đứa bé này nói thành là Trịnh Dương Tiềm được rồi, mà Trịnh gia người cũng không có hoài nghi, Hàn Mai là thuận lợi đem đứa bé này cho sinh xuống, đứa bé này chính là bây giờ Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí rồi. Lâm Trung Hạc năm đó cũng là trong lúc vô tình lần nữa đi tới Bắc Vân Thành, hắn mới phát hiện chuyện này, hắn không nghĩ tới Hàn Mai dĩ nhiên cho hắn sinh một đứa con trai, mà Hàn Mai không có trượng phu dựa vào sau đó người tại Trịnh gia cũng là như Lý Bạc Băng. Lâm Trung Hạc năm đó lén lút đi gặp mặt một lần Hàn Mai, đồng thời cho Hàn Mai đã tạo thành giả chết tình hình, thanh Hàn Mai từ Trịnh gia mang đi, Lâm Trung Hạc sở dĩ chưa hề đem Trịnh Nguyên Chí mang đi, là bởi vì hắn năm đó đã là có vợ rồi, hơn nữa vợ của hắn ta tại Nam Nguyên Vương Triều cũng có một chút địa vị, xuất phát từ vì Trịnh Nguyên Chí cân nhắc, hắn liền đem Trịnh Nguyên Chí lưu tại Bắc Vân Thành Trịnh gia. Trịnh Nguyên Chí cũng một mực biết mình không phải Trịnh gia loại, lần trước hắn và Lâm Trung Hạc gặp mặt đã là 10 năm trước sự tình rồi, đối với người tu luyện tới nói 10 năm như một ngày, khả năng bế quan một lần cũng muốn giỏi hơn nhiều năm. Lâm Trung Hạc đối với Trịnh Vũ không thể tả là nhíu nhíu mày, nói ra, thanh tất cả mọi chuyện đều nói với ta một lần, không cần có chút nào ẩn giấu, bằng không chuyện này ngay cả ta cũng không giúp được các ngươi. Trịnh Vũ không dám ở Lâm Trung Hạc trước mặt nói dối, đem hắn yêu thích Tưởng Vân Đình sự tình, cùng với hắn sai người hạ nhiệt nham sơn mạch sự tình một cái lại một kiện khai báo đi ra. Lâm Trung Hạc sau khi nghe xong, trong miệng hắn là thở ra một hơi, nếu như đổi lại người khác, hắn sợ là sớm đã một cái tát đem đối phương đập chết rồi, nhưng này Trịnh Vũ dù sao cũng là hắn cháu trai ruột. Hắn nói ra Tiểu Vũ, Vân Đình công chúa không phải là ngươi có thể đụng chạm, tại Nam Nguyên Vương Triều theo đuổi Vân Đình công chúa người có rất nhiều, bọn hắn từng cái nhưng cũng là các bậc thiên kiêu chi tử. Ta biết ngươi là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nếu như lần này ngươi có thể để linh dược cốc luyện dược sư vừa ý, đồng thời tiến vào linh dược cốc học tập chế thuốc chi thuật, tương lai chờ ngươi thành luyện dược sư sau, ta lại chắc chắn có thể làm cho ngươi và Vân Đình công chúa cùng nhau, dù sao luyện dược sư tuyệt đối là địa vị và tượng trưng cho thân phận,
ta nghĩ đến lúc đó Nam Nguyên Vương triều người cũng sẽ không phản đối. Trịnh Vũ nghe được Lâm Trung Hạc lời nói sau, hắn vội vàng hung hăng gật đầu, nói ra, ra ra, ngài yên tâm, tại Linh Dược Cốc luyện dược sư đến Bắc Vân Thành sau đó ta nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện, tranh thủ trở thành Linh Dược Cốc đệ tử. Theo Trịnh Vũ nếu như hắn có thể có được Tưởng Vân Đình, như vậy hắn chính là Nam Nguyên Vương triều hoàng đế con rể, lại tăng thêm một cái thân phận của luyện dược sư, hay là tương lai hắn có thể đủ kế thừa Nam Nguyên Vương triều cũng nói không chắc, vậy làm sao có thể để Trịnh Vũ không hưng phấn. Trịnh Vũ xong quên hết rồi vừa vặn của mình chật vật rồi, trong con ngươi là lộ ra cấp thiết ánh sáng. Trịnh Nguyên Chí hắn nói ra, phụ thân, Vân Đình công chúa không biết quan hệ giữa chúng ta, vừa nãy tại Tinh Nguyệt Lầu bên ngoài, cái kia trong tay cầm kiếm lớn màu đen tiểu tử, hắn trong lời nói rõ ràng có uy hiếp mùi vị, nếu như Vân Đình công chúa thật sự chuyển viện binh rồi, như vậy các loại linh dược cốc luyện dược sư rời khỏi Bắc Vân Thành, sợ chính là của chúng ta giờ chết rồi. Lâm Trung Hạc không thèm để ý chút nào khoát tay áo một cái, nói ra tiểu tử kia là cái thá gì. Bất quá chỉ là một con tự cho là thông minh con dẹp mà thôi, ta nghĩ hắn hẳn là suy đoán ra giữa chúng ta có một loại nào đó quan hệ, cho nên hắn mới vừa rồi không có bức bách đi xuống. Bất quá, ta sẽ để Vân Đình công chúa được toại nguyện chuyển tới cứu binh sao? Nam Nguyên Vương triều người nhất định là sẽ đến, nhưng này cũng phải nhìn thông báo người nào. Tại Nam Nguyên Vương triều bên trong có một người không chỉ có yêu thích Vân Đình công chúa, hơn nữa địa vị trả phi thường cao, nếu như người kia sau khi đến, chúng ta tại hơi chút phiến quạt lửa, nói là cái kia con dẹp yêu thích Vân Đình công chúa. E sợ đến lúc đó không dùng tới chúng ta động thủ, cái kia con dẹp cùng Thương Lang đoàn lính đánh thuê người cũng sẽ bị tàn phá, bởi người kia địa vị đặc thù, cho dù hắn thật sự làm như vậy, Vân Đình công chúa cũng không thể bắt hắn như thế nào. Ra ra, ngài cái kế hoạch này tốt, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn bọn họ chó cắn chó là được rồi. Trịnh Vũ trong con ngươi tránh qua một đạo hung tàn ánh sáng, có thể nói hắn đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương. Ngược lại, Trịnh Vũ lại nói, ra ra, nếu như vừa nãy tiểu tử kia muốn cho người đối với chúng ta Trịnh gia động thủ, vậy ngài làm sao bây giờ? Lâm Trung Hạc con mắt ngưng lại, nói ra, vừa nãy thần của ta niệm đã bao trùm lên chung quanh tất cả mọi người. Nếu như tiểu tử kia thật sự nói như vậy liền Vân Đình công chúa ở bên trong, phàm là nhìn thấy chuyện người, ta toàn bộ hội đem bọn hắn trước tiên đưa đi Diêm Vương Điện báo cáo. Ở trong rừng hạc xem ra Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ dù sao cũng là con trai của hắn cùng cháu trai, huống hồ tại Nam Nguyên Vương triều hắn chỉ có một con gái cùng một cái tôn nữ, cho nên trong lòng hắn Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ vẫn còn có chút địa vị. Ở nơi này thần không biết quỷ không hay thanh tưởng Vân Đình cùng người chung quanh giết chết sau, hắn có thể cố ý thả Diệp Thần Phong rời đi, cuối cùng đem cả sự tình toàn bộ giá hỏa tại Diệp Thần Phong trên người, đến lúc đó Diệp Thần Phong liền cơ hội giải thích cũng không có. Vẫn đúng là đừng nói, trong rừng này Hạc quả nhiên là người từng trải rồi, hắn đem mỗi một bước quân cờ đều tính tới rồi, có thể nói mặc kệ Diệp Thần Phong lựa chọn như thế nào, này đều trưởng khống ở trong tay của hắn. Lần này Lâm Trung Hạc nhận được tin tức, Tưởng Vân Đình tại Bắc Vân Thành bên trong từng xuất hiện, hắn cũng vừa hay muốn tới Bắc Vân Thành gặp gỡ vài tên linh dược cốc luyện dược sư, cho nên hắn còn chưa kịp đi gặp Trịnh Nguyên Chí, hắn liền trước đi tìm Tưởng Vân Đình rồi. Lâm Trung Hạc trên mặt là một bộ vận trù duy ác biểu lộ, lại nói, cũng may, ta tới phi thường đúng lúc, nếu như Nguyên Chí người đem tiểu tử kia giết đi, như vậy hôm nay chúng ta chỉ có thể cùng Tưởng Vân Đình trở mặt. Theo Lâm Trung Hạc nếu như mình lại chậm xuất hiện một bước, Diệp Thần Phong 100% sẽ chết tại Trịnh Nguyên Chí trên tay rồi, hắn nhưng sẽ không cho là Trịnh Nguyên Chí sẽ bị Diệp Thần Phong cho giết chết. Ra ra, ngài trí tuệ thật là làm cho ta bội phục a hát. Trịnh Vũ vuốt mông ngựa nói ra. Lâm Trung Hạc khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, hai ngày nay bước nhanh đem ngươi hỏa hệ công pháp chăm chỉ luyện tập. Đến lúc đó cũng không nên đến linh dược cốc luyện dược sư trước mặt đi bêu xấu. Trịnh Vũ là gật đầu lia lịa, xem ra hắn hoàn toàn tiếp thu Lâm Trung Hạc cái này ra ra, dưới cái nhìn của hắn Trịnh gia căn bản vô pháp cùng Nam Nguyên Vương triều so sánh, trong lòng của hắn đương nhiên cũng hy vọng có Lâm Trung Hạc cái này ra ra rồi, bây giờ biết rồi Lâm Trung Hạc cái này chỗ dựa sau đó Trịnh Vũ là tự tin tăng mạnh, trên mặt đồi bại vẻ đã sớm là quét một cái sạch sành xanh rồi. Bây giờ Trịnh Vũ yếu suy tính chỉ có là như thế nào để linh dược cốc luyện dược sư nhìn chúng.
Chương 1309, huyễn cảnh luyện đan. Thương lang đoàn lính đánh thuê ở trong nhà. Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người vừa về đến liền đã được biết đến Chu Lập Nam tin qua đời, bọn hắn cũng không có tâm tình đi chiêu đãi Diệp Thần Phong rồi, mà Diệp Thần Phong cũng là một cái so sánh tùy tính người. Hắn tại Triệu Hồng Lực an bài trong một gian phòng ở một cái, để Triệu Hồng Lực đám người không cần đi quản hắn rồi, hắn yếu tu luyện một quãng thời gian, dù sao thực lực đến thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó cho dù một tháng không ăn đồ ăn cũng không chết đói được rồi. Diệp Thần Phong ở bên trong phòng trên một cái ghế ngồi xuống, nguyên bản hắn đến Bắc Vân Thành chỉ là muốn dừng lại trong giây lát hai ngày, bất quá, mấy ngày nay cùng Triệu Hồng Lực đám người ở chung xuống. Hắn ngược lại là cũng thanh Triệu Hồng Lực đám người cho rằng bằng hữu, ai biết hai ngày nữa Tưởng Vân Đình có thể hay không mời được Linh Dược Cốc luyện dược sư luyện chế lạnh thanh đan. Ai biết Linh Dược Cốc luyện dược sư có thể hay không luyện chế thành lạnh thanh đan. Lần sau có Lâm Trung Hạc cái này không ổn định nhân tố tồn tại, tuy rằng Diệp Thần Phong không có tự tin 100%, khẳng định cái kia Lâm Trung Hạc có vấn đề, bất quá, Diệp Thần Phong vẫn là lựa chọn đã tin tưởng trực giác của mình. Hai người các ngươi có ở hay không? Ta hiện tại hẳn có thể học tập chế thuốc thuật chứ? Diệp Thần Phong ở trong lòng nói ra, hắn dự định chính mình trước đem lạnh thanh đan phương pháp luyện chế học được, đến lúc đó cho dù Linh Dược Cốc luyện dược sư không muốn ra tay, hay hoặc giả là luyện chế không được, như vậy hắn đúng là có thể giúp một lần Triệu Hồng Lực đám người. Tại Diệp Thần Phong trong lòng vừa vặn nói xong, trong đầu hắn liền một trận trời đất quay cuồng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Đợi được tầm mắt khôi phục thời điểm, Diệp Thần Phong phát hiện mình thân ở một mảnh to lớn trên quảng trường rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên từ quảng trường lối vào nhàn nhã đi tới, Diệp Thần Phong biết mình lần nữa tiến vào trong ảo cảnh, này trong ảo cảnh cảnh tượng đều là mặc cho bóng trắng nhân hỏa bóng đen người thay đổi. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị học tập chế thuốc thuật. Ta đoán ngươi là muốn học biết luyện chế lạnh thanh đan chứ? Lạnh thanh đan nhưng là nhất phẩm đan dược bên trong nhân vật hàng đầu, coi như là một cái đã bước vào nhất phẩm luyện dược sư rất nhiều năm người, muốn cho hắn luyện chế lạnh thanh đan cũng không phải mỗi một lần cũng có thể trở thành công, để nhị phẩm luyện dược sư luyện chế lạnh thanh đan là ổn thỏa nhất được rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cười nói. Nghe vậy, Diệp Thần Phong nhíu mày một cái, nói ra ta chỉ là muốn thử luyện chế một chút lạnh thanh đan. Nếu quả như thật không cách nào trong khoảng thời gian ngắn học biết luyện chế lạnh thanh đan, như vậy ta cũng sẽ không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại hỏi, đúng rồi, của ta trong nhẫn chứa đồ chả có rất nhiều địa viêm tinh, nếu như dùng địa viêm tinh cho thanh viêm thôn phệ, như vậy thanh viêm uy lực thì không là có thể càng gia tăng hơn. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh gật đầu nói, trên lý thuyết là như vậy, bất quá. Ngươi bây giờ mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, nếu như thanh viêm cùng ngươi ở giữa chênh lệch quá lớn, ngươi nắm giữ khởi thanh viêm đến đem hội trở nên vô cùng khó khăn, còn nữa chế thuốc cùng luyện khí cũng phải cần cực kỳ tỉ mỉ, chỉ cần ngươi hơi chút không có điều khiển tốt hỏa diễm, như vậy liền hết thảy đều uổng phí. Cho nên, ta kiến nghị ngươi, tại ngươi không có đột phá đến hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong trước đó, không cần dùng để thanh viêm power trở nên càng gia tăng hơn. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy bóng trắng người ta nói phi thường có đạo lý, hắn gật gật đầu xem như là tiếp thu bóng trắng người theo như lời nói rồi. Thấy Diệp Thần Phong gật đầu, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, được, nếu như ngươi muốn học tập chế thuốc chi thuật, như vậy từ giờ trở đi ta là có thể truyền thụ cho ngươi rồi. Chỉ thấy bóng trắng người bàn tay phải vung lên, một tiếng, một tôn nửa trượng có thừa màu xanh lò thuốc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Màu xanh lò thuốc cả người tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, nắp đỉnh thượng có vô số rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ hẳn là dùng làm không khí lưu thông, luyện đan là không thể nào ở một cái toàn bộ phong bế trong thùng luyện chế. Lần sau, nắp đỉnh thượng lỗ nhỏ ngoại trừ để không khí lưu thông bên ngoài, vẫn có thể duy trì tại quá trình luyện đan trong, bên trong dược đỉnh không khí đều tuần hoàn. Dùng này để đạt tới một cái cân bằng. Tiểu gia hỏa. Lò thuốc đối với luyện dược sư tới nói đồng dạng là vô cùng trọng yếu, cái dược đỉnh này phẩm bậc chia làm thiên, địa, nhân, này ba cấp độ, trong đó thiên chi đỉnh là tốt nhất lò thuốc, một cái dược đỉnh phẩm bậc càng cao, như vậy luyện đan tỷ lệ thành công cũng là càng cao. Lò thuốc là yêu cầu luyện khí sư luyện chế ra tới.
Theo ta thấy trên đất huyền giới luyện khí tông chỉ biết hướng về linh dược cốc cung cấp lò thuốc, cho nên trong tình huống bình thường lò thuốc trên đất huyền giới là không mua được, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đi đạt được một cái dược đỉnh mới được. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh chỉ lên trước mặt màu xanh lò thuốc, lại nói tại chúng ta chế tạo ra trong ảo cảnh. Chỉ cần là chúng ta đã từng thấy sự vật, chúng ta đều có thể 100% mô phỏng đi ra. Lần trước ngươi tại trong ảo cảnh học luyện chế chữ vật giới chỉ thời điểm, ngươi cũng nên đã thể nghiệm được. Cho nên, chỉ cần ngươi ở đây trong ảo cảnh có thể học được, như vậy chờ ngươi tỉnh táo lại, ngươi đồng dạng có thể tại trong thực tế nhẹ nhõm thi triển ra, tiếp đó, ngươi đầu tiên đem thanh viêm để vào này trong dược đỉnh đi. Phải nhớ kỹ khống chế xong thanh viêm nhiệt độ, vị này ta mô phỏng ra màu xanh lò thuốc cũng chỉ là người kém cỏi nhất chi đỉnh. Diệp Thần Phong đang nghe xong bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, ý thức của hắn hơi động, một đóa ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại bàn tay phải của hắn bên trong, bất kể là từ ngọn lửa màu xanh này hình thái vẫn là ôn độ, cơ hồ là lấy giả đánh cháo, không nghĩ tới liền thiên địa chi hỏa thanh viêm, bóng trắng nhân hỏa bóng đen người đồng thời có thể tại đây trong ảo cảnh mô phỏng ra. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bắn ra, trong bàn tay thanh viêm liền hướng bên trong dược đỉnh bay đi. Tại thanh viêm phi vào lô thuốc sau đó thanh viêm trong nháy mắt tại bên trong dược đỉnh hóa thành một đám lớn ngọn lửa màu xanh. Diệp Thần Phong vừa định muốn đi khống chế thanh viêm nhiệt độ lúc, chỉ thấy cái kia một tôn màu xanh lò thuốc, nó từ trong ra ngoài được thanh viêm cho đốt màu đỏ bừng cực kỳ, toàn bộ màu xanh lò thuốc cũng hơi hơi rung động chuyển động, chính lúc Diệp Thần Phong cảm thấy không lành thời điểm, chỉ nghe oanh. Một tiếng, toàn bộ màu xanh lò thuốc trực tiếp bạo liệt ra. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, hắn nhìn xem mặt mày xám xịt Diệp Thần Phong, hắn cười nói, tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi nên cảm nhận được ta tạm thời không để ngươi cho thanh viêm thôn vệ địa viêm tinh dụng ý chứ. Cho dù bây giờ thanh viêm, ngươi quản lý lại cũng hết sức cố hết sức, dù sao thanh viêm là thứ thiệt thiên địa chi hỏa. Nếu như ngươi tại trước mặt mọi người, trực tiếp dùng thanh viêm đem lò thuốc đốt nổ tung rồi. Như vậy người khác nhất định sẽ hoài nghi ngươi thanh viêm cũng không phải tu luyện hỏa hệ công pháp mà hình thành, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn rồi. Muốn học tập chế thuốc chi thuật, ngươi liền tất cần phải học được nắm giữ thanh viêm nhiệt độ, được rồi, kế tiếp ngươi chậm rãi ở nơi này tiếp tục đi. Bóng trắng người tay phải lần thứ hai vung lên, toàn bộ khổng lồ trên quảng trường nhất thời xuất hiện từng vị rậm rạp chằng chịt màu xanh lò thuốc, xem ra này có Diệp Thần Phong chịu được. Tiểu tử, từ từ đi. Không cần phải gấp, cho dù quảng trường này bôi thuốc đỉnh toàn bộ nổ tung rồi, chúng ta cũng có thể một lần nữa giúp ngươi mô phỏng ra, tiểu tử ngươi hẳn là cười trộm mới là rồi, bằng không ngươi tại trên thực tế nếu như nổ tung nhiều như vậy lò thuốc, e sợ luyện khí tông coi như là đơn độc vì một mình ngươi luyện chế lò thuốc, này cũng không kịp đó a. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười ha hả nói. Diệp Thần Phong đối với bóng đen người thỉnh thoảng hí hành hạ là tập mãi thành quen rồi, bất quá. Hắn cũng cảm thấy bóng đen người nói không sai, nếu như không có bóng trắng nhân hòa bóng đen người chế tạo ra mảnh này huyễn cảnh, Diệp Thần Phong muốn học chế thuốc cùng luyện khí, quả thực là so với lên trời còn khó hơn, bởi vì chế thuốc cùng luyện khí là tối tiêu hao dược liệu cùng tài liệu, ở cái này trong ảo cảnh Diệp Thần Phong liền không cần lo lắng cái này. Bóng trắng nhân hòa bóng đen người đi tới quảng trường trong một góc hẻo lánh, lập tức, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt hai cái ghế. Bóng đen người ngồi xuống hỏi, người đây là muốn huấn luyện tiểu tử này cùng thiên địa chi hỏa độ phù hợp. Bóng trắng người gật đầu, nói ra, bất kể là luyện dược sư, vẫn là luyện khí sư, bản thân cùng hỏa diễm độ phù hợp thập phần trọng yếu, độ phù hợp càng cao, điều khiển nổi lửa diễm đến thì càng thêm cẩn thận, lại nói tiểu tử này có nhưng là thiên địa chi hỏa, ta nhất định phải đối với hắn càng thêm nghiêm ngặt mới được. Lúc trước ta nhưng chưa từng thu bất kỳ đồ đệ. Bây giờ nhìn tên tiểu tử này tại chúng ta chỉ đạo bên trong từng ngày trưởng thành, cái cảm giác này phi thường tươi đẹp, quả thực so với năm đó ta chính mình bước lên chế thuốc một đường còn muốn hưng phấn. Lời của ngươi nói có lý a hát, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này cần bao nhiêu thiên mới có thể chân chính luyện chế ra lạnh thanh đan đến. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói. Chương 1310, bị đả kích lớn. Trong ảo cảnh, oanh, oanh. Oanh, nổ vang, không ngừng tại trên quảng trường vang vọng ra. Toàn bộ trên quảng trường nguyên bản lít nhít nhóm lò thuốc, bây giờ chỉ còn dư lại một nửa, Diệp Thần Phong đã nổ tung 500 cái dược đỉnh rồi, phải biết lò thuốc luyện chế vô cùng phức tạp,
Trên đất huyền giới toàn bộ luyện khí tông bên trong, một năm cũng mới chỉ có thể luyện chế ra 5 người chi đỉnh. Đây là tại thuận lợi dưới tình huống, về phần địa chi đỉnh chỉ có linh dược cốc cốc chủ mới có một tôn, chớ nói chi là thiên chi đỉnh rồi, cho nên này ba phẩm thứ bên trong người kém cỏi nhất chi đỉnh. Trên đất huyền giới luyện dược sư trong mắt đã là chạm tay có thể bỏng rồi, phải biết tại linh dược cốc bên trong không phải là mỗi một gã đệ tử đều có thể có được thuộc về mình lò thuốc. Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong, một đóa ngọn lửa màu xanh là không ngừng lóe lên, tại một lần lại một lần lò thuốc nổ tung dưới, cả người hắn tuy rằng trở nên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng là tinh thần của hắn vẫn cứ dị thường được, khả năng này là vì tại trong ảo cảnh nguyên nhân đi. Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất che kín lò thuốc mảnh vỡ, trong lòng của hắn cũng là xấu hổ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nổ tung 500 cái dược đỉnh, vẫn không có đem thanh viêm nhiệt độ cho trưởng khống như thường. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, hắn để lòng của mình trước tiên bình tĩnh lại, hắn biết còn tiếp tục như vậy, hắn đem toàn bộ quảng trường lò thuốc toàn bộ nổ tung rồi, hắn cũng có khả năng vẫn là không cách nào trưởng khống thanh viêm nhiệt độ. Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng trong bàn tay khiêu động thanh viêm, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, trong lỗ mũi hô hấp trở nên đều đặn, thời khắc này, Diệp Thần Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong đầu chỉ có thanh viêm. Tuy nhiên đã nhắm hai mắt lại, thế nhưng thanh viêm nhất cử nhất động phảng phất phóng đã đến Diệp Thần Phong trong não. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, tay phải hắn vi vi bắn ra. Thanh viêm lần thứ hai bay vào một cái màu xanh trong dược đỉnh, hóa thành một đám lớn ngọn lửa màu xanh thanh viêm, nó điên cuồng tại trong dược đỉnh thiêu đốt, rất nhanh, vị này lò thuốc lại biến đỏ bừng lên, mắt thấy vị này lò thuốc có thể sẽ lần nữa nổ tung rồi. Diệp Thần Phong ý thức hơi động, hắn mãnh liệt áp chế thanh viêm nhiệt độ. Lại thử đem linh khí của mình truyền vào trong dược đỉnh, trải qua chốc lát đọ sức sau đó bên trong dược đỉnh thanh viêm nhiệt độ đang từ từ giảm xuống. Lò thuốc bên trên màu đỏ bừng cũng đang chậm rãi cở ra. Làm Diệp Thần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, khóe miệng hắn hiện lên một vệt mừng rỡ, chỉ thấy trong dược đỉnh thanh viêm duy trì ở lò thuốc có thể thừa nhận được một cái nhiệt độ, nói như vậy Diệp Thần Phong là thành công khống chế xong thanh viêm. Tiểu gia hỏa, hiện tại cao hứng phải hay không trả quá sớm, ngươi chỉ là đã làm xong bước thứ nhất mà thôi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh không biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Tuy rằng Ngô Phong dỗi rảnh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn đã phi thường chấn kinh rồi, hắn vốn cho là Diệp Thần Phong yêu cầu nổ tung toàn bộ quảng trường lò thuốc, mới có thể từ từ tìm tòi đến khống chế thanh viêm phương pháp, ai biết Diệp Thần Phong mới nổ tung một nửa lò thuốc, hắn liền thành công khống chế thanh viêm. Phải biết thanh viêm nhưng là thiên địa chi hỏa a hát. Tiểu tử, ta còn thật không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý. Ngươi có nhìn hay không chính mình nổ tung bao nhiêu cái dược đỉnh? Trọn vẹn 500 cái dược đỉnh đây. Bóng đen người Giang Vận Thiên trước sau như một dội cho Diệp Thần Phong một chậu nước lạnh. Diệp Thần Phong mừng rỡ tâm tình là chợt lóe lên, được Giang Vận Thiên vừa nói như thế, hắn chả thật sự coi chính mình không có gì đáng giá cao hứng được rồi. Mà bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, tiểu gia hỏa. Chế thuốc, trọng yếu nhất chính là đan phương rồi. Tại sao đồng dạng là một loại đan dược, có mấy người luyện chế ra tới hiệu quả muốn xịn? Mà có mấy người luyện chế ra tới hiệu quả phải kém đâu này. Toa thuốc này chính là chỗ mấu chốt rồi, còn có các loại linh thảo thả vào lô thuốc trình tự, cùng với linh thảo pha trộn cho cân đối, những này đều sẽ ảnh hưởng đến luyện chế ra tới hiệu quả của đan dược. Này luyện chế đan dược chỉ cần có một tia sai lệch, này luyện chế ra đến hiệu quả của đan dược cũng sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Tiếp đó, ta chính thức dạy ngươi làm sao luyện chế lạnh thanh đan. Loại này nhất phẩm đan dược bên trong nhân vật hàng đầu. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh vừa dứt lời dưới, tại bên cạnh hắn liền xuất hiện ba loại linh thảo, này ba loại linh thảo số lượng đều chất thành một ngọn núi nhỏ, trong đó một loại linh thảo chính là Hồng Liên Tam Sinh Thảo rồi, hai loại khác linh thảo theo thứ tự là Tử Lan Hoa Hòa Thanh Lạnh Thảo, này Tử Lan Hoa Hòa Thanh Lạnh cỏ trên đất huyền giới thuộc về so sánh phổ biến linh thảo, làm dễ dàng là có thể mua được. Tiểu gia hỏa, ta luyện chế lạnh thanh đan chỉ cần này ba loại linh thảo, trong đó Hồng Liên Tam Sinh Thảo nhưng vẫn là luyện chế lạnh thanh đan chủ dược, mặt khác Tử Lan Hoa Hòa Thanh Lạnh cỏ thuộc về phụ trợ. Bất quá, này ba loại linh thảo bên trong thanh bần cỏ khó khăn nhất luyện chế, bởi vì thanh bần cỏ cực kỳ kinh hãi nhiệt độ cao, chỉ cần ngươi trưởng khống nhiệt độ có chút sai lệch,
thành bần cỏ liền sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn. Tiểu gia hỏa, người phải nhìn cho kỹ, ta biểu diễn cho ngươi một lần luyện chế lạnh thanh đan quá trình. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh trong tay tốc biến một đóa ngọn lửa màu đỏ, hắn đem ngọn lửa màu đỏ thuần thục bắn vào một tôn trong dược đỉnh, sau đó, hắn trước đem hồng liên tam sinh thảo ném vào trong dược đỉnh, rất nhanh hồng liên tam sinh thảo liền ở trong dược đỉnh hóa thành chất lỏng màu đỏ, tiếp lấy, hắn lại đem tử lan hoa ném vào trong dược đỉnh, tử lan hoa cũng thuận lợi hóa thành chất lỏng màu tím. Cuối cùng, Ngô Phong dỗi rảnh không có vội vã thanh thanh bần cỏ cũng vứt vào trong dược đỉnh, mà là tại bên trong dược đỉnh rút ra suốt một chút hỏa diễm đến, trực tiếp tại trong bàn tay từ từ luyện hóa thanh bần thảo, thẳng đến thanh bần cỏ ở trong tay của hắn biến thành nhất cổ chất lỏng màu trắng sau, bàn tay hắn hơi động, này cỗ chất lỏng màu trắng trong nháy mắt bay vào trong dược đỉnh. Màu đỏ, màu tím cùng màu trắng này ba loại chất lỏng, từ từ quấn quýt lại với nhau, tại bạch bóng người ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt dưới, này ba cỗ chất lỏng tại không ngừng mà áp xúc lại áp xúc. Cuối cùng tạo thành từng viên một đan dược hình dạng. Tại bên trong dược đỉnh mùi hương thoang thoảng vị từ từ bay ra, ngọn lửa màu đỏ bên trong tránh qua một tia sáng trắng thời điểm, Ngô Phong dỗi rảnh nhanh chóng đem ngọn lửa màu đỏ thu hồi trong cơ thể, chỉ thấy lò thuốc bên trong rõ ràng là nhiều hơn 6 viên đan dược màu trắng rồi, đây chính là lạnh thanh đan, Ngô Phong dỗi rảnh một lò trực tiếp luyện ra 6 viên lạnh thanh đan. Tại Ngô Phong dỗi rảnh luyện chế xong lạnh thanh đan sau đó hắn nói ra, được rồi, tiểu gia hỏa, đỡ lấy tới thăm ngươi. Diệp Thần Phong lần này cũng không hề vội vã động thủ, hắn trước tiên ở trong đầu nhớ lại vừa nãy Ngô Phong dỗi rảnh luyện chế lạnh thanh đan toàn bộ quá trình, hắn tại trong đầu mô phỏng 5-6 lần sau đó bảo đảm chính mình hoàn toàn nhớ kỹ, đồng thời tâm không vật lẫn lộn rồi, hắn mới bắt tay bắt đầu luyện chế lạnh thanh đan. Diệp Thần Phong đem thanh viêm bắn vào trong dược đỉnh, đang khống chế tốt thanh viêm nhiệt độ sau đó hắn liền đem hồng liên tam sinh thảo cùng tử lan hoa lần lượt vứt vào trong dược đỉnh. Hai loại linh thảo luyện chế vẫn tính dễ dàng, rất nhanh sẽ tại trong dược đỉnh biến thành hai luồng màu sắc khác nhau chất lỏng rồi. Diệp Thần Phong đồng dạng cũng là từ trong dược đỉnh rút ra suốt một chút ngọn lửa màu xanh, chính lúc hắn chuẩn bị luyện chế thanh bần cỏ thời điểm, chỉ thấy làm thanh bần cỏ cùng ngọn lửa màu xanh vừa vặn đụng vào. Xì xì. Một tiếng, thanh bần cỏ trực tiếp hóa thành cho tàn, này làm cho Diệp Thần Phong biết rồi yếu luyện chế tốt thanh bần thảo, đây mới là then chốt. Xì xì, xì xì, xì xì. Diệp Thần Phong trong tay thanh bần cỏ là một cây lại một cây hóa thành cho tàn, mà trong dược đỉnh đã hình thành hai loại chất lỏng, cũng đang bị ngọn lửa cho từ từ bốc hơi rồi. Ở một bên Ngô Phong dỗi rảnh xem ra, Diệp Thần Phong là không thể nào một lần liền luyện chế ra lạnh thanh đan. Năm đó đã bước vào nhất phẩm luyện dược sư Ngô Phong dỗi rảnh, hắn cũng là tại đã thất bại 20 lần sau, hắn mới đưa lạnh thanh đan cho luyện chế ra lực. Mắt thấy bên trong dược đỉnh hai loại khác chất lỏng yếu bốc hơi sạch sẽ, Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện lần nữa một cây thanh bần thảo, hắn tận lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo, từng điểm khống chế trong tay ngọn lửa màu xanh nhiệt độ, hắn trên trán là che kín rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Lúc này, tại cực hạn dưới sự khống chế, thanh bần cỏ dĩ nhiên không có một lần liền hóa thành cho tàn, hơn nữa đang chậm rãi hướng về chất lỏng màu trắng thay đổi, ước chừng sau một phút, thanh bần cỏ là thuận lợi chuyển hóa thành chất lỏng màu trắng rồi. Diệp Thần Phong thấy thế, hắn lập tức đem chất lỏng màu trắng để vào trong dược đỉnh, từ từ khống chế trong dược đỉnh ngọn lửa màu xanh, tại Diệp Thần Phong vô cùng cẩn thận dưới tình huống, trong dược đỉnh ba loại chất lỏng cũng bắt đầu chậm rãi quấn quanh rồi. Tại trong dược đỉnh mơ hồ hình thành một viên thuốc hình dạng lúc, một đạo ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, nhàn nhạt mùi thuốc từ bên trong truyền ra, Diệp Thần Phong lập tức đem thanh viêm cho thu lại rồi, chỉ thấy trong dược đỉnh chỉ luyện chế thành một viên lạnh thanh đan, Diệp Thần Phong có chút ngượng ngùng nói ra, thực sự là thất bại, chỉ luyện chế được một viên. Một bên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, hắn vốn cho là Diệp Thần Phong luyện chế không được, dù sao hắn lúc trước tại nhất phẩm luyện dược sư thời điểm. Hắn cũng đã thất bại 20 lần mới luyện chế ra lạnh thanh đan tới, nhưng ai biết tình huống dĩ nhiên đến rồi một cái 180 độ xoay chuyển, Diệp Thần Phong rõ ràng luyện chế ra lạnh thanh đan đến rồi. Phải biết năm đó ở đã thất bại 20 lần sau, nói chuẩn xác Ngô Phong dỗi rảnh chỉ có luyện chế ra nửa viên lạnh thanh đan đến, tại liền đầy đủ hắn lúc đó kiêu ngạo, lúc đó hắn còn bị chỉ đạo hắn chế thuốc sư phụ hung hăng tán dương lên một phen.
Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên một lần liền luyện chế được một viên lạnh thanh đan, lại vẫn một mặt muốn chết không sống bộ dáng, này suýt chút nữa Thanh Ngô Phong dỗi rảnh đã kích phun ra một ngụm máu tươi đến, Diệp Thần Phong thiên phú hoàn toàn không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mà bóng đen người Giang Vận Thiên nhìn thấy bóng trắng người biểu lộ, sau đó hắn đối với bóng trắng người truyền âm nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết lần trước ta giáo tiểu tử này luyện chế chữ vật giới chỉ thời điểm, đối với ta mà nói là lớn đến mức nào đả kích chứ. Ta xem tiểu tử này thuần túy là đến đả kích hai chúng ta, phải biết hai chúng ta năm đó nhưng là đứng đầu nhất hai cái thiên tài rồi, nhưng cùng tiểu tử này so ra, tại sao ta cảm giác hai chúng ta chính là cái rắm. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh là gương mặt cay đắng nụ cười, nhìn xem một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ Diệp Thần Phong, hắn biết về sau lúc hướng dẫn Diệp Thần Phong trong quá trình, bọn hắn chịu đả kích chắc chắn sẽ không thiếu. Chương 1311, Khảo Hạch, Lò Thuốc. Làm Diệp Thần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã thoát ly bóng trắng nhân hòa bóng đen người sáng tạo huyễn cảnh, nhớ tới vừa vặn bóng trắng người đang trong ảo cảnh cực kỳ buồn bực dáng dấp. Diệp Thần Phong vẫn cho là không phải là mình chế thuốc thiên phú quá kém. Hắn sờ sờ mũi tự nhủ, xem ra sau này ta phải yếu càng thêm nỗ lực một chút, ta tại phương diện chế thuốc thiên phú cũng còn là quá kém. Khạc, khạc, khạc. Diệp Thần Phong trong miệng tiếng nói vừa vặn hạ xuống, trong đầu hắn liền truyền đến bóng trắng người tiếng ho khan kịch liệt, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết Diệp Thần Phong rồi. Nếu như Diệp Thần Phong tại phương diện chế thuốc thiên phú làm kém, như vậy hắn Ngô Phong dỗi rảnh lại tính là cái gì? Phải biết Ngô Phong dỗi rảnh khi còn sống, hắn nhưng là lấy được thứ thiệt chí tôn luyện dược sư. Lão Bạch, người ho khan cái gì? Ta hiện tại nên tính là một tên nhất phẩm luyện dược sư đi nha. Diệp Thần Phong trong lòng âm thầm nói ra, hắn cảm thấy trực tiếp xưng hô bóng trắng nhân hòa bóng đen tên của người có phần không được tự nhiên. Cho nên hắn cứ gọi bóng trắng người lão Bạch, bóng đen người lão Hắc. Luyện dược sư từ thấp đến cao theo thứ tự là nhất phẩm đến cửu phẩm bên trên vì chí tôn, nếu như một tên luyện dược sư có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược, như vậy người luyện dược sư này chính là nhất phẩm luyện dược sư rồi, nếu như có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, như vậy liền là nhị phẩm luyện dược sư rồi, cứ thế mà suy ra, từng cái cấp bậc luyện dược sư nhất định muốn có thể luyện chế ra tương ứng đan dược mới được. Mà lạnh thanh đan không thể nghi ngờ là nhất phẩm đan dược bên trong nhân vật hàng đầu, coi như là những kia bước vào nhất phẩm luyện dược sư 7-8 năm người, bình thường cũng không chắc chắn một lần luyện chế ra lạnh thanh đan tới. Tuy rằng Diệp Thần Phong một lần chỉ luyện chế được một viên lạnh thanh đan, thế nhưng hắn hiện tại có thể danh chánh ngôn thuận xưng là nhất phẩm luyện dược sư rồi. Miễn cưỡng coi như thế đi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh là bị Diệp Thần Phong đả kích không còn tính khí. Khi chiếm được bóng trắng người khẳng định trả lời sau đó Diệp Thần Phong liền đi ra gian phòng của mình, khi hắn đi tới tòa nhà đại sảnh lúc, hắn nhìn thấy Triệu Hồng Lực đệ Triệu Đại Bảo, cùng với còn lại vài tên được nóng độc ăn mòn thương lang đoàn lính đánh thuê thành viên đều tại, chính là duy nhất không gặp Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người. Diệp Thần Phong đã tại trong ảo cảnh học xong luyện chế lạnh thanh đan phương pháp, đây cũng chính là nói hắn chỉ cần thu được một tôn lò thuốc. Dù có được luyện chế lạnh thanh đan dược liệu, như vậy hắn liền có 90% trở lên nắm chắc luyện chế ra lạnh thanh đan, bất quá, lò thuốc là phi thường khó mà mua được. Đây là để Diệp Thần Phong duy nhất chuyện buồn rầu. Diệp huynh đệ, người cuối cùng là từ trong phòng đi ra a hát. Có muốn hay không chúng ta cho ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn? Triệu Đại Bảo đã sớm thông qua Triệu Hồng Lực nhận thức Diệp Thần Phong, hắn cũng biết lần này có thể có được Hồng Liên Tam sinh thảo may mắn mà có Diệp Thần Phong. Cho nên hắn đối Diệp Thần Phong là phi thường khách khí. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, hỏi ta ở trong phòng ngây người bao nhiêu ngày. Còn có Triệu Đại ca cùng Vân Đình công chúa người đâu của bọn họ. Triệu Đại Bảo hơi sững sờ, sau đó cười nói, Diệp huynh đệ, người ở trong phòng tu luyện tháng ngày cũng không biết à. Người đã tiến vào phòng 2 ngày thời gian rồi, mà hôm nay là linh dược cốc luyện dược sư đến Bắc Vân Thành tháng ngày. Đại ca ta cùng Vân Đình công chúa bọn hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, nguyên bản bọn hắn muốn gọi thượng ngươi. Bất quá, bọn hắn sợ quấy rầy ngươi tu luyện. Ngươi biết Triệu đại ca bọn hắn sẽ ở nơi nào sao? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, Triệu Đại Bảo hồi đáp, Diệp huynh đệ, ta thật giống nghe nói lần này linh dược cốc người là tới chọn lựa đệ tử, bọn hắn hẳn là đều tụ tập ở phía tây trên một cái quảng trường rồi.
Khi chiếm được của mình mong muốn đáp án sau, không đợi Triệu Đại Bảo mở miệng lần nữa nói chuyện, Diệp Thần Phong liền vội vã đi ra tòa nhà, một đường hướng về Bắc Vân Thành phía Tây đi đến. Diệp Thần Phong phát hiện hôm nay có rất nhiều người tu luyện đều tại hướng về Bắc Vân Thành phía Tây quảng trường hội tụ, xem ra linh dược cốc luyện dược sư sức hiệu triệu quả nhiên không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa tại dọc theo con đường này, đường phố hai bên đều bày đầy các loại buôn bán linh dược linh thảo người tu luyện, luyện chế lạnh thanh đan tử lan hoa hòa thanh lạnh cỏ thuộc về phi thường phổ thông linh thảo. Diệp Thần Phong tại hai bên đường phố nhìn thấy rất nhiều, hắn liền đi tìm một khối linh thạch thượng phẩm thuận tay mua một ít. Làm Diệp Thần Phong đến phía tây quảng trường lúc, quảng trường ngoại vi đã là người ta tấp nập được rồi, Bắc Vân Thành người của bốn đại gia tộc phụ trách hiện trường trật tự, người bình thường chỉ có thể tại quảng trường ngoại vi quan sát, không thể đi vào trong quảng trường. Tại Diệp Thần Phong được ngăn lại sau đó hắn liếc mắt liền thấy được trong sân rộng ở giữa Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người. Hắn gọi một câu, Triệu đại ca. Triệu Hồng Lực đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau. Hắn liền lập tức dẫn Diệp Thần Phong đi tới trong sân rộng ở giữa. Triệu Hồng Lực, Chu Dương Phi cùng Trần Dơ Cao Sông ba người này. Bọn hắn mặc dù có thể đi tới trong sân rộng ở giữa, đây cũng là bởi vì Tưởng Vân Đình quan hệ. Thần Phong huynh đệ, cũng còn tốt ngươi tới đúng lúc. Hôm nay vừa vặn cũng mở mang luyện dược sư. Triệu Hồng Lực cười vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên trái cách đó không xa một địa phương, nơi đó là Bắc Vân Thành Trịnh gia vị trí, Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí cùng con trai của hắn Trịnh Vũ đều tại. Bây giờ Triệu Hồng Lực cơ bản đã có thể khẳng định Chu Lập Nam chết đi cùng Trịnh gia không tránh khỏi có quan hệ rồi, hắn hận không thể lập tức đem Trịnh gia tất cả mọi người đưa đi thấy Diêm Vương gia. Mặc cả người trắng sắc trường sam lâm trung hạc, hắn là một mực cung kính đứng ở Tưởng Vân Đình bên cạnh, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đến lúc. Trong con ngươi của hắn lộ ra một vệt khinh thường. Tại Diệp Thần Phong các loại tất cả mọi người phía trước, đứng ở một cái hồng y lão giả, tên này hồng y lão giả ngực trên y phục thêu một cái dược đỉnh đồ án. Người lão giả này tên là ở Hải Phong, thực lực đã tới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, đồng dạng hắn cũng là một gã nhất phẩm luyện dược sư, tại linh dược cốc bên trong ngược lại cũng đúng là có một ít địa vị, dù sao tại toàn bộ linh dược cốc bên trong cao nhất cũng có tứ phẩm luyện dược sư. Ở Hải Phong hắng giọng, nói ra, kỳ thực lần này ta trải qua Bắc Vân Thành, chính là vì Linh Dược Cốc chọn lựa đệ tử, chúng ta Linh Dược Cốc quyết định về sau mỗi 5 năm đều chọn lựa một lần đệ tử. Mà ta ở Hải Phong phụ trách Bắc Vân Thành ở bên trong 7 tòa thành thị, Bắc Vân Thành đã là ta chạm cuối cùng rồi. Ở Hải Phong dừng lại một chút sau đó lại nói, trước đó ta đi qua 6 tòa thành thị, chỉ tuyển rút ra 2 tên miễn cưỡng có tư cách tiến vào chúng ta Linh Dược Cốc đệ tử. Hy vọng tại Bắc Vân Thành ta có thể có được một cái kinh hỉ. Ở Hải Phong liếc mắt nhìn đứng ở hắn bên cạnh 2 tên thanh niên, cái này 2 tên thanh niên thực lực đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, 2 người bọn họ trên mặt mang cao ngạo vẻ mặt, 2 người bọn họ chính là được ở Hải Phong tuyển ra có thể gia nhập linh dược cốc người. Tiếp lấy, ở Hải Phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, ầm. Một tiếng. Một tôn cao nửa trượng màu đen lò thuốc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ở Hải Phong cười nói, vị này lò thuốc chính là trung phẩm nhân chi đỉnh, lần này tại ta chọn lựa người trong, thiên phú cao nhất là có thể thu được vị này lò thuốc, hôm nay Bắc Vân Thành là của ta chạm cuối cùng rồi, cho nên ta cũng có thể đưa cái này khen thưởng lấy ra rồi. Cái dược đỉnh này không riêng chia làm thiên chi đỉnh, địa chi đỉnh cùng nhân chi đỉnh, hơn nữa từng cái cấp bậc lò thuốc còn bị từ cao xuống thấp phân vi thượng phẩm. Trung phẩm cùng hạ phẩm, bóng trắng người đang trong ảo cảnh mô phỏng ra màu xanh lò thuốc chính là thượng phẩm nhân chi đỉnh. Diệp Thần Phong đang nhìn đến vị này màu đen trung phẩm nhân chi đỉnh sau, con mắt của hắn vi vi sáng ngời, sau đó hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu, trong lúc này phẩm nhân chi đỉnh dưới cái nhìn của hắn cũng quá hư thúi, hắn tại trong ảo cảnh nhưng là nổ tung 500 tôn thượng phẩm nhân chi đỉnh. Bất quá, trước mắt đối với Diệp Thần Phong tới nói, vừa đến hắn không có năng lực tự mình luyện chế xuất một tôn lò thuốc, thứ hai nhưng là hắn cũng không hề mua sắm lò thuốc con đường. Trước mắt có một tôn trung phẩm nhân chi đỉnh bày ở trước mặt hắn, tuy rằng phẩm bậc là thấp một chút, nhưng dù gì cũng có thể miễn cưỡng thích hợp dùng. Xem ra, hôm nay Diệp Thần Phong nhất định muốn tham gia Linh Dược Cốc đệ tử khảo hạch, tuy rằng hắn không muốn gia nhập Linh Dược Cốc, nhưng hắn hiện tại mục đích của duy nhất chỉ muốn trước được đến vị này màu đen lò thuốc. Chuyện sau này có thể đợi sau này hãy nói. Chúng ta Linh Dược Cốc khảo hạch tổng cộng chia làm vì 3 cái,
chỉ cần tại ba cái trong khảo hạch đạt được thành tích tốt nhất, vị này lò thuốc là thuộc về người kia rồi, nếu như mọi người không có vấn đề lời nói, như vậy hiện tại ta liền yếu bắt đầu khảo hạch. Ở Hải Phong hắn lạnh nhạt nói thật hắn căn bản không đối Bắc Vân Thành người ôm ấp hy vọng quá lớn rồi, hắn đã đi qua 6 tòa thành thị rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 2 người miễn cưỡng có thể gia nhập Linh Dược Cốc, nếu như ở Hải Phong yêu cầu nghiêm ngặt một chút lời nói, liền ngay cả đứng ở hắn bên cạnh cái kia 2 cái thanh niên cũng vẫn không có tư cách gia nhập Linh Dược Cốc. Chương 1312, có vẻ như quá đề điều. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc khi nghe đến Linh Dược Cốc nhất phẩm luyện dược sư ở Hải Phong lời nói sau, bọn hắn dồn dập trở nên nhao nhao muốn thử lên, đặc biệt là Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ, hắn hôm nay là quyết tâm muốn thông qua Linh Dược Cốc khảo hạch. Tại Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ bên cạnh, mặt khác 3 gia tộc lớn gia chủ cũng đều tới, bọn hắn theo thứ tự là Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên, Hồ gia gia chủ Hồ Huy Sa cùng Tần gia gia chủ Tần Thế Phương. Mà 2 ngày trước tại Tinh Nguyệt Lầu xem náo nhiệt Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương 3 người này, bọn hắn cũng đều đứng ở cha của mình bên cạnh. Tại 50 năm trước, Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc lão tổ đồng thời phát hiện một chỗ bí ẩn sơn động, tại chỗ hang núi kia bên trong bọn hắn đã nhận được một quyển huyền cấp thượng phẩm hỏa hệ công pháp, trải qua sau khi thương lượng, quyển này huyền cấp thượng phẩm hỏa hệ công pháp, tứ đại gia tộc đích hệ tử tôn đều có thể tu luyện. Cho nên không chỉ có Trịnh Vũ là tu luyện hỏa hệ công pháp, liền ngay cả Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương bọn hắn cũng đều là tu luyện hỏa hệ công pháp. Trở thành luyện dược sư chính là mỗi một gã người tu luyện tha thiết ước mơ sự tình, làm Trịnh Vũ cùng Lưu Giang đám người nhìn thấy vị này màu đen lò thuốc lúc, bọn hắn từng cái trong mắt toát ra tinh quang, bọn hắn đều muốn đem vị này lò thuốc nắm bắt tới tay. Linh Dược Cốc ở Hải Phong, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một khối cổ điển bia đá từ hắn trong nhẫn chứa đổ bay ra, hắn nói ra tấm bia đá này tên là Trắc Ôn Bia, có thể trắc suốt người tu luyện trong cơ thể hỏa diễm cường độ, trên lý thuyết tới nói hỏa diễm cường độ cũng không là vô cùng trọng yếu, chỉ cần nhiệt độ đầy đủ chế thuốc là được rồi, bất quá, ta còn là muốn trước tiên thử một chút các ngươi hỏa diễm, đương nhiên cái này cũng không tính làm tại ba loại trong khảo hạch, hôm nay chỉ có Bắc Vân Thành người của 4 đại gia tộc tới đón được chúng ta Linh Dược Cốc khảo hạch. Như vậy trong các ngươi do ai đi tới? Triệu Hồng Lực ánh mắt một mực tập trung ở Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ trên người. Hắn nhỏ giọng nói, Vân Đình muội tử, nếu để cho Trịnh Vũ đã trở thành Linh Dược Cốc đệ tử, như vậy chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó Trịnh gia đi nha. Tưởng Vân Đình cũng là nhíu nhíu mày. Người biết Triệu Hồng Lực nói vô cùng tốt, nhưng bây giờ người cũng không có dũng khí tại Linh Dược Cốc luyện dược sư trước mặt càn rỡ. Linh Dược Cốc không phải là dễ dàng như vậy đắc tội. Mà đang ở Tưởng Vân Đình suy tư thời khắc, Diệp Thần Phong trực tiếp đi ra đoàn người, đúng mực đối với ở Hải Phong chắp tay, nói ra, vị này Linh Dược Cốc tiền bối, ta cũng muốn tham gia các ngươi Linh Dược Cốc khảo hạch. Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình thấy Diệp Thần Phong đi ra ngoài. Hai người bọn họ là hơi sững sờ, mà trong tứ đại gia tộc Trịnh gia gia chủ đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Mà đổi thành bên ngoài 3 gia tộc lớn gia chủ khi nghe đến con trai mình cùng nữ nhi giải thích sau đó bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong là lai lịch gì rồi. Về phần đứng ở Tương Ngọc Đình bên cạnh Lâm Trung Hạc, hắn trong con ngươi vẻ âm trầm chợt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ không biết sống chết tiểu tử. Hắn lại vẫn muốn gia nhập Linh Dược Cốc, cũng không nhìn một chút chính hắn là thân phận gì. Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí vừa định yếu mở miệng quát tháo Diệp Thần Phong. Ở Hải Phong liền nói, được, như vậy ngươi liền cũng cùng một chỗ tham gia khảo hạch đi. Ở Hải Phong thấy Diệp Thần Phong đúng mực, hắn mơ hồ cảm giác Diệp Thần Phong hay là có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Thấy ở Hải Phong đều mở miệng, Trịnh Nguyên Chí vừa tới yết hầu miệng lời nói lại nuốt biết trong bụng, Triệu Hồng Lực hỏi, Vân Đình muội tử, Thần Phong huynh đệ tu luyện là hỏa hệ công pháp. Tưởng Vân Đình đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng. Người lắc lắc đầu, nói ra ta cũng không biết. Bất quá, muốn trở thành luyện dược sư nhưng không riêng là tu luyện hỏa hệ công pháp là được. Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ hiếm thấy kiếm ý, ta xem hắn đang thao túng hỏa diễm phương diện năng lực có thể sẽ không quá mạnh mẽ. Ai trước tiên cái thứ nhất kiểm tra trong cơ thể mình hỏa diễm mạnh yếu? Ở Hải Phong lần nữa mở miệng nói. Trịnh gia thiếu chủ Trịnh Vũ, hắn dẫn trước tiên đi ra, nói ra, ở tiền bối. Ta đi tới. Ở Hải Phong gật gật đầu,
nói ra, người đem trong cơ thể hỏa diễm bao vây lấy khối này Trác Ôn Bia. Nghe vậy, Trịnh Vũ đi tới Trác Ôn Bia trước, trong cơ thể linh khí dòng sông hơi động, tại trong bàn tay của hắn liền xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đỏ. Trịnh Vũ đem ngọn lửa màu đỏ hướng về Trác Ôn Bia bắn tới, này đóa ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại hỏa, đem Trác Ôn Bia cấp bao quấn ở trong đó. Trải qua Trịnh Vũ ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, sau đó Trác Ôn trên tấm bia nổi lên một vệt bạch quang, mảng lớn hỏa diễm trong nháy mắt biến mất rồi, tại Trác Ôn trên tấm bia rồng bay phượng múa xuất hiện một cái chung. Chữ. Ở Hải Phong nói ra, bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm cường độ đã tới trung đẳng, ngọn lửa này cường độ tổng cộng chia làm vì cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng, từ trước tới nay chỉ có chúng ta linh dược cốc cốc chủ hỏa diễm đã tới cao đẳng. Khi nghe đến ở Hải Phong lời nói sau, Trịnh Vũ là khiêu khích liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, tiếp đó, Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương đều khảo nghiệm chính mình hỏa diễm cường độ, bên trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm cũng đều đã tới trung đẳng. Tại người của bốn đại gia tộc chắc sau khi xong, ở Hải Phong đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra kế tiếp đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong đi tới Trác Ôn Bia trước, nếu khảo nghiệm này hỏa diễm cường độ không tính tại trong khảo hạch, như vậy Diệp Thần Phong cũng không muốn loạn làm náo động rồi, lấy hắn đoán chừng nếu như thả ra thanh viêm chân chính nhiệt độ, e sợ liền khối này Trác Ôn Bia đều sẽ trực tiếp được đốt cháy thành cho bụi, hiện tại Diệp Thần Phong chỉ có thể cực lực khống chế trong cơ thể thanh viêm nhiệt độ. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, một đóa ngọn lửa màu xanh liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn vững vàng khống chế thanh viêm nhiệt độ, này làm cho ở đây những người khác đều không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong trong tay hỏa diễm không đúng. Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái, thanh viêm nhất thời hướng về Trác Ôn Bia bay đi, cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh đem Trác Ôn Bia cho bao trùm rồi, Trịnh Vũ cùng Lưu Giang đám người là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trác Ôn Bia. Tuy rằng bọn hắn ở bề ngoài phi thường chấn định, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là hết sức bất an, dù sao trước đó Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người rồi, bọn hắn sợ sệt Diệp Thần Phong hỏa diễm cường độ cũng yêu nghiệt như vậy. Trác Ôn trên tấm bia bạch quang lóe lên, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt biến mất rồi, tại Trác Ôn trên tấm bia rồng bay phượng múa xuất hiện một cái thấp. Chữ, vậy thì đại diện cho Diệp Thần Phong hỏa diễm cường độ chính là cấp thấp rồi. Tại Diệp Thần Phong kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra, không khí của hiện trường đọng lại 1-2 giây, là Trịnh Vũ đầu tiên ha ha bắt đầu cười lớn, nói ra tiểu tử, cấp thấp hỏa diễm trả tới nơi này mù tham gia trò vui, ngươi cho rằng linh dược cốc là cái gì chó và mèo đều có thể trà trộn đi vào đấy sao? Ta xem ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Ở Hải Phong nguyên bản trả cảm giác Diệp Thần Phong có thể mang cho hắn kinh hỉ đây. Nhưng đang nhìn đến kết quả khảo nghiệm sau, hắn là âm thầm lắc lắc đầu, tuy rằng cái này kiểm tra không tính tại ba loại khảo hạch bên trong, cấp thấp hỏa diễm cũng đầy đủ chế thuốc sử dụng, thế nhưng trên lý thuyết tới nói liền tự thân hỏa diễm đều yếu như vậy, tại những phương diện khác khẳng định cũng sẽ không cường đi nơi nào. Bắc Vân Thành Tần gia vị trí, Tần gia gia chủ Tần Thế Phương, hắn thấp giọng với con gái của mình Tần Sương Sương, nói ra, Sương Sương. Hai ngày trước ngươi không phải là đối ta nói tiểu tử này rất yêu nghiệt đấy sao? Theo ta thấy trước tiên không nói thiên phú tu luyện, hắn tại luyện dược sư trên con đường này nhất định là đi không thông rồi. Tần Sương Sương đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, từ khi hai ngày trước người tại Tinh Nguyệt Lầu nhìn thấy Diệp Thần Phong quét ngang thập nhị huyết ảnh sau, người về đến nhà là ở cha nàng Tần Thế Phương diện trước tán dương thật nhiều một phen Diệp Thần Phong. Còn nói Diệp Thần Phong tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lưu Giang cùng Hồ Phi Long hai ngày trước tại Tinh Nguyệt Lầu, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thực lực sau, bọn hắn nhưng là được Diệp Thần Phong đả kích không nhẹ, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong hỏa diễm chỉ có cấp thấp tầng thứ, trong con ngươi của bọn họ là lộ ra hơn người một bậc vẻ mặt. Triệu Hồng Lực đang nhìn đến kết quả khảo nghiệm sau, hắn nói ra, Vân Đình muội tử, xem ra ngươi đoán đúng rồi. Thần Phong huynh đệ tuy rằng tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng là của hắn hỏa diễm không khỏi cũng quá yếu, ta xem Thần Phong huynh đệ đối luyện dược sư phi thường hiếu kỳ, hắn thuần túy ôm thử xem tâm thái. Tưởng Vân Đình gật gật đầu, người tính là đồng ý Triệu Hồng Lực cách nói, về phần Diệp Thần Phong trong lòng của hắn là một trận cười khổ, hắn phát hiện có vẻ như chính mình quá đê điều một chút. Bất quá, cái này kiểm tra dù sao cũng không tính khảo hạch, chỉ cần kế tiếp khảo hạch. Diệp Thần Phong vững vàng vượt trên Trịnh Vũ cùng Lưu Giang đám người,
hôm nay vị này màu đen lò thuốc vẫn là thuộc về hắn Diệp Thần Phong. Cấp thấp hỏa diễm. Ở Hải Phong nhìn xem Diệp Thần Phong lại hỏi, kế tiếp ba loại chính thức khảo hạch, người còn chuẩn bị tiếp tục sao? Nói như vậy hỏa diễm cường độ càng thấp, điều này cũng làm cho chứng minh người đang thao túng hỏa diễm các loại khắp mọi mặt phi thường bạc nhược. Chương 1313, độ phù hợp không phần có không? Diệp Thần Phong không chút do dự hồi đáp, ta còn muốn tiếp tục. Linh Dược Cốc ở Hải Phong cũng là xuất phát từ hảo tâm, hắn muốn cho Diệp Thần Phong một cái hạ bậc thang, ai biết Diệp Thần Phong không cảm kích chút nào. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, không lại đi để ý tới Diệp Thần Phong rồi. Mà Trịnh Vũ cùng Lưu Giang đám người, bọn hắn tại thấy được Diệp Thần Phong hỏa diễm cường độ sau, bọn hắn quả thực cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không đi quan tâm Diệp Thần Phong rồi. Hôm nay mục đích của bọn họ nhưng cũng là gia nhập Linh Dược Cốc, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong tại luyện dược sư một đường thượng căn bản không xứng làm đối thủ của bọn họ. Ở Hải Phong đem Trác Ôn Bia thu hồi bên trong chiếc nhẫn chữ vật, từ trong nhẫn chứa đổ lại lấy ra một viên hình tròn trong suốt hình cầu, mở miệng nói ta vừa nãy đã nói qua, kiểm tra các ngươi hỏa diễm cường độ, cũng không tính tại ba loại trong khảo hạch. Kỳ thực hỏa diễm cường độ đối với chúng ta luyện dược sư tới nói là không trọng yếu nhất, chỉ cần là đầy đủ chế thuốc là được rồi, bất quá, bình thường hỏa diễm tương đối kém người, tại những phương diện khác cũng so sánh bạc nhược. Hạng thứ nhất khảo hạch, ta muốn kiểm tra các ngươi cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp, thân là một tên luyện dược sư, nếu như có thể cùng tự thân hỏa diễm ở giữa độ phù hợp càng cao, như vậy thì đại diện cho thành tựu tương lai cũng càng cao. Ở Hải Phong đem trong tay trong suốt hình cầu nâng lên, tiếp tục nói cái này gọi là bông tuyết bóng, là dùng để kiểm tra các ngươi cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp. Các ngươi hẳn là nhìn thấy này bông tuyết bóng từ dưới lên trên, được từng cái màu xanh ra trời tuyến cho ngăn cách thành 10 tầng đi nha. Sau đó chỉ muốn các ngươi đem bông tuyết bóng cầm ở trong tay, đồng thời đem tự thân hỏa diễm vận chuyển tới trong bàn tay, bông tuyết bóng bên trong sẽ xuất hiện một loại màu đỏ. Loại này màu đỏ sẽ từ từ che kín bông tuyết bóng mỗi một tầng, nếu như các ngươi có thể làm cho màu đỏ che kín một tầng, như vậy các ngươi cùng hỏa diễm độ phù hợp chính là 10%, cứ thế mà suy ra, nếu như các ngươi có thể làm cho màu đỏ che kín 10 tầng, như vậy các ngươi cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp chính là 100% rồi. Bất quá, liền ngay cả chúng ta Linh Dược Cốc cốc chủ, đường đường tứ phẩm luyện dược sư, hắn năm đó khảo nghiệm thời điểm. Hắn và tự thân hỏa diễm độ phù hợp cũng chỉ có 40%, mà năm đó ta khảo nghiệm thời điểm, ta cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp chỉ có 10%, độ phù hợp nhất định muốn đạt đến 5%, mới xem như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ngược lại, ở Hải Phong rồi hướng đứng ở hắn bên cạnh hai tên thanh niên, nói ra các ngươi cũng giới thiệu một chút chính mình lúc trước thành tích đi. Nếu như Bắc Vân Thành bên trong người không cách nào vượt qua hai người các ngươi, như vậy vị này màu đen lò thuốc chính là các ngươi một người trong đó được rồi. Đứng ở Hải Phong bên cạnh hai tên thanh niên, một tên trong đó ăn mặc trường sam màu đen, tên của hắn gọi là Khổng Nam, hắn nói ra của ta độ phù hợp đã tới 5%. Một người khác ăn mặc trường sam màu xanh thanh niên, tên của hắn gọi là Súp Sở Hoa, hắn tự kiêu nói của ta độ phù hợp đã tới 6%. Nói cách khác này Khổng Nam cùng Súp Sở Hoa hai người này, bọn hắn liền để màu đỏ che kín bông tuyết bóng tầng thứ nhất đều không có làm được. Khi nghe đến hai người kia công bố thành tích sau đó Trịnh Vũ, Lưu Giang, Hồ Phi Long cùng Tần Sương Sương bốn người này, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, trước đó ở Hải Phong đã đi qua 6 tòa thành thị rồi, tại 6 tòa thành thị bên trong chỉ chọn lựa Khổng Nam cùng Súp Sở Hoa hai người, này đã nói lên Khổng Nam cùng Súp Sở Hoa tuyệt đối xem như là xuất chúng rồi. Này để cho bọn họ biết đạo thứ nhất hạng khảo hạch độ khó vô cùng lớn. Ở Hải Phong nhìn xem Trịnh Vũ cùng Diệp Thần Phong các loại 5 người, hỏi các ngươi 5 cái ai đi tới kiểm tra độ phù hợp. Lúc này, Hồ gia thiếu chủ Hồ Phi Long cái thứ nhất đi ra, nói ra, ở tiền bối, để cho ta tới trước đi. Hồ Phi Long đi lên trước nhận lấy ở Hải Phong trong tay bông tuyết bóng, đem bông tuyết bóng nâng ở bàn tay phải bên trong. Từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên thoát ra một đóa ngọn lửa màu đỏ, theo lửa thiêu đốt, bông tuyết bóng bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Chỉ thấy bông tuyết bóng dưới đáy tầng thứ nhất, từ từ xuất hiện một đạo hồng sắc, này đạo hồng sắc như rùa đen hành tẩu bình thường cực kỳ chậm rãi, từ phải đến trái tại che kín bông tuyết bóng tầng thứ nhất,
nhưng mà, tại màu đỏ che kín đến tầng thứ nhất một nửa lúc, bông tuyết bóng bên trong màu đỏ lại cũng không nhúc nhích mảy may rồi. Ở Hải Phong thấy thế, hắn nói ra, độ phù hợp 5%, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hồ Phi Long nghe được chính mình miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, sau đó trong lòng của hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn biết luyện dược sư không phải là tùy tiện liền có thể trở thành, cho nên hắn cho là mình đã phi thường ưu tú. Kế tiếp đến Giang cùng Tần Sương Sương cũng tiếp nhận rồi kiểm tra, ngọn lửa này độ phù hợp cùng thực lực bản thân hào không quan hệ, cuối cùng Lưu Giang cùng Tần Sương Sương bọn hắn cũng thập phần miễn cưỡng đã tới 5% độ phù hợp. Trịnh Vũ từ Tần Sương Sương trong tay tiếp nhận bông tuyết bóng sau, khóe miệng hắn hiện lên một vệt tự tin, hắn biết mình thực lực tuy rằng không được, nhưng từ nhỏ hắn với hỏa hệ công pháp liền có một loại đặc thù thiên phú, cho nên, hắn hầu như có thể khẳng định của mình độ phù hợp có thể so với Hồ Phi Long đám người mạnh. Đem bông tuyết bóng nắm trong tay Trịnh Vũ, đồng dạng từ trong lòng bàn tay của hắn toát ra một đóa ngọn lửa màu đỏ, theo ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt. Bông tuyết bóng dưới đáy tầng thứ nhất bắt đầu xuất hiện một đạo hồng sắc, này đạo hồng sắc rất nhanh sẽ che kín đã đến tầng thứ nhất một nửa, tuy rằng tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống, thế nhưng màu đỏ chả đang không ngừng đi tới. Này làm cho một bên ở Hải Phong trong con người bắn ra một đạo tinh quang, hắn cười nói, đúng vậy, lần này tới Bắc Vân Thành vẫn có thu hoạch. Trịnh gia gia chủ Trịnh Uyên Chí cùng đứng ở Tưởng Vân Đình bên cạnh Lâm Trung Hạc, bọn hắn đang nhìn đến Trịnh Vũ biểu hiện sau. Người trước trên mặt là không kiêng dè chút nào lộ ra vẻ kích động, mà người sau nhưng là thanh tâm tình kích động giấu giấu ở trong lòng. Cuối cùng, màu đỏ tại che kín bông tuyết bóng sắc tầng thứ nhất sau, này mới chậm rãi ngừng lại, ở Hải Phong tâm tình không tệ nói ra, độ phù hợp 10%, không sai, vô cùng tốt, cùng năm đó ta độ phù hợp giống nhau, người độ phù hợp xem như là ưu tú. Trịnh Vũ nghe được ở Hải Phong tán thưởng sau đó hắn khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mà đứng ở chỗ Hải Phong bên cạnh hai cái thanh niên Khổng Nam cùng Súc Sở Hoa, cùng với mặt khác ba người của đại gia tộc, trên mặt bọn họ đều tràn đầy không sảng khoái vẻ. Về phần Triệu Hồng Lực, bàn tay của hắn trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, Tưởng Vân Đình cảm giác ra Triệu Hồng Lực biến hóa, người biết sự tình trở nên càng ngày càng tê phiền, nếu quả như thật để Trịnh Vũ thuận lợi gia nhập Linh Dược Cốc, chỉ sợ bọn họ yếu diệt trừ Trịnh gia liền hết sức khó khăn rồi. Tưởng Vân Đình nói ra, Triệu đại ca, người trước tỉnh táo một chút, nếu như người bây giờ động thủ, như vậy đừng nói là ủy thác luyện dược sư giúp chúng ta luyện chế lạnh thanh đan, liền ngay cả Trịnh gia người, người cũng một cái không giết chết, như người vậy chỉ là tự tìm đường chết. Hô! Triệu Hồng Lực sâu đậm nôn thở ra một hơi, hắn biết Tưởng Vân Đình nói rất đúng, hắn nhất định muốn khắc chế trong lòng phẫn nộ, đem sự chú ý chuyển đến Diệp Thần Phong trên người rồi. Nói ra kế tiếp là Thần Phong huynh đệ khảo nghiệm, hy vọng kết quả khảo nghiệm không cần đả kích đến Thần Phong huynh đệ. Tưởng Vân Đình trong lòng suy đoán Diệp Thần Phong cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp rất khó đến 5%, bất quá, nàng trên miệng lại giữ vững trầm mặc. Hai ngày trước Diệp Thần Phong hoài nghi Lâm Trung Hạc, này làm cho Tưởng Vân Đình trong lòng không khỏi có phần khó chịu, dù sao Lâm Trung Hạc là bọn hắn Nam Nguyên Vương triều người, mà trong lòng nàng cũng đúng Diệp Thần Phong có một ít hảo cảm. Thi kiểm tra xong độ phù hợp Trịnh Vũ, hắn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn cầm trong tay bông tuyết bóng đưa cho Diệp Thần Phong, cười lạnh nói, đến phiên ngươi, ngươi cũng không nên làm ta quá là thất vọng, nếu như liền 5% độ phù hợp ngươi đều không đạt tới, như vậy ngươi có thể trở về ra ăn cứt rồi. Diệp Thần Phong cầm trong tay bông tuyết bóng, hắn cũng không rõ ràng độ phù hợp là cái gì. Chính hắn cùng Thanh Viêm độ phù hợp ước chừng có bao nhiêu. Một bên Hồ Phi Long tuy rằng không sảng khoái Trịnh Vũ thành tích, thế nhưng hắn đối Diệp Thần Phong càng thêm phản cảm, dù sao Trịnh Vũ cũng coi như là Bắc Vân Thành người của bốn đại gia tộc. Thế là, Hồ Phi Long thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không động thủ, hắn quát lên, ngớ ngẩn, làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? Chúng ta chả phải tiếp nhận còn lại hai hạng khảo hạch, nếu như biết mình không được, như vậy lập tức cho chúng ta cút đi. Lưu Giang khóe miệng cũng hiện lên một vệt nụ cười, nói ra tiểu tử, không nên lãng phí thời gian của chúng ta rồi, lẽ nào ngươi muốn nhường cho tiền bối chờ ở chỗ này sao? Tại trong tứ đại gia tộc chỉ có Tần Sương Sương là cau mày đến, ánh mắt có phần thương hại nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong sinh ra một vẻ lo âu. Ở Hải Phong khi nghe đến Trịnh Vũ các loại đông lời nói sau, chính lúc hắn muốn mở miệng quát tháo Diệp Thần Phong lúc,
chỉ thấy Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay trong nháy mắt thoát ra một đóa ngọn lửa màu xanh. Trịnh Vũ nói ra, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng tự thân hỏa diễm có bao nhiêu độ phù hợp. Ngươi! Nhưng mà, Trịnh Vũ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bông tuyết bóng dưới đáy tầng thứ nhất lập tức xuất hiện một đạo hồng sắc, hơn nữa này đạo hồng sắc đi tới tốc độ phi thường nhanh, ước chừng chỉ dùng 5 giây, tầng thứ nhất liền hoàn toàn bị che kín. Tầng thứ nhất che kín sau đó màu đỏ lại trong nháy mắt tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư cùng đệ ngũ tầng. Tại màu đỏ che kín bông tuyết bóng 5 tầng sau đó này đạo hồng sắc đi tới tốc độ mới từ từ thả chậm lại. Ngăn ngắn nửa phút không tới thời gian, bông tuyết bóng 5 tầng đã bị màu đỏ cho che kín, không khí của hiện trường nhất thời yên tĩnh quái dị xuống. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy người chung quanh khiếp sợ, hắn muốn đem thanh viêm thu hồi trong cơ thể, nhưng hắn cảm giác thanh viêm thật giống được bông tuyết bóng cho hút vào, liền tay của hắn cũng không cách nào thoát ly bông tuyết cầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bông tuyết bóng bên trong màu đỏ tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 6 che kín. Đệ thất tầng che kín. Đệ bát tầng che kín. Đệ cửu tầng che kín. Tại đệ cửu tầng che kín màu đỏ sau đó cái kia đạo hồng sắc khi tiến vào tầng thứ 10 sau, tốc độ là chậm đã đến cực hạn, chu vi không có bất cứ người nào nói chuyện, vừa vặn chào phúng Diệp Thần Phong Trịnh Vũ đám người, bọn hắn trong đầu sớm chính là trống không một mảnh. Ước chừng sau 5 phút, này đạo hồng sắc cực kỳ chậm rãi tiếp cận tầng thứ 10 cuối cùng, vừa vặn đem toàn bộ tầng thứ 10 đều che kín. Tầng thứ 10 che kín. Độ phù hợp 100%. Chương 1314, Linh Dược Cốc tương lai hy vọng. Toàn bộ trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Vù vù, vù vù, vù vù. Điên cuồng nuốt nước miếng âm thanh cùng tiếng thở hổn hển vang vọng ở trong quảng trường. Linh Dược Cốc ở Hải Phong, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay toàn bộ bông tuyết bóng đều bị màu đỏ cho che kín. Thân thể của hắn có chút hơi run. Trong con ngươi tràn đầy không thể tin vẻ mặt, Diệp Thần Phong độ phù hợp dĩ nhiên đã tới 100%. Phải biết bây giờ Linh Dược Cốc cốc chủ cùng hỏa diễm độ phù hợp cũng chỉ có 40%. Cho nên, tại Linh Dược Cốc trong, phàm là độ phù hợp có thể đến 5%, vậy liền coi là đạt tiêu chuẩn, có thể đến 10%, vậy liền coi là ưu tú, mà độ phù hợp có thể vượt qua 10%, loại này người có thể xưng là thiên tài. Nhưng độ phù hợp đã tới 100%, đây xưng là cái gì? E sợ dùng thiên tài cái từ này để hình dung Diệp Thần Phong, này đã có chút tại hạ thấp thấp Diệp Thần Phong ý tứ rồi, bởi vì Diệp Thần Phong yếu so với những thiên tài đó chả yêu nghiệt rất nhiều lần. Đứng bên ngoài quan sát Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình, hai người bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong trong tay bông tuyết bóng, bọn hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực. Đặc biệt là Tưởng Vân Đình. Người biết Linh Dược Cốc cốc chủ độ phù hợp cũng chỉ có 40%, mà Diệp Thần Phong lại đã tới 100%, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Diệp Thần Phong tại tương lai hay là có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, thậm chí là lục phẩm luyện dược sư. Nếu để cho Diệp Thần Phong nghe được Tưởng Vân Đình trong lòng suy nghĩ, hắn nhất định sẽ cho rằng Tưởng Vân Đình là xem thường hắn, mục tiêu của hắn nhưng là trong truyền thuyết chí tôn luyện dược sư. Phải biết hắn không chỉ có chí tôn luyện dược sư bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh chỉ đạo, bây giờ hắn chả đã lấy được thiên địa chi hỏa, nếu như tại tương lai không cách nào đến chí tôn luyện dược sư, như vậy Diệp Thần Phong thẳng thắn còn không bằng đập đầu chết rồi. Lâm Trung Hạc cái kia được tay áo che giấu thủ trưởng trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, nếu để cho Diệp Thần Phong thuận lợi gia nhập Linh Dược Cốc, hơn nữa còn trở thành Linh Dược Cốc đệ tử thiên tài lời nói. Như vậy hắn kế hoạch ban đầu liền hoàn toàn bị làm rối loạn, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về sau ứng đối phương pháp. Tại màu đỏ che kín toàn bộ bông tuyết bóng sau, bông tuyết bóng thượng sức hút biến mất rồi, thanh viêm lại thu rút về Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi không hề giống nhau biểu lộ, hắn biết lần này mình có vẻ như lại quá kiêu căng rồi. Không thể, đây tuyệt đối không thể, nhất định là bông tuyết bóng xảy ra vấn đề. Trịnh Vũ thanh âm đột ngột vang lên, này làm cho ở đây người từng cái hồi phục thần trí. Linh Dược Cốc ở Hải Phong, hắn phản cảm liếc mắt nhìn Trịnh Vũ, tại Diệp Thần Phong phần này thành tích trước mặt, Trịnh Vũ bằng với chính là một đống cứt, ở Hải Phong biết bông tuyết bóng không phải dễ dàng như vậy làm lỗi, bất quá, vì chuẩn xác để đạt được mục đích, hắn chuẩn bị thử lại một chút bông tuyết bóng đến cùng có vấn đề hay không.
Ở Hải Phong đối Diệp Thần Phong lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, nói ra, tiểu huynh đệ, ta cũng không phải hoài nghi thành tích của ngươi, nhưng đã có những người này đưa ra nghi vấn, như vậy ngươi sẽ thấy khiến hắn dùng bông tuyết bóng chắc thử một lần đi. Ở Hải Phong kiên nhẫn giải thích, này nguyên vẹn biểu lộ hắn đối Diệp Thần Phong hữu hảo, Diệp Thần Phong cũng đối với Hải Phong ném một vệt nụ cười, đi tới Trịnh Vũ trước mặt, đem trong tay bông tuyết bóng đưa cho Trịnh Vũ, nói ra ai, xem ra hẳn là muốn ăn phân người là người a hát. Ở Hải Phong đang nhìn đến Trịnh Vũ nhận lấy bông tuyết bóng sau, hắn nói ra, người có thể một lần nữa thử một chút, như vậy là có thể chứng minh bông tuyết bóng đến cùng có hay không gặp sự cố. Người chung quanh cũng toàn bộ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trịnh Vũ, bọn hắn cũng đều đang hoài nghi phải hay không bông tuyết bóng xảy ra vấn đề, độ phù hợp 100%. Dù sao cái thành tích này quá thần hồ kỳ thần một ít. Chính thức trong tay phải nâng bông tuyết bóng, hắn điên cuồng nói ra, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém. Nói xong, một đóa ngọn lửa màu đỏ lần nữa từ Trịnh Vũ trong lòng bàn tay thoát ra, theo. Ngọn lửa màu đỏ không ngừng thiêu đốt, bông tuyết bóng dưới đáy tầng thứ nhất xuất hiện một đạo hồng sắc, này đạo hồng sắc cực kỳ chậm rãi đi tới, trọn vẹn quá rồi mấy phút đồng hồ sau đó màu đỏ cuối cùng đứng tại tầng thứ nhất cuối cùng, vẫn là cùng lần đầu tiên thành tích như thế, độ phù hợp 10%, điều này cũng làm cho nói rõ bông tuyết bóng từ đầu tới cuối đều không có xảy ra vấn đề. Trịnh Vũ xem trong tay cực kỳ chói mắt thành tích, hắn trên gương mặt cơ bắp hơi hơi giật giật hai lần. Trong lòng vẫn là không cách nào tiếp thu sự thực này. Mà Linh Dược Cốc ở Hải Phong đang xác định bông tuyết bóng không gặp sự cố sau đó nụ cười trên mặt hắn là hoàn toàn chán phóng ra, trong cổ họng bắt đầu cười lớn, ha ha ha, xem ra lão phu đúng là không uổng chuyến này a hát. Độ phù hợp 100%, lần này trở về Linh Dược Cốc, e sợ cốc chủ cũng sẽ thật cao hứng. Diệp Thần Phong độ phù hợp đúng là 100%. Lưu gia thiếu chủ Lưu Giang cùng Hồ gia thiếu chủ Hồ Phi Long, hai người bọn họ sắc mặt có một chút trở nên trắng, bọn hắn biết nếu như Diệp Thần Phong đã trở thành Linh Dược Cốc đệ tử thiên tài, như vậy bọn hắn hai đại gia tộc tuyệt đối không gánh vác được Diệp Thần Phong lửa giận. Đồng dạng, Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên hòa Hồ gia gia chủ Hồ Uy Sa, hai người bọn họ cũng là nghe được vừa vặn con trai mình đối Diệp Thần Phong châm chọc khiêu khích, này để mỗi người bọn họ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt con trai của chính mình. Về phần Tần Sương Sương nhưng là mặt tươi cười, người đối với cha của mình Tần Thế Phương, nói ra, phụ thân, ngươi xem, ta liền nói hắn không phải người bình thường, ta liền nói hắn đem đến nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, con gái ngươi ánh mắt của ta coi như tạm được chứ. Tần Thế Phương cũng khẽ cười cười, nhỏ giọng nói, Sương Sương, bây giờ mặt khác ba người của đại gia tộc đều đắc tội vị tiểu huynh đệ này, như vậy chúng ta đúng là có thể thật tốt nắm chắc cơ hội này. Ta xem Sương Sương ngươi và tuổi của hắn gần như, nếu như hắn có thể trở thành con rể của ta, cái kia tại Bắc Vân Thành đem lại là chúng ta Tần ra một nhà độc đại. Nghe được cha mình lời nói sau, Tần Sương Sương là đỏ mặt, kiều nói, phụ thân, ngươi hướng nói cái gì đó. Ta không để ý tới ngươi rồi. Triệu Hồng Lực đang nhìn đến cũng không phải bông tuyết bóng xảy ra vấn đề, trên mặt hắn cũng cho thấy viêm lãng nụ cười đến, nói ra, Vân Đình muội tử. Không nghĩ tới Thần Phong huynh đệ còn thật sự có luyện dược sư thiên phú, chỉ cần Thần Phong huynh đệ đem Trịnh Vũ tên khốn kiếp này làm hạ thấp đi, như vậy chúng ta yếu diệt trừ Trịnh ra cũng còn là không có phiền toái. Tưởng Vân Đình lặng lẽ nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, Diệp Thần Phong có so với luyện khí tông luyện chế càng tốt hơn chữ vật giới chỉ. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ hiếm thấy kiếm ý, bây giờ Diệp Thần Phong lại có cực hạn luyện dược sư thiên phú. Đủ loại này tất cả. Đều cho Tưởng Vân Đình suy đoán Diệp Thần Phong tuyệt đối là cái nào đỉnh cấp trong tông môn đệ tử, hoặc là những kia chân chính lánh đời trong tông môn đệ tử. Một bên Lâm Trung Hạc, trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra chuyện lần này có phần khó giải quyết, nhất định không thể để tiểu tử này sống sót gia nhập Linh Dược Cốc, tốt nhất là để tiểu tử này chết ở Bắc Vân Thành bên trong. Độ phù hợp 100%, đây là độ phù hợp 100% AH, Linh Dược Cốc ở Hải Phong đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Trong miệng hắn là du du thì thầm, trong lòng cảm xúc vẫn là phiên giang đảo hải, hắn cực kỳ vui mừng vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, tiếp tục nói, sáu bốc huynh đệ, người hỏa diễm cường độ mặc dù so sánh yếu kém, thế nhưng đầy đủ ngươi chế thuốc sử dụng, quan trọng nhất là độ phù hợp cao, điều này cũng đại diện cho tương lai ngươi tại luyện dược sư thượng thành tựu không thể đoán trước, ngươi là ta nhóm Linh Dược Cốc tương lai hy vọng AH.
Tiểu huynh đệ, kế tiếp hai hạng khảo hạch ngươi không cần tham gia, về phần vị này lò thuốc cũng không xứng với ngươi rồi, các loại về tới linh dược cốc sau, cốc chủ nhất định sẽ cho ngươi một tôn thượng phẩm nhân chi đỉnh. Nghe được Diệp Thần Phong trực tiếp đặc cách đã trở thành linh dược cốc đệ tử, này làm cho Trịnh Vũ, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long sắc mặt là càng thêm tái nhợt. Diệp Thần Phong nhưng không muốn trở thành linh dược cốc đệ tử, hắn tạm lúc cũng không có hứng thú đi hướng linh dược cốc, phải biết có chí tôn luyện dược sư bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh chỉ đạo hắn chế thuốc này liền đủ rồi, lần sau hắn trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tăng cao thực lực, cho nên vị này màu đen lò thuốc hắn là tình thế bắt buộc. Diệp Thần Phong đúng mực nói, tiền bối, kế tiếp hai hạng khảo hạch, ta còn muốn yếu tham gia, ta không muốn làm cái gì đặc thù hóa. Ở Hải Phong tự nhiên không biết Diệp Thần Phong trong lòng ý tưởng chân thật được rồi, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn cho rằng Diệp Thần Phong khiêm tốn hữu lễ, hơn nữa trên người để lộ ra tự tin khiến hắn phi thường hài lòng. Hắn cười nói, được, tiểu huynh đệ, ngươi đã đều nói như vậy ngươi liền ôm vui đùa một chút tâm thái đi. Dù sao ngươi bây giờ đã là linh dược cốc đệ tử. Chương 1315, ta là đệ nhất. Ở chỗ Hải Phong vừa dứt lời thời khắc, từ hắn trong nhẫn chứa đồ lập tức bay ra 5 cái cự đại lư đồng, này 5 cái lư đồng thân lò thượng che kín rậm rạp chằng chịt bé nhỏ lỗ thủng, từ nơi này chút lỗ thủng bên trong không ngừng thả ra nóng rực nhiệt độ, có thể thấy được này lư đồng tài liệu cũng không bình thường, nếu như là phổ thông lư đồng, sớm như vậy đã bị này nhiệt độ nóng bỏng cho đã hòa tan. Ở Hải Phong nói ra, thứ hai hạng khảo hạch nội dung là các ngươi fire resistance tính cùng nghị lực, này 5 cái lư đồng bên trong đều có một loại ngọn lửa màu xanh lam, loại ngọn lửa màu xanh lam này không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa ngọn lửa này vẫn có thể đối tinh thần của các ngươi sản sinh thương tổn, luyện dược sư mỗi giờ mỗi khắc đều phải cùng hỏa diễm liên hệ, hơn nữa một khi bước lên luyện dược sư con đường này, ca nén các ngươi tại mười mấy năm, mấy chục năm sau mới có thể trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Thậm chí là cả đời cũng không thành được chân chính luyện dược sư, cho nên, đối với luyện dược sư tới nói nghị lực cũng là vô cùng trọng yếu. Chư chư đảo tiểu thuyết. Ở Hải Phong nhìn xem Trịnh Vũ cùng Diệp Thần Phong các loại 5 người, tiếp tục nói, sau đó các ngươi 5 người từng người tiến vào một cái lò đồng bên trong, lư đồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam hội theo thời gian kéo dài. Không chỉ có nhiệt độ hội không ngừng lên cao, mà ngọn lửa màu xanh lam đối với các ngươi tinh thần công kích cũng hội không ngừng lên cao. Bất quá, chỉ cần tại các ngươi không kiên trì nổi thời điểm, các ngươi đúng lúc từ bên trong đi ra, các ngươi liền tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ở Hải Phong đối với đứng ở hắn bên cạnh Khổng Nam cùng Súp Sở Hoa, nói ra, hai người các ngươi từng người nói một chút trước đó thành tích của mình đi. Khổng Nam trên mặt tránh qua một vệt thần sắc thống khổ. Hắn thật giống nhớ lại ban đầu ở lư đồng trong cảm giác, hắn nói ra, lúc trước ta tại lư đồng bên trong giữ vững được 20 hô hấp. Súp Sở Hoa biểu lộ cũng không so với Khổng Nam đến đúng lúc. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta tại lư đồng bên trong giữ vững được 18 cái hô hấp. 20 hô hấp gần như là 20 giây đồng hồ, 18 cái hô hấp gần như là 18 giây, yếu chưa rào Khổng Nam cùng Súp Sở Hoa có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, này bên trong lò đồng chỗ đáng sợ rồi. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc Trịnh Vũ cùng Lưu Giang đám người, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn sang Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ cảm thấy Diệp Thần Phong quá ngớ ngẩn rồi, rõ ràng đã là linh dược cốc đệ tử, vẫn còn yếu tham gia kế tiếp khảo hạch, ở trong mắt bọn họ lúc này Diệp Thần Phong thành tích chắc chắn sẽ không so với bọn họ được rồi. Chủ yếu là Diệp Thần Phong hỏa diễm cường độ quá nhược. Rồi. Trịnh Vũ bọn hắn vẫn có thể lợi dụng tự thân hỏa diễm bao vây lấy thân thể, dùng này tại lư đồng bên trong ở lâu thêm một hồi thời gian, nhưng dựa vào Diệp Thần Phong cấp thấp hỏa diễm. Hắn có thể đủ tại lư đồng bên trong ngừng ở lại bao lâu. Cho nên, tại Trịnh Vũ đám người xem ra, cái này khảo hạch kết quả, nhất định là Diệp Thần Phong cái thứ nhất từ lư đồng bên trong trốn ra được. Trịnh Vũ chưa rào bọn hắn Trịnh gia cùng Diệp Thần Phong là không chết không thôi rồi. Hắn là âm thầm cắn răng, hắn nhất định phải tại đây hạng trong khảo hạch rực rỡ hào quang, hắn yếu tại fire resistance tính cùng nghị lực phương diện biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú, như vậy hắn liền cũng có thể có được linh dược cốc ở Hải Phong coi trọng. Ở Hải Phong liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, dặn dò tiểu huynh đệ, một cái hạng khảo hạch ngươi không cần miễn cường chính mình,
luyện dược sư trọng yếu nhất vẫn là cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp. Ở Hải Phong tuy rằng ngoài miệng không nói thêm gì, thế nhưng cái này khảo hạch hắn cũng không coi trọng Diệp Thần Phong, nếu Diệp Thần Phong kiên trì yếu tham gia. Hắn mới khiến cho Diệp Thần Phong đi một cái đi ngang qua sân khấu, hắn cũng rất thưởng thức Diệp Thần Phong loại này khiêm tốn hữu lễ. Nếu như hắn chưa rào Diệp Thần Phong trong lòng dự định, như vậy chỉ sợ hắn liền sẽ không như thế nghĩ đến. Diệp Thần Phong vui vẻ tiếp nhận rồi ở Hải Phong hảo tâm nhắc nhở, ở tiền bối, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Diệp Thần Phong cũng không muốn làm tiếp quá kiêu căng sự tình rồi, lần này hắn chỉ phải làm so với những người khác khá hơn một chút liền là được rồi. Ở Hải Phong nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn gật gật đầu, nói ra, được rồi, tiếp đó, các ngươi năm cái có thể từng người tiến vào đồng trong lò rồi, nhớ kỹ, các ngươi cũng không nên nắm tính mạng của mình đùa giỡn, không nên tại lư đồng bên trong thể hiện rồi. Diệp Thần Phong cùng Trịnh Vũ đám người phân biệt đi tới một cái lò đồng trước mặt, lư đồng thượng nắp đỉnh chính mình mở ra rồi, đợi đến Diệp Thần Phong đám người nhảy vào đồng trong lò sau, nắp đỉnh lại tự động đóng lên. Đám người xung quanh bên trong Triệu Hồng Lực, hắn vừa vặn là hoàn toàn được Diệp Thần Phong độ phù hợp cho khiếp sợ đến, hắn cười nói, không chưa rào lần này Thần Phong huynh đệ còn có thể hay không thể sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Một bên Tưởng Vân Đình lắc lắc đầu, nói ra, Triệu đại ca, Diệp Thần Phong cùng tự thân hỏa diễm độ phù hợp tuy rằng phi thường cao, nhưng cái này khảo hạch là fire resistance tính cùng nghị lực, trước tiên không nói nghị lực, Diệp Thần Phong hỏa diễm cường độ chỉ là cấp thấp. Chỉ sợ hắn đều sẽ là cái thứ nhất đi ra lư đồng người. Nghe vậy, Triệu Hồng Lực là một trận thất lạc, bất quá, ngược lại, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười đến rồi, dù sao Thần Phong huynh đệ đã là linh dược cốc người rồi, vừa nãy linh dược cốc ở tiền bối cũng nói, hỏa diễm cường độ đối với luyện dược sư tới nói cũng không là trọng yếu nhất, chỉ cần Thần Phong huynh đệ có thể trở thành luyện dược sư, tương lai tại đây địa huyền giới liền cũng có hắn một vị trí rồi. Chung quanh những người khác tại thứ hai hạng sát hạch tới cũng đều cũng không coi trọng Diệp Thần Phong, ở những người khác cũng nghị luận ầm ĩ thời điểm. Diệp Thần Phong chỗ ở lư đồng bên trong, Diệp Thần Phong xung quanh cơ thể được thanh viêm cho bao quanh, lư đồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam trước sau không cách nào xuyên thấu thanh viêm, có thể nói Diệp Thần Phong tại đây lư đồng bên trong là một điểm nóng rực nhiệt độ cũng không cảm giác được. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn ở chỗ này thích hí tiêu ma đi một ít thời gian thời điểm. Trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói, này làm cho hắn hơi hơi nhíu mày đến, hắn chưa rào đây là tấn công bằng tinh thần, đây chính là ở Hải Phong chỗ nói ngọn lửa màu xanh lam đối với thân thể sinh ra tinh thần làm thương tổn. Mà cùng lúc đó, Bắc Vân Thành Tần ra Tần Xương Xương đồng trong lò, của nàng quanh thân được trong cơ thể mình ngọn lửa màu đỏ cho bao quanh, nhưng như vậy như cũ là không cách nào cách trở ngọn lửa màu xanh lam nhiệt độ nóng bỏng. Này làm cho trên người nàng là đổ mồ hôi tràn trề, kèm theo ngọn lửa màu xanh lam tấn công bằng tinh thần triển khai, Tần Xương Xương trong lỗ mũi khí tức bắt đầu hỗn loạn rồi, trong miệng nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trong đầu xé rách đau đớn thêm vào càng ngày càng cao nhiệt độ, cảnh này khiến Tần Xương Xương tinh thần cùng thân thể đều muốn sụp đổ, người chưa giao lại kiên trì, người có ca a nén tại trên tinh thần biến thành một kẻ ngu ngốc. Mà thân thể nhưng là trực tiếp được đốt cháy tại đây lư đồng bên trong, thế là, bàn tay của nàng đột nhiên vỗ vào nắp đỉnh bên trên. Tại lư đồng nắp đỉnh mở ra sau đó Tần Xương Xương thân thể nhanh chóng phi bắn ra ngoài, Tần Xương Xương tại lư đồng bên trong giữ vững được 19 cái hô hấp. Mà ở Tần Xương Xương vừa mới rời đi lư đồng thời điểm, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long hai người này, bọn hắn cũng chật vật trốn ra lư đồng bên trong, trên mặt che kín cực kỳ thần sắc thống khổ. Hai người bọn họ tại lư đồng bên trong giữ vững được 20 hô hấp. Trước mắt chỉ có Diệp Thần Phong cùng Trịnh Vũ không có từ lư đồng bên trong chạy ra. Ở Hải Phong khẽ nhíu chân mày, lấy hắn đoán chừng Diệp Thần Phong hẳn là sớm muốn đi ra lư đồng được rồi. Hắn cảm ứng một thoáng Diệp Thần Phong khí tức, phát hiện Diệp Thần Phong khí tức trả thập phần vững vàng sau. Hắn mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ xem ra tên tiểu tử này lại phải cho ta một cái kinh hỉ. Không nghĩ tới chỉ là hạ đẳng hỏa diễm, hắn lại có thể tại lư đồng bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy. Lần này trở về linh dược cốc sau, hắn nhất định sẽ trở thành linh dược cốc bên trong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Trịnh Vũ đồng trong lò, tuy rằng Trịnh Vũ có tự thân ngọn lửa màu đỏ ngăn cách, thế nhưng ngọn lửa màu xanh lam nhiệt độ cơ hồ không là hắn có thể thừa nhận rồi, hắn cảm giác da của mình đều phải nướng khét,
mà trong đầu tư duy là hỗn loạn một mảnh, trong đầu châm đâm y hệt đau đớn, khiến hắn hận không thể trực tiếp cắn lưỡi tự vận. Trịnh Vũ trên mặt biểu lộ dữ tợn tới cực điểm, hắn âm thầm nói ra, ta phải kiên trì, ta nhất định phải kiên trì qua 30 hô hấp, cái kia ngớ ngẩn tiểu tử hẳn là tại 10 cái hô hấp thời điểm đã chạy ra lư đồng đi nha. Thứ hai hạng khảo hạch ta Trịnh Vũ mới là thứ nhất. Tại Trịnh Vũ lặng yên đếm tới 30 cái hô hấp thời điểm, hắn là không thể kiên trì được nữa rồi, hắn cũng đột nhiên phi bắn ra lư đồng, tóc của hắn cùng quần áo cháy rụi một đám lớn, rời đi lư đồng sau đó hắn đối với người chung quanh cực kỳ điên cuồng quát, này thứ hai hạng khảo hạch, ta Trịnh Vũ là thứ một. Người chung quanh vẻ mặt cổ quái nhìn xem Trịnh Vũ, bọn hắn cũng đều cảm giác ra còn tại lư đồng bên trong Diệp Thần Phong, hơi thở của hắn vô cùng vững vàng. Nói cách khác Diệp Thần Phong tại lư đồng bên trong cũng không hề có chuyện, giờ khắc này, Trịnh Vũ tại trong mắt tất cả mọi người tựu như cùng một cái khiêu lương tiểu sử. Chương 1316, chết rồi. Tại lư đồng bên trong giữ vững được 30 hô hấp lâu dài. Nếu như nói không có Diệp Thần Phong xuất hiện, như vậy Trịnh Vũ tuyệt đối sẽ đạt được ở Hải Phong coi trọng, tại luyện dược sư bên trong, Trịnh Vũ phần này thành tích đã coi như là phổ thông thiên tài cấp bậc. Nhưng cùng Diệp Thần Phong đem so sánh lời nói, Trịnh Vũ loại này phổ thông thiên tài thiên phú liền thật sự giống như một cái giám chó rồi. Ở Hải Phong nhìn thấy Trịnh Vũ phát điên dáng dấp, lông mày của hắn nhăn thành một cái sông. Chứ, đối với luyện dược sư tới nói tâm tính vững vàng cũng là vô cùng trọng yếu, dù sao chế thuốc quá trình cần yếu chú ý cẩn thận, có lúc coi như là một tia tâm tình di động, này đều sẽ để luyện chế đan dược trên đường báo phế. V.Chư Đảo Tiểu Thuyết. Trên người đổ mồ hôi tràn trề Tần Sương Sương, người khinh bỉ liếc nhìn Trịnh Vũ, nói ra Trịnh Vũ, người lẽ nào là tới nơi này khôi hài đấy sao? Thật giống còn có một người cũng không hề từ lư đồng bên trong đi ra đây. Tần Sương Sương lời nói phảng phất dường như đạp lên mèo đuôi, này làm cho Trịnh Vũ tầm mắt lần lượt quét qua Lưu Giang cùng Hồ Phi Long, tại hắn không có phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh sau, hắn vội vàng đem tầm mắt rời đi hướng về phía Diệp Thần Phong chỗ ở lư đồng. Khi hắn cảm giác được lư đồng bên trong Diệp Thần Phong chả có khí tức thời điểm, hắn hung hăng lắc đầu, nói ra, không ca a nén, lư đồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam nhiệt độ cao như vậy, hơn nữa đối với chúng ta tinh thần lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia lư đồng bên trong hỏa diễm tương đối kém? Hừ! Khi nghe đến Trịnh Vũ lời nói sau, ở Hải Phong tay áo bảo vung lên, trong lỗ mũi là hừ lạnh một tiếng. Trịnh Vũ ý tứ trong lời nói này không phải là đang nói hắn ở Hải Phong giúp Diệp Thần Phong dối trá sao? Này làm cho ở Hải Phong làm sao có thể không nhúc nhích? Ở Hải Phong đối với Diệp Thần Phong chỗ ở lư đồng, nói ra tiểu huynh đệ. Ngươi có thể đi ra, thứ hai hạng khảo hạch ngươi đã là người thứ nhất rồi. Đang ở lư đồng bên trong Diệp Thần Phong, hắn cũng nghe được ở Hải Phong thanh âm. Ngọn lửa màu xanh lam này đối với hắn trên tinh thần công kích. Này làm cho Diệp Thần Phong cũng hết sức không dễ chịu, hơn nữa ngọn lửa màu xanh lam nhiệt độ cùng tấn công bằng tinh thần lực tại không ngừng lên cao, chính lúc Diệp Thần Phong muốn rời khỏi lư đồng thời điểm, trong đầu hắn vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, đừng vội vã như vậy rời đi lư đồng, lẽ nào ngươi không có cảm giác đến ngọn lửa màu xanh lam này bên trong một loại năng lượng đang không ngừng tiến vào trong thân thể của ngươi sao? Nếu như ta không có đoán sai. Như vậy loại ngọn lửa màu xanh lam này cũng hẳn là một loại thiên địa chi hỏa. Chỉ bất quá, nơi này ngọn lửa màu xanh lam cũng không phải thiên địa chi hỏa bản thể, chân chính thiên địa chi hỏa hẳn là tại linh dược cốc bên trong. Ngươi ở đây đồng trong lò nhiều ngốc một ít thời gian, hẳn là đối với ngươi mới có lợi. Diệp Thần Phong nghi vấn đạo, tại linh dược cốc cũng có một loại thiên địa chi hỏa. Nhưng ngọn lửa màu xanh lam này nhiệt độ ngược lại là có thể có thanh viêm chống đối. Bất quá, đối với ta trên tinh thần lực công kích, ta căn bản vô pháp hóa giải, cho nên ta tại lư đồng bên trong cũng không kiên trì được quá lâu. Lúc này, không đợi bóng trắng người nói chuyện, bóng đen người Giang Vận Thiên liền mở miệng, tiểu tử, kỳ thực ngươi bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa, nó không riêng có thể cho ngươi hấp thu băng thuộc tính năng lượng, hơn nữa hắn vẫn có thể giúp ngươi trung hòa các loại tấn công bằng tinh thần. Ngươi thử đi câu thông một chút vạn năm băng tuyết liên hoa liền chưa rào rồi. Nghe được bóng đen nhân sau, Diệp Thần Phong ý thức lập tức tiến vào trong đan điền. Bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa thật giống rõ ràng Diệp Thần Phong ý tứ, nó tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền từ từ xoay tròn. Theo,
vạn năm băng tuyết liên hoa không ngừng xoay tròn, Diệp Thần Phong trong đầu cảm giác đau đớn vô ảnh vô tung biến mất rồi, này vạn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên thật sự hóa giải ngọn lửa màu xanh lam đối tinh thần của hắn công kích. Đồng dạng, Diệp Thần Phong cũng cảm giác được có nhất cổ khiến hắn tim đập nhanh năng lượng, đang không ngừng chảy vào bên trong đan điền của hắn, này làm cho Diệp Thần Phong quyết định tại lư đồng bên trong ở thêm một hồi. Hắn hiện tại chỉ có thể bị ép buộc lại cao hơn điều một hồi, dù sao hắn cũng không muốn buông tha bất luận cái nào cơ duyên. Mà ở Diệp Thần Phong lư đồng ở ngoài, Diệp Thần Phong đã tiến vào lư đồng 60 hít thở, lúc trước linh dược cốc cốc chủ tại đây hạng kiểm tra thượng, cũng vừa hay tại 60 hô hấp liền từ lư đồng bên trong đi ra. Ở Hải Phong thấy Diệp Thần Phong tại đây hạng kiểm tra thượng cũng vượt qua cốc chủ, bên trong thân thể của hắn huyết dịch là sôi trào lên. Hắn thật giống đã có thể nhìn thấy, tại tương lai không lâu thời điểm, Diệp Thần Phong hội dẫn linh dược cốc đi tới cao hơn đỉnh phong, nhưng khi nhìn đến lư đồng bên trong Diệp Thần Phong vẫn không có đi ra ý tứ, ở Hải Phong nhưng không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong xảy ra vấn đề rồi, chính lúc hắn muốn chủ động đi mở ra Diệp Thần Phong lư đồng nắp đỉnh lúc, bất ngờ vừa lúc đó xảy ra. Chỉ thấy chung quanh mặt khác bốn cái lư đồng, bọn chúng nắp đỉnh dĩ nhiên lần nữa tự động mở ra. Bên trong ngọn lửa màu xanh lam thật giống đã nhận được triệu hoán, dồn dập hướng về Diệp Thần Phong chỗ ở lư đồng bay đi, thông qua lư đồng bên ngoài rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, còn lại bốn cái lư đồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam, một mạch toàn bộ chui vào Diệp Thần Phong lư đồng bên trong. Oanh! Một tiếng, Diệp Thần Phong chỗ ở lư đồng đột nhiên run lên, lư đồng mặt ngoài đều bị cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam cho bao trùm rồi, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên. Cho tới ở Hải Phong muốn tiến lên ngăn cản thời điểm, đây đã là không còn kịp rồi. Ở Hải Phong chỉ có thể đi tới cách Diệp Thần Phong lư đồng 10 mét địa phương xa, hắn sẽ không có thể tới gần mảy may rồi. Từ lư đồng bên trong truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng với tấn công bằng tinh thần, này làm cho đang ở lư đồng bên ngoài ở Hải Phong trên trán cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Hắn chưa rào nếu như mình gần thêm nữa lời nói không chắc trực tiếp hội chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ở Hải Phong nhìn xem mặt ngoài đều bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây lấy lư đồng, hắn ở trong lòng sâu đậm thở dài một hơi, âm thầm nói ra, chẳng lẽ lên trời thật không muốn nhìn thấy chúng ta linh dược cốc có hy vọng sao? Nằm ở điên cuồng bên trong Trịnh Vũ, hắn tại thấy cảnh này sau, khóe miệng hắn là lộ ra nụ cười thỏa mãn, hết thảy lư đồng bên trong hỏa diễm toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong lư đồng bên trong, Diệp Thần Phong còn có sống sót ca a nén sao? Theo Trịnh Vũ Diệp Thần Phong là hoàn toàn không có sống sót ca a nén rồi. Lưu Giang cùng Hồ Phi Long cùng với phụ thân của bọn họ Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Huy Sa, bọn hắn cũng là thật sự thở phào nhẹ nhõm, dù sao vừa nãy Lưu Giang cùng Hồ Phi Long đối Diệp Thần Phong là châm chọc khiêu khích, bây giờ Diệp Thần Phong chết rồi, đây là tối hao ốt kết quả. Tần Sương Sương cùng phụ thân của nàng Tần Thế Phương, người trước lo âu buồn phiền nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong lư đồng. Người sau trong cổ họng là tiếc hận thở dài một hơi. Về phần trong đám người Triệu Hồng Lực, hắn trợn to hai mắt, muốn hướng về Diệp Thần Phong lư đồng xông tới, nhưng là được Tưởng Vân Đình cho bắt lại. Tưởng Vân Đình mặc dù đối với hai ngày trước Diệp Thần Phong hoài nghi Lâm Trung Hạc sự tình có chút tức giận, thế nhưng tại bất ngờ này phát sinh nháy mắt, tâm tính thiện lương của nàng như bị đột nhiên nhói một cái, trên mặt che kín thương tâm vẻ mặt. Tưởng Vân Đình nói ra, Triệu đại ca, ngươi không thể tới gần lư đồng. Lấy thực lực của chúng ta tới gần lư đồng chỉ có một con đường chết. Tưởng Vân Đình đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Trung Hạc, trong rừng này Hạc đã hoàn toàn không cảm giác được lư đồng bên trong Diệp Thần Phong hơi thở, hơn nữa lấy hắn thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Hắn chưa rào nếu như hắn muốn tới gần lư đồng lời nói, cho dù bất tử, hắn cũng sẽ thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tại hầu như xác định Diệp Thần Phong đã bị chết sau đó Lâm Trung Hạc trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống, Diệp Thần Phong cái này không xác định nhân tố cuối cùng vẫn là không có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn nói ra, Vân Đình công chúa, lư đồng bên trong khí tức đã biến mất rồi, ta xem ngươi vị bằng hữu kia là giữ nhiều lành ít. Nghe được Lâm Trung Hạc lời nói sau, Tưởng Vân Đình trong thân thể sức mạnh phảng phất lập tức rút khô, mà Triệu Hồng Lực viền mắt là đỏ chót một mảnh. Bàn tay của hắn thật chặt nắm thành quyền đầu, trước đó Diệp Thần Phong cứu mạng của bọn hắn, trả giúp bọn họ đã nhận được Hồng Liên Tam Sinh Thảo, bây giờ Diệp Thần Phong lại đã bị chết ở tại trước mặt hắn, này làm cho Triệu Hồng Lực làm sao có thể thừa nhận. A hát! Triệu Hồng Lực trong cổ họng khàn cả giọng gầm thét một tiếng,
hắn cắn răng nói ra, ta tin tưởng Thần Phong huynh đệ tuyệt đối sẽ không ưu thị. Trịnh Vũ Tại không cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức, xác định Diệp Thần Phong đã bị chết sau đó hắn đưa mắt không chút kiêng kỵ nhìn hướng Tưởng Vân Đình cùng Triệu Hồng Lực bên này, bây giờ Diệp Thần Phong vừa chết, hắn liền trở thành ở Hải Phong người được coi trọng nhất rồi, một khi hắn đã trở thành luyện dược sư, như vậy chiếu Lâm Trung Hạc lời nói, hắn có rất lớn cơ hội tìm được Tưởng Vân Đình. Còn có, Tưởng Vân Đình cũng không ca a nén một mực ở lại Bắc Vân Thành, một khi Tưởng Vân Đình rời đi, theo Trịnh Vũ, cái kia chính là Triệu Hồng Lực loại này chút thương lang đoàn lính đánh thuê thành viên tử kỳ rồi. Ở tiền bối, tiểu tử kia e sợ đã bị chết, ai bảo hắn yếu chính mình thể hiện. Căn cứ trước hai hạng khảo hạch, cho dù cuối cùng một hạng thành tích của ta kém cỏi nhất, vậy ta thành tích tổng hợp cũng nên là người thứ nhất rồi, cho nên cuối cùng này một hạng khảo hạch hẳn là có thể không cần thi. Chương 1317, ta đi hoặc là hắn cút. Xác thực. Trịnh Vũ nói một chút cũng không sai, đã chết đi thiên tài cũng không phải là thiên tài. Ở Hải Phong cũng nhìn ra Trịnh Vũ cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó khẳng định có mâu thuẫn, tuy rằng trong lòng của hắn phi thường không sảng khoái Trịnh Vũ làm như vậy, thế nhưng bây giờ nắm giữ yêu nghiệt chế thuốc thiên phú Diệp Thần Phong đã bị chết, còn dư lại trong những người này, chỉ có Trịnh Vũ chế thuốc thiên phú miễn cưỡng đã tới phổ thông thiên tài trình độ, lần này linh dược cốc bên trong rất nhiều thế hệ trước nhất phẩm chế thuốc kéo. Bọn hắn đều từng người đi ra vì linh dược cốc chiêu thu đệ tử. Nếu như ở Hải Phong liền một cái ra dáng đệ tử đều không có chiêu thu trở lại, chỉ sợ hắn trở về linh dược cốc giữ không chuẩn sẽ bị những người khác cười nhạo thượng một phen. Nhìn xem được cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam bao vây lấy Lư Đồng, ở Hải Phong trong lòng là nặng nề thở dài một hơi, đối với Trịnh Vũ nói ra, mà thôi, lần này khảo hạch ngươi liền là người thứ nhất đi. Ba người kia cũng miễn cưỡng thông qua được chúng ta linh dược cốc khảo hạch, trước tiến vào chúng ta linh dược cốc làm một quãng thời gian đệ tử ngoại môn đi. Lưu Giang cùng Hồ Phi Long hai người này, bọn hắn nghe được chính mình cũng thông qua được linh dược cốc khảo hạch, này để hai người bọn họ, lập tức mừng rỡ, bất quá, bọn hắn cũng biết bây giờ Diệp Thần Phong chết rồi, dựa vào Trịnh Vũ thành tích, hắn hẳn là trực tiếp có thể trở thành linh dược cốc nội môn đệ tử, thế là... Lưu Giang cùng Hồ Phi Long nhiệt tình cùng Trịnh Vũ móc nối quan hệ đến. Mà Tần Sương Sương trên mặt xem không ra bất kỳ vui sướng bề ngoài bận bịu, Tần Thế Phương vi vi giật giật Tần Sương Sương ống tay áo, nhỏ giọng nói, Sương Sương, không nên tại linh dược cốc tiền bối trước mặt thất lễ. Tại tất cả mọi người hầu như đều nhận định Diệp Thần Dụ đã bị chết thời điểm. Diệp Thần Phong chỗ ở đồng trong lò. Bởi mặt khác bốn cái lư đồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam cũng tập trung đến nơi này cực hạn ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng đốt cháy Diệp Thần Phong thân thể, cũng may Diệp Thần Phong có thanh viêm hộ thể, lại tăng thêm có vạn năm băng tuyết liên hoa cách trở ngọn lửa màu xanh lam tấn công bằng tinh thần, này làm cho hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ không thoải mái địa phương, chỉ là cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam đem Diệp Thần Phong khí tức cho cách trở lên, cho nên người bên ngoài mới sẽ cho rằng Diệp Thần Phong chết rồi. Từ ngọn lửa màu xanh lam này bên trong không ngừng có nhất cổ, để Diệp Thần Phong tinh thần tim đập nhanh năng lượng, đang chậm chậm chảy vào Diệp Thần Phong trong gân mạch sau, cuối cùng hội tụ đến Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Ước chừng sau một phút, Diệp Thần Phong bên trong đan điền nhiều hơn một viên màu xanh ra trời hỏa chủng. Diệp Thần Phong ý thức hơi động, oanh. Một tiếng, bên trong đan điền màu xanh lam hỏa cùng trong nháy mắt tại Diệp Thần Phong trong tay hóa thành một đóa ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam này không có bất kỳ nhiệt độ, trái lại để Diệp Thần Phong tinh thần trở nên vô cùng bất ổn đi. Nếu như không có vạn năm băng tuyết liên hoa lời nói, e sợ Diệp Thần Phong tinh thần đã sớm hỏng mất. Nhà trên hỏa này màu xanh lam hỏa chủng vô cùng tốt, chính là ngươi hấp thu ngọn lửa màu xanh lam bên trong tấn công bằng tinh thần, mới tạo thành này màu xanh lam hỏa cùng. Ta xem này màu xanh lam hỏa cùng là chuyên môn tấn công bằng tinh thần, nếu như ta không có phán đoán lỗi. Như vậy một cái viên màu xanh lam hỏa cùng có thể trực tiếp để một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên giày phong cao thủ mất mạng. Bất quá, này màu xanh lam hỏa cùng hẳn là một lần tiêu hao lấy nơi này ngọn lửa màu xanh lam tấn công bằng tinh thần cường độ đến xem, nhiều nhất vẫn có thể tại đan điền của ngươi bên trong ngưng tụ hai viên màu xanh lam hỏa trùng. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh đem mình suy đoán từng chút nói cho Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nỗi lòng một trận. Một viên màu xanh lam hỏa chủng có thể giết chết một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ.
Đây đã là để Diệp Thần Phong vô cùng hài lòng, dù sao Diệp Thần Phong bây giờ mới chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Ba viên màu xanh lam hỏa chủng vậy thì đại diện cho Diệp Thần Phong có thêm ba tấm bảo mệnh lá bài tẩy, tại biết này màu xanh lam hỏa chủng công hiệu sau đó Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh lam lập tức biến mất rồi, cái viên này màu xanh lam hỏa chủng lần thứ hai xuất hiện tại bên trong đan điền của hắn. Hắn nhưng không muốn uổng phí lãng phí này màu xanh lam hỏa hòa. Tại từ nơi này màu xanh lam hỏa đào ở bên trong lấy được chỗ tốt sau đó Diệp Thần Phong là tăng nhanh hấp thu ngọn lửa màu xanh lam bên trong tấn công bằng tinh thần sức mạnh, rất nhanh, tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền lại xuất hiện quả thứ hai màu xanh lam hỏa cùng. Tại quả thứ hai màu xanh lam hỏa cùng xuất hiện sau đó quả thứ ba màu xanh lam hỏa cùng hình thành tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Thẳng đến cuối cùng Diệp Thần Phong đem ngọn lửa màu xanh lam bên trong tấn công bằng tinh thần lực toàn bộ rút khô rồi mới miễn cưỡng tại đan điền của hắn bên trong tạo thành quả. Thứ ba màu xanh lam hỏa chủng. Bây giờ ngọn lửa màu xanh lam bên trong tấn công bằng tinh thần đã hoàn toàn biến mất rồi, có thể nói ngọn lửa màu xanh lam này chỉ còn dư lại nóng rực nhiệt độ rồi. Diệp Thần Phong tra xét bên trong đan điền ba mục màu xanh lam hỏa chủng, khóe miệng hắn hài lòng lộ ra một vệt nụ cười đến. Nhưng nhất cổ ủ rũ nhất thời tập kích tới, để đầu của hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người một lần hấp thu nhiều như vậy tấn công bằng tinh thần lực, người khó tránh khỏi hội cảm giác hoa mắt chóng mặt, người trước nhắm mắt dưỡng thần một hồi, tại vạn năm băng tuyết liên hoa dưới sự giúp đỡ người chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Diệp Thần Phong nghe xong bóng trắng nhân sau, hắn tự chậm chậm nhắm hai mắt lại, mà khi hắn nhắm mắt lại nháy mắt. Vô tận mệt mỏi trong nháy mắt khiến hắn tiến vào trạng thái ngủ say. Tại Diệp Thần Phong ngưng tụ ba viên màu xanh lam hỏa chủng, tạm thời tại lư đồng bên trong ngủ rồi thời điểm. Trịnh Vũ ở bên ngoài nhưng lại ý khí phấn phát, đối mặt mặt khác ba gia tộc lớn lấy lòng, trên mặt hắn treo đầy vẻ đắc ý, hắn nhìn xem Tần gia gia chủ Tần Thế Phương, nói ra Tần bá bá, ta đã sớm đối Sương Sương có hảo cảm rồi, bây giờ ta cùng Sương Sương đều trở thành linh dược cốc đệ tử. Ta xem không bằng Tần bá bá về sau để cho ta tới chiếu cố Sương Sương đi. Tần Sương Sương còn không biết Trịnh Vũ sắc mặt ma. Người trong lỗ mũi là hừ lạnh một tiếng, mà phụ thân của nàng Tần Thế Phương lại cười nói, hiền chất, có người câu nói này ta an tâm, về sau Sương Sương liền giao cho hiền chất ngươi chiếu cố. Phụ thân, ngươi nói nhăng gì đấy? Tần Sương Sương đôi mắt đẹp tức giận trừng lên Tần Thế Phương. Trịnh Vũ đối với Tần Sương Sương phẫn nộ chẳng quan tâm, hắn chỉ là muốn đùa bỡn Tần Sương Sương thân thể mà thôi, mục tiêu cuối cùng của hắn nhưng là tưởng Vân Đình vị này Nam Nguyên Vương Triều công chúa. Trong đám người Triệu Hồng Lực, hắn nhìn xem cực kỳ đắc ý Trịnh Vũ, lại tăng thêm Diệp Thần Phong chết đi, này làm cho quả đấm của hắn là cầm chít rồi. Chít rồi. Vang vọng, hắn hiện tại hận không thể lập tức xông lên đem Trịnh Vũ cho sống sờ sờ xé nát. Đứng ở Tưởng Vân Đình bên cạnh Lâm Trung Hạc, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ cao hứng, bất quá, ngoài miệng lại là khó khăn nói, Vân Đình công chúa, bây giờ Trịnh Vũ đã trở thành linh dược cốc đệ tử, lấy Trịnh Vũ tư chất e sợ sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, nếu như chúng ta còn muốn đối Trịnh gia động thủ, này nói rõ là muốn đối phó với linh dược cốc rồi, đến lúc đó chúng ta Nam Nguyên Vương Triều e sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vân Đình công chúa, ngươi nên muốn hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Tưởng Vân Đình nghe Lâm Trung Hạc lời nói, của nàng mày liễu thật chặt nhíu lại, hồi tưởng lại Diệp Thần Phong đối Lâm Trung Hạc hoài nghi, người giờ khắc này mới bắt đầu tin tưởng hay là Diệp Thần Phong nói không phải không có lý, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong đã bị chết, Trịnh Vũ đã trở thành linh dược cốc đệ tử, này làm cho tâm tình của nàng vô cùng buồn bực cùng bi thương. Mà ở mặt khác ba người của đại gia tộc lấy lòng Trịnh Vũ thời điểm, Diệp Thần Phong chỗ ở lư đồng, ngọn lửa màu xanh lam từ từ thu liếm, này làm cho ở Hải Phong có thể nhẹ nhõm tới gần lư đồng rồi. Trịnh Vũ thấy thế, hắn vội vàng đi lên trước, nói ra, ở tiền bối, để cho ta tới đi. Ta xem cái kia, tiểu tử đã bị đốt thành cho bụi rồi. Trịnh Vũ trong lời nói tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Làm Trịnh Vũ mở ra nắp đỉnh thời điểm, chợt lóe ngọn lửa màu xanh lam nhất thời phóng lên trời. Sợ đến Trịnh Vũ dưới chân bước chân là liên tiếp lui về phía sau, sát theo đó một vệt được ngọn lửa màu xanh lam bao quanh bóng người từ lư đồng bên trong đứng lên, chả nhàn nhã vươn người một cái, nói ra, ngủ một giấc thật đúng là sảng khoái. Ngọn lửa màu xanh lam chậm rãi từ này lao người bóng thượng tán đi rồi,
Diệp Thần Phong trên người là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí là liền một cái góc áo đều không có bị thiêu hủy. Hắn vừa vặn tại Lư Đồng bên trong ngủ trước đó, hắn cũng mơ hồ nghe được Trịnh Vũ đã trở thành Linh Dược Cốc đệ tử. Nếu để cho Trịnh Vũ trở thành Linh Dược Cốc đệ tử, như vậy cho dù Diệp Thần Phong cũng tạm thời gia nhập Linh Dược Cốc cũng sẽ không muốn nhìn đến tự giết lẫn nhau sự tình. Diệp Thần Phong ánh mắt làm hướng về phía đầy mắt đờ đẫn Trịnh Vũ, hắn đối với một bên trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng ở Hải Phong, chỉ vào Trịnh Vũ, quát lên, ta đi hoặc là hắn cút. Nằm ở đang thừa người Trịnh Vũ, hắn mắt trợn tròn, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong tiếng quát sau đó dưới chân hắn bước chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa trực tiếp quăng ngã một cái ngã gục. Chương 1318, không nắm chắc luyện chế. Ta đi hoặc là hắn cút, thanh âm điếc tai nhức óc tại trên quảng trường vang vọng ra. Tại năm cái lư đồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam sáp nhập về sau thiêu đốt dưới, Diệp Thần Phong không những không chết. Trái lại còn tại lư đồng bên trong ngủ rồi. Này làm cho Trịnh Vũ, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long ba người này, thân thể của bọn họ khinh hơi bắt đầu run rẩy. Bọn hắn nhưng là biết đạo ngọn lửa màu xanh lam power. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực Diệp Thần Phong, hắn làm sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại từ lư đồng bên trong đi ra đến. Vừa vặn được cha của mình suýt chút nữa đẩy hướng Trịnh Vũ Tần Sương Sương, người hướng về phía Tần Thế Phương, nói ra, người nói hiện tại Trịnh Vũ vẫn có thể thuận lợi gia nhập Linh Dược Cốc sao. Tần Thế mới có chút lúng túng nhìn xem Tần Sương Sương, như bọn hắn loại này đại gia tộc, bình thường đều là phi thường coi trọng lợi đệ. Cho nên, hình mới Trịnh Vũ đối Tần Sương Sương biểu hiện ra hảo cảm sau đó Tần Thế mới có thể ôm hợp con gái của mình cùng với Trịnh Vũ. Trong đám người Triệu Hồng Lực, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong không sau khi chết, trên mặt hắn lại phát ra vẻ vui thích, ta đã sớm nói Thần Phong huynh đệ sẽ không chết rồi, vậy ta xem Trịnh Vũ tên khốn này chả phải như thế nào nhảy nhảy. Tưởng Vân Yên trong cổ họng cũng là thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp dị thải liên tục nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Người phát hiện mỗi lần cùng với Diệp Thần Phong, mặc kệ tình huống trở nên làm sao hỏng bét chuyển, thật giống Diệp Thần Phong đều có thể tại thời điểm mấu chốt nhất xoay chuyển cục diện, cho những người khác một cái không tưởng tượng được kết quả. Mà đứng tại Tưởng Vân Đình bên cạnh, nguyên bản tâm tình không tệ Lâm Trung Hạc, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong không chết, sau đó tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong lòng thầm nghĩ, không thể a hát. Vừa vặn lư đồng bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Liền ngay cả ta đều không thể tới gần, tiểu tử này tại lư đồng bên trong ngây người thời gian lâu như vậy, hắn làm sao có khả năng một chút chuyện cũng không có. Trong này nhất định có gì đó quái lạ, Linh Dược Cốc ở Hải Phong, hắn hưng phấn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, vỗ sợ Diệp Thần Phong vai, nói ra tiểu huynh đệ, ngươi vừa vặn suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết, ngươi nhưng là chúng ta Linh Dược Cốc hy vọng a hát. Bất quá, ngươi dĩ nhiên lại đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Năm cái lư đồng bên trong hỏa diễm sáp nhập cùng nhau, người lại đang lư đồng bên trong kiên trì lâu như vậy. Hôm nay người thứ nhất, tiểu huynh đệ ngươi hoàn toàn xứng đáng rồi, đứng ở một bên, thân thể lung la lung lay Trịnh Vũ, hắn khi nghe đến ở Hải Phong đổi giọng sau đó môi hắn run rẩy nói ra, ở tiền bối, người thứ nhất không phải ta sao. Ở Hải Phong đối Trịnh Vũ không hề có một chút hảo cảm, nghe được Trịnh Vũ thanh âm sau. Hắn cực kỳ chán ghét quát lên, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này. Lập tức cút cho ta, ngươi căn bản không xứng làm chúng ta Linh Dược Cốc đệ tử. Vừa vặn trả ý khí phấn phát Trịnh Vũ, bây giờ hắn nghe được ở Hải Phong muốn cho hắn biến, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nói ra, ở tiền bối, ngươi không thể đủ nói không giữ lời a hát. Ta Trịnh Vũ mới là hôm nay người thứ nhất. Nhìn thấy Trịnh Vũ như đầu chó ghẻ như thế đáng ghét. Ở Hải Phong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, phụ thân của Trịnh Vũ Trịnh Nguyên Chí thấy thế, hắn lập tức tiến lên kéo lại Trịnh Vũ, nói ra tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Không nghe ở tiền bối cho ngươi lăn sao? Ngươi chả ở lại chỗ này làm cái gì? Trịnh Nguyên Chí trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là trong con ngươi của hắn tràn đầy sát ý, hắn lôi kéo thất hồn lạc phách Trịnh Vũ rời khỏi quảng trường. Tại Trịnh gia người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong liếc nhìn Lâm Trung Hạc phương hướng, hắn phát hiện Lâm Trung Hạc trong con ngươi quả nhiên thỉnh thoảng tránh qua sát ý, hắn hiện tại có thể 100% chịu đi Lâm Trung Hạc tuyệt đối có vấn đề. Nếu như Diệp Thần Phong trực tiếp động thủ giết Mai Táng Võ, có Linh Dược Cốc luyện dược sư tại,
E sợ Trịnh gia cũng không dám nói gì nhiều, nhưng hắn lo lắng nhất chính là Lâm Trung Hạc, dù sao ở Hải Phong chỉ có hợp biển cảnh ngũ trọng thiên thực lực, ở đây thực lực cao nhất chính là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên Lâm Trung Hạc rồi, nếu như thanh này con chó điên cho ép, nói không chắc sẽ tới nơi cắn người linh tinh. Diệp Thần Phong mục đích chỉ là không cho Trịnh Vũ gia nhập linh dược cốc, các loại Nam Nguyên Vương triều còn lại cứu viện sau khi đến, tưởng Vân Hầu là có thể thuận lợi loại bỏ Trịnh gia rồi. Đến lúc đó Lâm Trung Hạc nếu như thông minh lời nói, hắn liền sẽ giúp đồng thời loại bỏ Trịnh gia rồi, tuyệt đối không còn dám có bất kỳ ý biến thái rồi. Ở đây bất luận người nào cũng không nghĩ tới trận này khảo hạch dĩ nhiên hội biến đổi bất ngờ, cuối cùng Trịnh gia người cong đuôi xám xịt rời khỏi quảng trường, mặt khác ba người của đại gia tộc biết, lấy tình thế bây giờ đến xem, e sợ Trịnh gia chẳng mấy chốc sẽ tại Bắc Vân Thành xóa tên rồi. Thế là ba người của đại gia tộc dồn dập đi lên trước cùng Diệp Thần Phong nhiệt tình bắt chuyện lên, đặc biệt là Lưu gia cùng Hồ gia, dù sao vừa vặn Lưu Giang cùng Hồ Phi Long nhưng là nhục mạ Diệp Thần Phong. Được rồi, những người khác đều cho ta tản đi đi. Ta muốn cùng vị tiểu huynh đệ này thật tốt nói chuyện phiếm đây. Ở Hải Phong vô cùng thiếu kiên nhẫn phất phất tay, có linh dược cốc ở Hải Phong mở miệng, trên quảng trường người rất nhanh sẽ ai đi đường nấy rồi. Cuối cùng chỉ còn dư lại ở Hải Phong, Diệp Thần Phong, Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Yên rồi, về phần Lâm Trung Hạc lão tặc kia cũng không có để lại, xem ra Lâm Trung Hạc phải đi muốn về sau ứng đối chi thành rồi. Ở Hải Phong từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đem này chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra tiểu huynh đệ, này chiếc nhẫn chữ vật bên trong có một ít luyện đan dùng linh thảo, còn có vị này trung phẩm nhân chi đỉnh, người đều trước tiên nhận lấy a hát. Diệp Thần Phong từ ở Hải Phong trong tay nhận lấy chữ vật giới chỉ, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, sau đó, hắn lại đem vị này màu đen trung phẩm nhân chi đỉnh thu nhập trong nhẫn chứa đồ, nói ra, đa tạ ở tiền bối. Đúng lúc này, Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Phong cũng đi lên, Diệp Thần Phong giới thiệu đến, ở tiền bối, hai vị này là bằng hữu của ta, bọn hắn muốn mời ngươi luyện chế một ít lạnh thanh đan, không biết ở tiền bối có nguyện ý hay không ra tay. Diệp Thần Phong hiện tại tuy rằng cũng biết luyện chế lạnh thanh đan, nhưng nếu như linh dược cốc luyện dược sư có thể luyện chế, hắn liền cũng không muốn xuất cái này, danh tiếng rồi. Triệu Hồng Lực là ánh mắt lấp lánh nhìn xem ở Hải Phong, chỉ thấy ở Hải Phong, nói ra, thượng huynh đệ, không phải ta không nghĩ ra tay, chỉ là này lạnh thanh đan là nhất phẩm đan dược bên trong nhân vật hàng đầu, ta căn bản không có nắm chắc luyện chế thành công. Tại Triệu Hồng Lực thất vọng cúi đầu lúc, ở Hải Phong lại nói, bất quá, mấy ngày trước, chúng ta linh dược cốc ngũ trưởng lão, hắn nói muốn tại Bắc Vân Thành cùng ta chạm mặt, hắn tại một năm trước luyện chế được một loại nhị phẩm đan dược đến, hắn hiện tại nên tính là chuẩn nhị phẩm luyện dược sư rồi, nếu như hắn ra tay luyện chế lạnh thanh đan, như vậy chịu đi so với thành công của ta dẫn cao hơn, chờ hắn đã tới Bắc Vân Thành sau đó ta đối hắn nói chuyện của các ngươi, nhìn thấy sự tình có chuyển cơ. Triệu Chấn Lực lập tức lại tinh thần tỉnh táo, hung hăng đối với ở Hải Phong, nói ra, ở tiền bối, cảm tạ chủ, lần này thật sự cảm tạ chủ rồi. Ở Hải Phong khoát tay áo một cái, cười nói các ngươi là vị tiểu huynh đệ này bằng hữu, như vậy về sau tự nhiên là chúng ta bạn của Linh Dược Cốc rồi, không dùng tới cùng ta khách khí như vậy. Ở Hải Phong có thể nói ra những lời ấy, có thể thấy được Diệp Thần Phong trong lòng hắn tầm quan trọng vô cùng lớn. Diệp Thần Phong nhiễm nói, ở tiền bối, linh dược cốc năm thực lực của trưởng lão tại cái gì tầng thứ? Ở Hải Phong hơi sững sờ, hắn tuy rằng không hiểu Diệp Thần Phong ý tứ, nhưng vẫn là hồi đáp, ngũ trưởng lão tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ, thần niệm cảnh ngũ trọng thiên. Đây không phải cùng Lâm Trung Hạc thực lực như thế mà, Diệp Thần chút ở trong lòng âm thầm gặm quên nói. Theo Diệp Thần Phong nếu như linh dược cốc ngũ trưởng lão, có thể so với Nam Nguyên Vương triều cứu viện trước tiên đến Bắc Vân Thành, như vậy có linh dược cốc ngũ trưởng lão tọa chấn, e sợ Lâm Trung Hạc cũng không dám chơi trò gian gì tử, đến lúc đó chỉ cần Diệp Thần Phong bọn hắn trực tiếp loại bỏ Trịnh gia là được rồi. Được rồi thượng huynh đệ, ngươi ở tại Bắc Vân Thành nơi nào? Không ngại lão đầu tử ta đi quấy rầy ngươi mấy cái buổi tối đi, ở Đào Phong cười ha hả nói. Diệp Thần Phong hồi đáp, ta ở tại Triệu đại ca bọn hắn nơi đó bên trong. Triệu đại ca là phi thường hiếu khách người, ta nghĩ hắn sẽ không chú ý mấy ngày nay nhiều một đôi bát đũa. Triệu Hồng Lực biết Diệp Thần Phong đây là tại giúp hắn cùng ở Hải Phong lập quan hệ, Triệu Hồng Lực vội vàng nói, đúng, đúng, Thần Phong huynh đệ nói một chút cũng không sai, chỉ cần ở tiền bối nguyện ý,
nghĩ tại chỗ của ta ở bao lâu đều được, chỉ là chúng ta nơi đó so sánh giản quách. Ở Hải Phong không sao cả nói ra, làm một tên luyện dược sư, khổ gì chưa từng ăn. Ta chỉ cần có cái có thể che gió che mưa địa phương là được rồi, ta mục đích chủ yếu là cùng vị tiểu huynh đệ này nói chúng ta linh dược cốc sự tình, chờ sau này vị huynh đệ này tiến vào linh dược cốc, như vậy cũng có thể có một cái trước đó chuẩn bị. Chương 1319, cuồn cuộn sóng ngầm. Bầu trời đêm đen lợi hại. Phóng tầm mắt nhìn liền một ngôi sao tinh cũng không nhìn thấy. Linh dược cốc ở Hải Phong đi theo Diệp Thần Phong đám người đi tới thương lang đoàn lính đánh thuê nơi ở sau, ở Hải Phong liền lôi kéo Diệp Thần Phong thiên nam địa bắc tán gẫu trên trời dưới đất, trọn vẹn hàn huyên có 3 tiếng, lúc này mới thả Diệp Thần Phong đi nghỉ ngơi rồi. Diệp Thần Phong đi vào gian phòng của mình sau, hắn kiểm tra một hồi ở Hải Phong cho hắn chiếc nhẫn chữ vật kia, bên trong quả nhiên chất đầy rất nhiều linh thảo. Trống chân hồng liên tam sinh thảo liền có 10 cây khoảng chừng, mặt khác phối chế lạnh thanh đan tử lan hoa hòa thanh lạnh thảo, hai loại phụ trợ linh thảo, Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong tay cũng có không ít. Cho nên, Diệp Thần Phong đêm nay dự định trước tiên tự mình luyện chế một ít lạnh thanh đan, đến lúc đó nếu như ngay cả linh dược cốc ngũ trưởng lão cũng luyện chế không ra lạnh thanh đan lời nói, như vậy Diệp Thần Phong luyện chế lạnh thanh đan liền sẽ cử đi chỗ dùng. Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên. Một tôn màu đen trung phẩm nhân chi đỉnh, thình lình xuất hiện tại trước mặt hắn, đây là Diệp Thần Phong lần thứ nhất tại trên thực tế luyện đan, hắn hít sâu một hơi, tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mà ở Diệp Thần Phong bắt đầu bắt tay luyện chế lạnh thanh đan thời điểm. Bắc Vân Thành một trong 4 dòng họ lớn nhất Tần gia bên trong đại sảnh. Tần gia gia chủ Tần Thế Phương, hắn ngồi ở trong đại sảnh giữa một tấm đỏ trên ghế gỗ. Nữ nhi của hắn Tần Sương Sương nhưng là đứng ở trước mặt hắn, lấy ban ngày loại tình thế này đến xem, Tần Thế Phương hầu như có thể khẳng định Trịnh gia tại Bắc Vân Thành kéo dài hơi tàn không được mấy ngày, lần này đối với bọn hắn Tần gia tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Sương Sương, chuyện ngày hôm nay ngươi thấy thế nào? Mặt khác 3 gia tộc lớn hoặc nhiều hoặc ít đều đắc tội cái kia gọi Diệp Thần Phong thanh niên, chúng ta có phải không hẳn là mời hắn đến chúng ta Tần gia đến ăn bữa cơm? Tần gia gia chủ Tần Thế Phương thuyết nói. Tần Sương Sương kỳ thực trong lòng đối với mình người phụ thân này không có bất kỳ hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần gia tộc yêu cầu, e sợ phụ thân của nàng hội không chút do dự hy sinh người. Tần Sương Sương khinh khinh cắn môi một cái, nói ra, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ ta mấy ngày trước nhìn thấy hắn bắt đầu, ta liền khẳng định hắn cuối cùng có một ngày hội bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đáp ứng đến chúng ta Tần gia ăn cơm. Tần Thế Phương cau mày, nói ra, người nói có đúng không sai, ta cũng phi thường muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã là linh dược cốc đệ tử thiên tài rồi, tương lai đường có thể nói cơ hồ là xuôi gió xuôi nước rồi. Tần Sương Sương nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân, ta còn không hiểu được ngươi sao. Cho dù có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, chỉ sợ ngươi cũng chỉ biết sợ đầu sợ đuôi. Tại Tần Thế Phương khổ não phải như thế nào lấy lòng cùng lôi kéo Diệp Thần Phong thời điểm. Bắc Vân Thành một trong 4 dòng họ lớn nhất Lưu gia bên trong đại sảnh. Ngoại trừ Lưu gia gia chủ Lưu Vệ Thiên Hòa con trai của hắn Lưu Giang bên ngoài. Hồ gia gia chủ Hồ Uy Sa cùng con trai của hắn Hồ Phi Long cũng đều tại. Trong đại sảnh bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Song song đang ngồi Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa, hai người bọn họ vẻ mặt âm trầm yếu thích thủy rồi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vệ Thiên tức giận hướng về Lưu Giang quát lên, xuất hiện tại vẻ mặt đưa đám hữu dụng không. Bình thường ngươi không phải phi thường thận trọng đấy sao? Hôm nay làm sao sẽ tại chỗ nhục mạ cái kia gọi Diệp Thần Phong thanh niên? Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Diệp Thần Phong một khi gia nhập Linh Dược Cốc, hắn nhất định sẽ thành vị đệ tử thiên tài. Thậm chí tương lai hắn có thể trở thành kế tiếp nhiệm linh dược cốc cốc chủ. Hồ Uy Sa cũng trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm con trai của chính mình Hồ Phi Long, mắng, khốn nạn, ngươi cái chỉ làm cho ta gây chuyện khốn nạn, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút xem, hiện tại hẳn là phải làm sao. Được từng người phụ thân lớn tiếng quát lớn Lưu Giang cùng Hồ Phi Long, hai người bọn họ cúi đầu, trong con ngươi tránh qua thần sắc tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong đưa đến, bất quá. Ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài,
hai người bọn họ trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Phù phù, phù phù. Lưu Giang cùng Hồ Phi Long liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ dồn dập hướng về Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa quỳ xuống, miệng đồng thanh nói ra, phụ thân, ta sai rồi. Nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử, Lưu Vệ Thiên Hòa Hồ Uy Sa hai người này, trong con ngươi của bọn họ cũng tránh qua một vệt không đành lòng. Lưu Vệ Thiên nói ra, ngày mai ta cùng Hồ gia chủ mang hai người các ngươi tự mình đi tìm Diệp Thần Phong xin lỗi, các ngươi đến lúc đó cho ta lấy ra nói xin lỗi thái độ đến. Hy vọng Diệp Thần Phong có thể tha thứ các ngươi đi. Mà ở Bắc Vân Thành Tần gia, Lưu gia cùng Hồ gia đều mỗi người một ý thời điểm, một quán rượu trong bao gian. Lâm Trung Hạc mặt không thay đổi ngồi xuống ghế, Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí cùng con trai của hắn Trịnh Vũ, hai người bọn họ là một mực cung kính đứng ở Lâm Trung Hạc trước mặt. Trịnh Vũ trên mặt vẻ mặt vẫn là vô cùng trắng xanh, cả người hốt hoảng, môi một mực tại nhẹ nhẹ run rẩy. Trịnh Nguyên Chí cảm xúc ngược lại là so sánh ổn định, hỏi hắn, phụ thân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Lâm Trung Hạc trên mặt là sát cơ đều lộ, hắn nói ra, hai người các ngươi yên tâm, hai ngày trước Vân Đình công chúa truyền tin tức về Nam Nguyên Vương Triều thời điểm, ta cũng đã truyền tin tức đi trở về, lần này tới Bắc Vân Thành cũng không phải Vân Đình công chúa người. Hơn nữa, vừa vặn có người ở đưa tin phủ bên trong liên lạc với ta. Lần này tới Bắc Vân Thành người chính là Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên. Tại Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân có cực kỳ ngập trời thế lực. Hơn nữa Trương Văn Hiên phi thường yêu thích Vân Đình Công Chúa. Chúng ta chỉ muốn nói cho Trương Văn Hiên, Vân Đình Công Chúa và cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử lẫn nhau đều có hảo cảm. Đến lúc đó Trương Văn Hiên tự nhiên sẽ động thủ giải quyết tiểu tử kia. Còn có Trương Văn Hiên tại đến Bắc Vân Thành trên đường. Hắn vừa vặn gặp Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, này Vương Vĩnh Tinh cùng phụ thân của Trương Văn Hiên tính là quen biết cũ rồi, có người nói con trai của Vương Vĩnh Tinh tại Linh Dược Cốc bên trong nhưng là đệ nhất thiên tài, nếu để cho Diệp Thần Phong gia nhập Linh Dược Cốc, e sợ con trai của Vương Vĩnh Tinh đệ nhất thiên tài vị trí liền không đảm bảo rồi. Cho nên, lần này ta không chỉ có muốn cho Diệp Thần Phong không cách nào gia nhập Linh Dược Cốc, ta còn muốn để hắn chết không chỗ chôn địa. Nghe được Lâm Trung Hạc trong lòng kế hoạch sau đó Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ hai cha con họ con ngươi lập tức phát sáng lên, Trịnh Vũ nắm chặt nắm đấm, nói ra, đúng, ra ra, ta muốn đem tiểu tử kia cho chém thành muôn mảnh rồi. Kẹt kẹt, một tiếng. Chính lúc thời điểm này, phòng riêng môn đột nhiên bị đẩy ra, một tên ăn mặc trường sam màu trắng thanh niên cùng một tên ăn mặc trường sam màu đen lão đầu đi vào, người trước chính là Nam Nguyên Vương Triều Hộ Quốc Tướng Quân Nhi Tử Trương Văn Hiên rồi. Một thân thực lực đã tới thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ tầng thứ, người sau thì là Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh, một thân thực lực đã tới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đồng dạng hắn cũng miễn cưỡng xem như là chuẩn nhị phẩm luyện dược sư rồi. Lâm Trung Hạc, vị này chính là Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão. Trương Văn Hiên không có khách khí với Lâm Trung Hạc cái gì, trực tiếp đối Lâm Trung Hạc giới thiệu bên cạnh Vương Vĩnh Tinh. Ngược lại, Trương Văn Hiên lại hỏi, Vân Đình đâu này? Người ở nơi nào? Lâm Trung Hạc khởi điểm ngược lại là ra vẻ một mặt khó xử, sau đó hắn từ từ đem Diệp Thần Phong cùng Tưởng Vân Đình quan hệ thêm dầu thêm mở nói một lần, đồng thời còn đem Diệp Thần Phong hôm nay tham gia Linh Dược Cốc khảo hạch thành tích cũng nói một lần, này làm cho Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Văn Hiên không tính trên mặt anh Tuấn lộ ra một vệt dữ tợn, trong miệng lãnh đạm nói tiểu tử kia phải chết, hơn nữa liền vào ngày mai. Vương Vĩnh Tinh cũng trầm thấp a a nở nụ cười hai tiếng, nói ra, Văn Hiên, ta phi thường tán thành ngươi nói, tiểu tử kia thật là đáng chết a hát. Bất quá, chúng ta cũng không thể làm cho dư luận xôn xao, ngày mai sẽ để tiểu tử kia chính mình đi tìm cái chết đi. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái tiểu tử kia thích không nên thích người, cùng với có không nên có luyện dược sư thiên phú. Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ khi nghe đến Trương Văn Hiên cùng Vương Vĩnh Tinh trực tiếp phán quyết Diệp Thần Phong tử hình, này để hai người bọn họ trong lòng cuối cùng là hoàn toàn thả lỏng ra, tất cả những thứ này biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, theo Trịnh Vũ đều là Diệp Thần Phong tạo thành, trong lòng của hắn sợ hãi quét một cái sạch sành xanh rồi, chờ xem ngày mai Diệp Thần Phong thê thảm kết quả. Mà Lâm Trung Hạc là một bộ phi thường bình tĩnh biểu lộ, thật giống tất cả những thứ này đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong đầu hắn nghĩ tới Diệp Thần Phong dáng dấp, âm thầm nói ra tiểu tử, ngươi còn muốn theo ta đấu. Quả thực là không biết sống chết.
Trương Văn Hiên nói ra, Lâm Trung Hạc, người giúp chúng ta sắp xếp một cái nơi ở, đợi ngày mai giải quyết xong con kia muốn ăn thịt thiên Nga con cóc ghẻ, ta lại đi thấy Vân Đình được rồi. Chấm chấm chấm, chương 1320, người muốn chết như thế nào? Ngày kế, làm mặt trời mới mọc vừa vặn mọc lên từ phương đông thời điểm. Diệp Thần Phong liền từ trong phòng của hắn đi ra, trải qua một buổi tối vĩnh viễn chế thuốc, hắn thuận lợi luyện chế được 10 viên lạnh thanh đan, này đầy đủ giúp thương lang đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên thanh trừ trong cơ thể nóng độc rồi. Thần Phong huynh đệ, người hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Nhìn thấy Diệp Thần Phong đi vào đại sảnh, Triệu Hồng Lực cười hỏi. Diệp Thần Phong đem trong tay cầm một cái màu nâu hộp gỗ đưa cho Triệu Hồng Lực, nói ra, Triệu đại ca, này cái hộp gỗ ngươi cầm trước, nếu như linh dược cốc ngũ trưởng lão có thể luyện chế ra lạnh thanh đan, như vậy này cái hộp gỗ ngươi liền không dùng tới mở ra. Thế nhưng, nếu như ngay cả linh dược cốc ngũ trưởng lão cũng không cách nào luyện chế ra lạnh thanh đan, như vậy ngươi không ngại mở ra này cái hộp gỗ nhìn xem. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Diệp Thần Phong tạm thời còn không muốn tiết lộ chính mình thân phận của luyện dược sư, cho nên, hắn mới dùng phương thức như thế đem tự mình luyện chế lạnh thanh đan giao cho Triệu Hồng Lực. Hắn tính toán đợi linh dược cốc ngũ trưởng lão đến Bắc Vân Thành sau, hắn liền tìm một cơ hội lén lút rời đi Bắc Vân Thành rồi. Diệp Thần Phong hiện nay thật sự không có chút nào muốn gia nhập linh dược cốc, bất quá, hắn ngược lại là đối linh dược cốc thiên địa chi hỏa cảm thấy hứng thú vô cùng. Từ hắn bên trong đan điền hình thành 3 viên màu xanh lam hỏa trùng, này là có thể suy đoán ra linh dược cốc nội thiên địa chi hỏa chỉ sợ cũng không đơn giản, hắn về sau nhất định sẽ đi linh dược cốc đi một chuyến. Diệp Thần Phong thu rồi linh dược cốc linh thảo cùng lò thuốc, hắn ngược lại là không tiện cự tuyệt ở Hải Phong rồi, trong lòng của hắn quyết định tại thấy xong linh dược cốc ngũ trưởng lão sau. Hắn liền lập tức rời đi Bắc Vân Thành, Vương Vĩnh Tinh tạm thời ở tại Bắc Vân Thành mặt đông một tòa trong nhà. Bởi vì Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình Yếu mời Vương Vĩnh Tinh luyện chế lạnh thanh đan, cho nên hai người bọn họ cũng cùng một chỗ cùng đi theo rồi. Ở chỗ Hải Phong dẫn Diệp Thần Phong đám người đi tới Vương Vĩnh Tinh chỗ ở tòa nhà cửa vào lúc, ở Hải Phong nói ra, ngũ trưởng lão chỉ muốn thấy tiểu huynh đệ một người. Chúng ta liền trước ở chỗ này chờ một hồi đi. Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì được rồi. Bọn hắn nhìn xem Diệp Thần Phong từng bước hướng về tòa nhà đại sảnh phương hướng đi đến. Nếu Diệp Thần Phong không muốn gia nhập linh dược cốc, như vậy hôm nay hắn chỉ là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khi hắn đi vào tòa nhà đại sảnh lúc, hắn nhìn thấy một người mặc trường sam màu đen, ngực quần áo có một cái lò thuốc đồ án lão đầu, đang ngồi ở một tấm màu đen chất gỗ trên ghế, trong tay cầm một con chén trà, chính ung dung thong thả thưởng thức trà. Nghe được Vương Vĩnh Tinh lời nói sau, làm Diệp Thần Phong muốn khiêm tốn đôi câu thời điểm, chỉ thấy Vương Vĩnh Tinh câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói ra, người trẻ tuổi. Ngươi không cảm giác mình quá cuồng ngạo sao? Đừng tưởng rằng có một ít luyện dược sư thiên phú, ngươi là có thể coi trời bằng vung rồi, cái này cũng là ngươi tự tìm, hôm nay ngươi không cần sống sót rời đi nơi này rồi. Diệp Thần Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, lông mày đột nhiên nhíu lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Vương Vĩnh Tinh. Hắn dám khẳng định đã biết là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vĩnh Tinh. Hắn hỏi dò, người đây là ý gì? Thật giống tại trước hôm nay, ta căn bản không nhận thức ngươi. Có biết hay không cũng không muốn nhanh, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cho ngươi yếu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu này? Không đợi Vương Vĩnh Tinh trả lời, một tên ăn mặc trường sam màu trắng thanh niên, hắn khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười. Ung dung tự tại từ cửa đại sảnh đi vào. Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt chính là tràn đầy khinh thường, tên thanh niên này chính là Nam Nguyên Vương triều hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên rồi. Thấy Diệp Thần Phong trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc, Trương Văn Hiên nói ra, đã quên tự giới thiệu mình, tên của ta gọi là Trương Văn Hiên. Cha của ta chính là Nam Nguyên Vương triều hộ quốc tướng quân, có thể nói ta từ nhỏ là cùng Vân Đình cùng nhau lớn lên, như ngươi loại rác rưởi này căn bản không xứng với Vân Đình. Tại Trương Văn Hiên tự giới thiệu mình xong xuôi sau đó Diệp Thần Phong là trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, hắn cười lạnh nói, Lâm Trung Hạc, ngươi cũng không cần trốn rồi, ngươi khẳng định cũng ở nơi đây chứ. Đùng, đùng, đùng. Một trận không nhanh không chậm tiếng vỗ tay từ đại sảnh bên ngoài truyền vào, Lâm Trung Hạc thân ảnh hách xuất hiện tại cửa đại sảnh, cười nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên phi thường thông minh, bất quá, lẽ nào ngươi không biết một chuyện sao?
càng là người thông minh thì càng là chết mau. Ở trong rừng hạc đi vào đại sảnh, sau đó Trịnh Uyên Chí cùng Trịnh Vũ cũng nhanh đi theo đi vào. Trịnh Vũ một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra: tiểu tử, người hôm nay có bản lĩnh lại cho ta đùa nghịch trò gian a hát. Sau đó ta muốn đích thân thanh đầu ngươi dẫm ở dưới chân của ta dưới. Lâm Trung Hạc là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên thực lực, Vương Vĩnh Tinh là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên thực lực, Trương Văn Hiên là thần niệm cảnh tam trọng thiên thực lực, Trịnh Uyên Chí là hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, về phần thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Trịnh Vũ, nhưng là trực tiếp được Diệp Thần Phong không đáng kể. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn liền một tên thần niệm cảnh cao thủ cũng không đối phó được, càng đừng nói lập tức muốn đối phó ba tên thần niệm cảnh cao thủ, cộng thêm một tên hợp biển cảnh cao thủ rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong không nghĩ ra Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão tại sao cũng muốn đối phó hắn. Diệp Thần Phong nhìn xem Vương Vĩnh Tinh, nói ra: ta tại luyện dược sư phương diện thiên phú phi thường xuất chúng, nếu như ta gia nhập Linh Dược Cốc, khẳng định như vậy sẽ để cho Linh Dược Cốc nâng cao một bước. Người thân là Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão, người tại sao phải cùng bọn họ thông đồng cùng nhau? Vương Vĩnh Tinh bình thản nói ra: con trai của ta là Linh Dược Cốc đệ nhất thiên tài. Lần này Diệp Thần Phong cuối cùng là đem hết thảy nỗi băn khoăn đều mở ra, Trương Văn Hiên muốn giết chết hắn, làm như vậy là để Tưởng Vân Đình, mà Vương Vĩnh Tinh muốn giết chết hắn, vì chính là mình nhi tử. Vương Vĩnh Tinh sợ sệt một khi Diệp Thần Phong gia nhập Linh Dược Cốc, như vậy con trai của hắn có thể sẽ từ đệ nhất thiên tài vị trí ngã xuống. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, hắn cười lạnh nói: vì đối phó ta cái này vô danh tiểu tốt, các ngươi cần phải như thế nhọc lòng sao? Trực tiếp lên môn giết ta không phải càng tốt hơn? Vương Vĩnh Tinh xem thường nói ra: ta thân là Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão, làm sao có thể đối với ngươi cái này vừa vặn gia nhập Linh Dược đệ tử động thủ? Bất quá, nếu như là ngươi đang cùng ta lúc gặp mặt, ngươi bởi vì tham niệm nhất thời, nỗ lực muốn động thủ với ta, như vậy ta giết ngươi liền là chuyện đương nhiên rồi. Nghe được Vương Vĩnh Tinh ra vẻ đạo mạo lời nói, Diệp Thần Phong từ từ tăng nhanh trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, trước mắt đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bị ép vào trong tuyệt cảnh, nhưng, Diệp Thần Phong cũng không phải cam tâm mặc người chém giết, còn nữa hắn hiện tại còn chưa thể chết ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót thoát đi Bắc Vân Thành. Cũng may, Diệp Thần Phong cũng không phải liền một lá bài tẩy cũng không có, ngoại trừ thiên địa chi hỏa thanh viêm bên ngoài, hắn bên trong đan điền còn có ba viên màu xanh lam hỏa trùng. Nhìn xem Lâm Trung Hạc đám người, hiện tại Diệp Thần Phong ngoại trừ liều mạng một lần bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác rồi. Tiểu tử, chuyện đến nước này rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì trấn định? Ngươi nên quỳ xuống đi cầu chúng ta bỏ qua ngươi. Trịnh Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong trước sau ung dung không vội, này làm cho trong lòng của hắn là phi thường không sảng khoái. Trương Văn Hiên miệt thị nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra: con cóc ghẻ chính là con cóc ghẻ, chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi, ngươi chả cho là mình là tạo hóa cảnh cao thủ. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Để cho chúng ta động thủ đâu này? Vẫn là ngươi tự mình kết thúc. Đối với Trương Văn Hiên coi thường, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, phòng khách này trong không gian quá nhỏ, nếu như ở nơi này cùng Trương Văn Hiên đám người phát sinh xung đột, cuối cùng Diệp Thần Phong sống sót rời đi Bắc Vân Thành tỷ lệ vô cùng thấp. Cho nên, Diệp Thần Phong đầu tiên muốn rời khỏi đại sảnh mới có thể tìm cơ hội tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi động, bàn tay phải nắm chặt rồi sau lưng hắc huyền kiếm chuôi kiếm. Trương Văn Hiên thấy thế, hắn hí hành hạ nói: xem ra sự lựa chọn của ngươi phi thường không sáng suốt, ta sẽ cho ngươi tại cực hạn trong thống khổ chết đi. Trương Văn Hiên căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, mà Lâm Trung Hạc mấy người cũng không có ý xuất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ đối phó một cái thông linh cảnh ngũ trọng thiên Diệp Thần Phong, lấy Trương Văn Hiên thực lực là thừa sức rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.